Không phải tôi mà là anh, Trần Đức kéo Lâm Khải sang một bên, thận trọng nói, tôi vô tình đắc tội với một vài người tại nơi làm việc, bọn chúng muốn tìm tôi gây rắc rối, muốn ra tay với Tử Hàm, anh mau đưa bọn trẻ rời đi theo cửa sau của bệnh viện đi. Lâm Khải lập tức sững người, vốn tưởng rằng Trần Đức đang cùng anh ta nói đùa, nhưng nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của anh, liền biết sự việc lần này thực sự nghiêm trọng, anh bát hoang, tại sao lại không báo cảnh sát? Tôi có lý do của mình, bọn chúng sắp tới rồi, anh mau đưa mọi người rời khỏi đi. Được. Lâm Khải tin tưởng tuyệt đối vào Trần Đức, ngay lập tức mang theo hai đứa nhỏ rời đi theo cửa sau của bệnh viện. Cùng lúc đó, trước cửa bệnh viện 308 hai nhà đầu tư vào bệnh viện đang nơm nớp lo sợ đứng ở cửa. Ngoài họ, lãnh đạo các cấp cũng như các cô, chú y tá của bệnh viện cũng đứng thành một hàng. Dường như đang chờ đợi một nhân vật quan trọng nào đó. Chẳng bao lâu, hai người đều lộ vẻ mặt kinh ngạc bởi cách đó không xa, một chiếc xe thương vụ màu đen đang lái về hướng này rồi chậm rãi đỗ lại. Từ trong xe bước xuống một người đàn ông. Thấy hắn ta, hai người kia liền tiến lên nghênh đón, trong đó chủ tịch Hà Trạc tuổi 50 hỏi. Xin hỏi cậu Hàn, Hàn Thái không tới sao? Bốp! Người tới trực tiếp vung tay tát thẳng vào mặt chủ tịch Hà đã hơn 50 tuổi, ông cũng xứng gọi thẳng tên của cậu Hàn. Người đến tiến lên liền quăng cho chủ tịch Hà một cái tát thô bạo, không hề khách sáo và nương tay. Cái tát này khiến các nhân viên bệnh viện 308 nhìn tới rất thót tim. Ai không biết chủ tịch Hà cho dù đã hơn 50 tuổi nhưng lại khét tiếng hung bạo, một lời không vừa ý liền động tay động chân, dám ra tay tát ông ta, người này là đang tự tìm đường chết sao? Tất cả mọi người đều đang đợi chủ tịch Hà bùng nổ cơn giận. Chỉ là, lần này, bọn họ phát hiện ông ta không có bất kỳ dấu hiệu tức giận nào. Bị tát trước mặt mọi người, khuôn mặt già nua đỏ bừng, tay che lấy mặt, nhưng chủ tịch Hà không hề có ý định phản kích lại, không chỉ như vậy. Ông ta còn ngoan ngoãn đáp, vâng, vâng, tên của cậu Hàn không phải là thứ tôi có thể gọi thẳng được. Một màn này khiến mọi người kinh ngạc choáng váng. Dù bọn họ có ngu ngốc tới đâu, lúc này cũng hiểu được người vừa tới này không phải là nhân vật bản thân có thể khiêu khích tới, cho dù chủ tịch Hà, nhà đầu tư của bệnh viện cũng chỉ có thể thành thực cúp đuôi. Bên cạnh chủ tịch Hà là một nhà đầu tư lớn tuổi hơn ông ta một chút, tầm hơn 60 tuổi, Lưu Trung Cương cũng cười làm lành, vị này. Không biết anh là gì của cậu Hàn. Thuộc hạ, các người có thể gọi tôi là Hàn Bát. Hàn Bát thản nhiên đáp. Tuy nói hai từ thuộc hạ nhưng trên mặt hắn ta lại tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào, tựa như đây là thân phận vô cùng cao quý vậy. Hắn chỉ là một trong những kẻ hầu người hạ của Hàn Thái, địa vị tại nhà họ Hàn càng không đáng nhắc tới. Ngay cả trong đền Thiên Ẩn, hắn cũng chỉ có thể đóng vai trò của một tên dâu ria gọi điện cho Trần Bát Hoang. Nhưng đó chỉ là tại nhà họ Hàn, trước mặt Hàn Thái. Ở thế giới bên ngoài, thân phận người hầu của nhà họ Hàn đã là vinh quang, tự hào và cao cấp. Thân phận này đủ khiến nhiều người phải run sợ. Không phải vì cái gì khác, chỉ vì phía trước từ thuộc hạ này có ba chữ nhà, họ, Hàn. Cho dù là người hầu cũng là người hầu của nhà họ Hàn. Hà Thành cùng Lưu Trung Cương không dám lộ ra tia bất kính nào. Hà Thành gặng hỏi. Không phải cậu Hàn nói muốn hạ cố đến thăm bệnh viện 308 chúng tôi sao, sao lại? Chỉ với nơi rách nát của mấy người còn mơ mộng cậu Hàn đích thân tới, Hàn Bát lạnh lùng đáp. Chào mừng cậu đến bệnh viện 308, chúng tôi đã làm theo phân phó của cậu Hàn, đưa tất cả bệnh nhân lưu động tại bệnh viện rời đi, trước mắt chỉ còn lại những người nằm viện. Lưu Trung Cương vội vã nói chen vào, giọng điệu dè dặt, e sợ sẽ chọc giận người trước mắt này. Đưa tôi tới phòng bệnh của đứa bé gái này, Hàn Bát rút ra điện thoại, mở màn hình cho Lưu Trung Cương xem. Trên đó không phải ai khác mà chính là Tử Hàm. Nhìn thấy dáng vẻ của cô bé, Lưu Trung Cương liền sững sờ, ông ta có thể không nhận ra những bệnh nhân khác trong bệnh viện nhưng ấn tượng của ông ta đối với bé gái này quá sâu đậm. Một người rõ ràng nên bị Diêm Vương dẫn đi vậy mà vẫn còn sống khỏe mạnh trên thế gian. Sự việc khai trừ Khâu Kiệt ngày hôm đó vẫn như vừa xảy ra trước mắt Lưu Trung Cương. Trừ phi, cô bé có quan hệ với nhà họ Hàn. Nghĩ tới đây, Lưu Trung Cương liền dùng mình. Nếu cô bé quả thực có quan hệ với nhà họ Hàn, vậy nếu sự việc ngày hôm đó truyền đến tai nhà họ, bệnh viện chắc chắn sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Lưu Trung Cương kinh sợ hỏi. Không biết giữa cậu Hàn và cô bé này có quan hệ gì?
đây không phải là vấn đề mà một giám đốc bệnh viện nhỏ bé như ông nên hỏi, hiểu không? Hàn Bát đáp lạnh băng, nếu không phải để tâm tới tuổi tác đã một bó lớn của Lưu Trung Cương, hắn đã sớm ra tay rồi. Vâng, vâng, mời theo tôi. Lưu Trung Cương và Hà Thành đích thân dẫn đường, đưa họ đến phòng bệnh VIP nơi Tử Hàm đang ở. Cửa phòng bệnh đóng chặt. Hà Thành vội lên tiếng, bọn họ ở ngay trong đây. Vừa nói, ông ta vừa tiến lên phía trước, chuẩn bị gõ cửa. Ông ta còn chưa kịp gõ, Hàn Bát đã một cước đá mạnh vào cửa lớn. Bụp, cùng tiếng và đập cực lớn, cánh cửa phòng bệnh cũng trực tiếp bị đá tung ra. Nhưng bên trong lại trống rỗng. Không một bóng người. Người đâu, Hàn Bát thấy phòng bệnh trống trải liền tức giận. Đây là nhiệm vụ Hàn Thái giao cho hắn ta, kêu hắn đưa đứa nhỏ kia đi. Nhưng hiện tại lại không thấy người đâu nữa. Hà Thành, Lưu Trung Cương cũng một mặt ngơ ngác. Vừa rồi bọn họ còn chạm mặt ba người Lâm Khải tại bệnh viện, sao giờ lại không thấy rồi? Chúng tôi cũng không biết, Lưu Trung Cương kỳ quái đáp, có lẽ là ra ngoài rồi chăng? Ra ngoài con mẹ ông, còn không mau đi tìm cho tôi, nhanh tra camera giám sát cho tôi. Hàn Bát có chút luống cuống cùng hoảng loạn, nếu không hoàn thành được nhiệm vụ cậu chủ giao, sau khi trở về ắt phải chịu một trận dày vò. Đi theo Hàn Thái mấy năm nay, hắn đã hiểu quá rõ tính cách của hắn ta, Hàn Thái là một tên siêu cấp biến thái, luôn thích cùng người khác chơi đùa một vài trò tàn nhẫn. Cách thức mỗi lần đều bất đồng, thủ đoạn mới mẻ đa dạng, mỗi một trò chơi đều có thể chơi đùa mạng người tới chết. Hắn thực sự không muốn đối mặt với những trò chơi đó. Vâng vâng vâng, tôi đi dặn dò phía dưới ngay, Lưu Trung Cương không dám chọc giận Hàn Bát, lập tức gọi người kiểm tra camera để tìm tung tích đứa nhỏ. Rất nhanh đã có một người chạy tới, báo cáo đúng sự thực, thưa sếp Lưu, sau khi Lâm Khải đưa mấy đứa bé lên liền biến mất, tất cả camera giám sát đều mất tín hiệu trong vài phút đó. Cái gì? Lưu Trung Cương còn chưa lên tiếng, Hàn Bát đã túm chặt lấy cổ áo người kia mà rít lên, anh nói cái gì, nói lại lần nữa xem. Tôi là nói, tất cả camera đều đã bị vô hiệu hóa trong 5 phút, người này vẻ mặt sợ hãi, anh ta chưa từng thấy qua ai điên cuồng như Hàn Bát. Mẹ kiếp! Hàn Bát tung chân đạp mạnh lên người anh ta, biểu cảm hung tợn, trong lòng cũng rối bời không thôi. Nỗi đắng chát trong lòng không nói nên lời. Hàn Bát dáng vẻ nóng ruột, đích thân đến phòng giám sát, quả nhiên phát hiện ra toàn bộ camera của bệnh viện đã bị vô hiệu hóa trong vài phút đồng hồ. Nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lưu Trung Cương, Hà Thành theo sát phía sau cũng mang vẻ mặt nghi ngờ. Không tìm thấy liền không tìm thấy, sao phải đổ mồ hôi lạnh? Bọn họ cũng không dám mở miệng hỏi. Hai người đứng trước Hàn Bát run cầm cập. Hàn Bát hung hãn đạp mạnh vào màn hình vài cái, phẫn nộ rời khỏi bệnh viện 308, trở lại xe liền rút ra điện thoại, chuẩn bị gọi điện bẩm báo tin tức. Bỗng nhiên cả người hắn run lên. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu. Chỉ thấy hàng ghế phía sau xe, không biết từ lúc nào đã có một người thanh niên đang ngồi. Một người thanh niên tuổi đôi mươi. Anh đang cầm một lon rượu thong thả uống. Anh là, Trần Bát Hoang, Hàn Bát bất giác quay người, vừa muốn nói chuyện thì một con dao găm đã xuất hiện trên cổ hắn. Không muốn chết thì lái xe đi, đưa tao tới gặp Hàn Thái, khi Trần Đức nói, con dao đã dần dần cứa vào làn da của Hàn Bát. Dừng. Tôi dẫn anh đi. Con dao sáng chói phản chiếu vẻ kinh hãi trên mặt Hàn Bát, hắn có thể cảm giác rõ ràng được lưỡi dao sắc lạnh đang chậm rãi găm vào da thịt mình, nếu còn không biểu lộ thái độ, có lẽ người thanh niên này sẽ thực sự giết chết hắn mất. Hắn ta biết rất có khả năng người thanh niên này cũng là một võ giả. Võ giả nếu muốn giết một người cũng giống như thái cắt rau củ vậy. Sẽ không có bất kỳ sự băn khoăn, lưỡng lự nào. Hàn Bát rất thông minh, hắn biết bản thân lúc này nên làm gì, một chân đạp ga, không nói tiếng nào, đưa Trần Đức rời khỏi bệnh viện 308. Anh Trần, xin anh chú ý dao trong tay một chút, một hồi tôi đạp thắng xe, đừng đâm vào đó. Người hầu trung quy vẫn là người hầu. Một Hàn Bát trước đó tại bệnh viện 308 còn kiêu căng ngạo mạn, lúc này đã hèn nhát đến không thể hèn mọn hơn nữa, sắc mặt hắn tái nhợt sợ hãi. Sâu nơi đáy mắt là nỗi kinh hoàng tột độ. Lo sợ Trần Đức sẽ quẹt dao vào cổ hắn. Trần Đức ngồi sau không đáp lại. Cả người anh bao trùm trong hơi thở lạnh như băng, luồng khí ngột ngạt lạnh lẽo này như lan tỏa ra cả khoang xe,
cũng không biết có phải bản thân cảm giác sai hay không, Hàn Bát chỉ cảm thấy nhiệt độ trong xe như giảm xuống một bậc. Anh Trần, tôi khuyên anh thực sự không nên đấu với cậu chủ nhà chúng tôi, Hàn Bát muốn thuyết phục Trần Đức, lập được công lớn, mới đè nén nỗi kinh sợ trong lòng mà nói, anh có thể là võ giả trong truyền thuyết, cậu chủ nhà tôi không phải, nhưng bên cạnh cậu ấy có võ giả làm vệ sĩ, phía sau còn có nhà họ Hàn lớn mạnh làm hậu thuẫn. Anh nghĩ thử xem, Hàn Tùng đi rồi, lại có Hàn Thái, cho dù anh may mắn lại chiến thắng một lần nữa, còn có những người mang họ Hàn tiếp theo trực chờ, anh nói xem anh đấu với họ thế nào. Mày nói đúng, cũng có đạo lý, Trần Đức vốn đang im lặng đột nhiên lên tiếng. Vậy thì đúng rồi, kẻ biết thời cuộc mới là người hào kiệt, một võ giả trẻ tuổi như anh, nếu thực sự nương nhờ cậu Hàn, trở thành thuộc hạ của cậu ấy vui vẻ nói không chừng sẽ không làm tổn thương tới anh, mà còn bồi dưỡng anh, trọng dụng anh. Hàn Bát thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng vẻ này thực sự có thể thuyết phục được tên Trần Bát Hoang này rồi. Trần Bát Hoang này trông có vẻ hung tàn, lãnh đạm nhưng thực ra cũng không có gì đặc biệt. Hàn Bát thầm nhủ trong lòng, một tay buông vô lăng, nhẹ nhàng muốn đấy con dao của Trần Đức ra. Soạt! Chỉ là... Tay của hắn vừa chạm vào con dao của Trần Đức, con dao lại bỗng nhiên dường như sắc bén hơn vô số lần, khẽ kéo một cái, ngón tay đụng vào lưỡi dao của Hàn Bát liền đứt đoạn tại chỗ. Hai đầu ngón tay thuận theo bờ vai lăn xuống chân hắn, nhìn thấy mà giật mình. A! À, Hàn Bát hét lên một tiếng thảm thương, cơn đau kịch liệt bất ngờ ập tới khiến hắn vô thức đạp mạnh chân phanh, thân thể lắc lư, dao găm sắc lạnh trên cổ lại hằn sâu thêm vài phân. Trong tích tắc, da đầu hắn tê dại, sống lưng dâng lên từng trận mát lạnh, cố gắng chịu đựng cơn đau, tiếp tục lái xe. Anh Trần, anh đây là muốn làm gì, vừa rồi. Không phải là bàn xong rồi sao? Trong lòng Hàn Bát phiền muộn. Trước đó còn cho rằng hắn nói đúng, giây tiếp theo liền chặt đứt đầu ngón tay hắn. Con mẹ nó chuyện quái gì đang xảy ra đây? Bởi mày chỉ nói đúng một nửa, nhà họ Hàn quả thực giàu có vô tận, do đó, nói tới đây, Trần Đức thoáng chứng lại, một giây sau mới mở miệng nói tiếp. Lần này tao muốn tiêu diệt nhà họ Hàn. Cái gì? Hàn Bát kinh ngạc, mí mắt nhảy dựng. Hắn có thể cảm nhận được. Người phía sau không phải đang nói đùa. Lời anh nói hoàn toàn nghiêm túc. Đây là một tên điên sao? Quét sạch nhà họ Hàn. Ngoại trừ kẻ điên, còn ai có thể nói ra những lời như vậy đây? Hàn Bát câm miệng rồi, một tên điên như vậy, trước mắt vẫn là đừng đụng chạm tới anh, hắn chịu đựng cơn đau ở ngón tay, tăng tốc lái xe. Chẳng bao lâu, chiếc xe đã tới một khu vườn có tên Hàn Viên. Hàn Viên này là mảnh đất Hàn Thái đã mua lại tại thành phố Tần này để xây dựng một nơi cư trú cho riêng mình. Nơi đây không chỉ có thể đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt thông thường, mà còn có thể săn bắn, chơi đùa phụ nữ, hưởng thụ đãi ngộ của bậc đế vương. Tuy nhiên, những đãi ngộ này chỉ có Hàn Thái, hoặc những người mà hắn đưa tới mới có thể tận hưởng. Tại trung tâm của Hàn Viên có một tòa nhà được chế tạo từ thủy tinh. Người bên trong tòa nhà có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài. Nhưng từ bên ngoài lại không thể nhìn thấy bất cứ sự vật nào ở phía trong. Lúc này đang có hai người đang nằm trên ghế rộng rãi trong đại sảnh lầu 1, vừa uống rượu vang, vừa thưởng thức các cô gái nóng bỏng đang nhảy múa trên sàn ở trung tâm. Một trong số hai người này chính là Hàn Thái. Hắn chỉ tầm hơn 20 tuổi, trên tay đeo chiếc đồng hồ Rolex mặt xanh lục nổi bật, mái tóc ngắn màu đỏ, giàu sang hiển hách. Một người phụ nữ có thân hình tuyệt mỹ đang giúp hắn ta massage chân. Bên cạnh hắn ta là một người đàn ông chạc 30 tuổi đang ngồi ngay ngắn, ánh mắt không ngừng lượn quanh trên thân thể những người phụ nữ trên sàn nhảy. Dáng vẻ của từng người phụ nữ trong số đó đều có thể được coi là một số nhân vật cấp nữ thần được nhắc đến trên mạng, là kiểu mẫu mà người bình thường khao khát lại không thể có được. Hiện tại, bọn họ khoác trên mình trang phục mát mẻ, chen lấn xô đẩy, tinh tế thể hiện ra các tư thế mềm mại uyển chuyển, ánh mắt ướt át xinh đẹp thi thoảng lại lướt tới hai người đàn ông. Lộ liễu quyến rũ họ. Anh Lục có thích ai không? Nếu nhìn chúng ai, anh có thể chọn bất kỳ người phụ nữ nào trong số này, một người cũng được, hai người cũng không sao, chỉ cần anh Lục nguyện ý, đêm nay bọn họ đều có thể bầu bạn cùng anh, Hàn Thái nhìn người đàn ông bên cạnh cười nói ha ha. Vậy tôi phải nhận ý tốt của cậu Hàn rồi, cảm ơn cậu Hàn trước vậy, Lục Thập Phương cười đáp, cũng không nhìn Hàn Thái, ánh mắt hoàn toàn tập trung thưởng thức những cô gái đang quay cuồng trên sàn nhảy kia. Trong mắt Hàn Thái lóe lên nét khinh bỉ. Võ giả thì đã thế nào?
không phải vẫn không thể cưỡng lại lối ăn chơi dâm loạn sao? Muốn có được những thứ này thì phải làm con chó, làm nô lệ cho nhà họ Hàn bọn họ. Chuyến này anh Lục xuống núi rèn luyện, có thể gặp nhau đều là duyên phận, nói lời cảm ơn làm gì. Chỉ hy vọng Hàn Thái tôi sau này nếu gặp phải rắc rối, anh Lục có thể tận lực giúp sức giải quyết. Yên tâm, cậu Hàn gặp phải chuyện gì cứ nói ra, Lục Thập Phương tôi nhất định sẽ giúp cậu xử lý êm đẹp, Lục Thập Phương vô cùng tự tin. Khóe miệng Hàn Thái khẽ nhếch. Rất tốt, lại thành công thu phục một con chó nữa. Hơn nữa còn là một con chó săn. Thời gian cũng không còn sớm nữa, sao Hàn Bát còn chưa trở lại, liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay, Hàn Thái liền cau mày, vô cùng bất mãn. Hắn vừa dứt lời. Từ xa, một chiếc xe hơi màu đen đang chậm rãi lái tới bên này, theo như tuyến đường thường ngày, đảo xung quanh nơi giải trí của Hàn Thái một vòng mới dừng lại tại bãi đậu xe. Hàn Thái thẳng lưng, quan sát chiếc xe đó qua kính thủy tinh. Mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch của hắn. Rất tốt, không tệ. Hàn Thái rất hài lòng. Lần này, những gì Hàn Tùng không làm được, hắn sẽ làm, kẻ mà Hàn Tùng không giải quyết được, Hàn Thái hắn sẽ xử lý, hơn nữa còn biểu hiện thật tốt. Ngay khi hắn định lấy ra điện thoại, lấy làm đắc ý chuẩn bị gọi điện cho Trần Đức. Đột nhiên, cánh cửa của chiếc xe sang trọng kia được người mở ra. Từ trong xe trượt lăn ra một thi thể. Trên cổ của thi thể đó còn đang cắm chặt một chiếc dao găm. Nhìn thoáng qua Hàn Thái đã nhận ra đó là người của mình, Hàn Bát. Hàn Bát hai mắt trợn trừng, bàn tay che lấy cổ, chết không nhắm mắt. Máu tươi thuận theo ghế lái chảy xuống đất, chớp mắt đã nhuộm đỏ cả một khoảng, vô cùng chói mắt. Sao lại thế? Khi Hàn Thái còn đang chìm trong nghi hoặc, cánh cửa sau xe đã mở ra. Một thân hình mảnh khảnh bước xuống xe. Nhìn thấy bóng dáng này, Hàn Thái nháy mắt liền ngẩn người, Trần Bát Hoang. Chuyện gì đã xảy ra? Hắn, không lẽ không đi cứu người? Trong tiềm thức, Hàn Thái lấy ra một chiếc điều khiển từ xa trên người, ấn vào nút màu đỏ trên đó. Là chiếc điều khiển một quả bom hẹn giờ từ xa. Chỉ cần hắn ấn xuống, thuốc nổ sẽ phát nổ ngay lập tức. Tuy nhiên, đợi cả nửa ngày chiếc điều khiển từ xa cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Rõ ràng, hai cọc thuốc nổ mà hắn thiết kế đã mất liên lạc với điều khiển từ xa này. Có chút thú vị, không biết từ lúc nào Lục Thập Phương đã đứng cạnh Hàn Thái, có vẻ như hắn ta đã cứu lấy hai người kia trong vòng mười mấy phút, hơn nữa còn giải cứu bé gái kia trước khi người của cậu kịp tới được bệnh viện. Tên nhãi này không đơn giản mà. Chỉ là nếu đã chọc tới cậu Hàn cậu, cuối cùng cũng chỉ còn là một xác chết. Đúng vậy. Đột nhiên, Hàn Thái cũng bật cười. Cầm lấy ly rượu vang bên cạnh, một hơi uống cạn, trò chơi này thật sự càng ngày càng thú vị mà, tôi thích. Trần Đức đến được Hàn Viên. Ngoại trừ một chút bất ngờ, Hàn Thái không có chút lo lắng, tất cả vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Một con kiến cỏ nhỏ bé cho dù có chút ngoài dự liệu thì đã thế nào, suy cho cùng kiến cỏ vẫn chỉ là kiến cỏ mà thôi. Hắn lúc nào cũng có thể giẫm chết nó. Tuy nhiên hắn thích chơi đùa một trận tận hứng trước khi giẫm nát con kiến cỏ đó, chứng kiến cảnh con kiến phẫn nộ, tuyệt vọng, giãy giụa, hận không thể giết chết hắn, nhưng sau cùng lại phát hiện ra chẳng có biện pháp phản kháng nào. Trước cửa lớn trong suốt của khu vui chơi giải trí, được bảo vệ bởi hơn chục tên vệ sĩ cường tráng. Bọn họ canh gác tại đây, đề phòng trường hợp có chuyện bất trắc xảy đến. 16 người chặn kín cửa lớn. Chặn đường của Trần Đức. Họ đã nhìn thấy xác chết của Hàn Bát từ camera giám sát, mà người trước mắt này chính là kẻ đã bước xuống từ chiếc xe đó, hiển nhiên, Hàn Bát là do hắn ta giết. Những người này đều là những kẻ hung tàn, gặp qua rất nhiều trường hợp khủng bố. Cái chết của Hàn Bát không hề khiến họ sợ hãi. Thay vào đó, từng người đều muốn tận tay tàn sát Trần Đức, thể hiện một phen thật tốt trước mặt Hàn Thái. Trần Đức quét mắt nhìn những con chó gác cửa trước mắt này, thản nhiên nói, cút. Mày! Để hắn vào đi! Vệ sĩ ngoài cửa đang muốn ra tay thì ống nghe điện thoại bỗng nhiên phát ra giọng nói của Hàn Thái, người dẫn đầu sửng sốt, chợt phất tay, bảo vệ nhanh chóng tách ra tạo thành một con đường. Trần Đức không nói tiếng nào, đi vào, nhìn chằm chằm hai người đằng xa cũng đang nhìn anh, ai là Hàn Thái là? Trần Bát Hoang, chào mừng mày đến nhà họ Hàn. Hàn Thái thoải mái thích thú ngồi trên chiếc ghế tựa, người con gái với đường cong xinh đẹp kia vẫn bóp vai đấm lưng cho hắn ta. Tao là Hàn Thái, sao,
mày tới đây để giết tao hả? Trần Đức chẳng nói chẳng rằng, nhanh chóng đi về phía trước. Trong mắt anh là sát khí tỏa ra bốn phía. Hàn Thái vẫn bình tĩnh nằm trên ghế không hề nhúc nhích, tao biết mày là võ giả, có bản lĩnh ngút trời, giết người chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhưng... Mày xem này! Bộp! Hắn ta vỗ tay. Cùng lúc đó, một cánh cửa bị đóng chặt cách đó không xa chợt mở ra. Trong phòng, ánh đèn bừng sáng. Bỗng nhiên, bước chân đi tới của Trần Đức chợt khựng lại. Bởi vì trong căn phòng đó có một người đang bị trói. Một người con gái. Một cô gái với đôi chân thon dài xinh đẹp. Tống Ngữ Yên. Đó chính là quân bài tẩy để Hàn Thái chẳng phải sợ hãi gì. Hắn ta không chỉ sở hữu Tống Ngữ Yên làm con tin mà bên cạnh còn có một cao thủ hàng đầu như Lục Thập Phương. Từ đầu đến cuối hắn ta hoàn toàn không có một chút sợ hãi nào. Thấy Trần Đức tìm đến tận cửa, chẳng những hắn ta không sợ mà còn thấy khá là buồn cười. Trần Đức không ngờ Hàn Thái lại bắt cóc cả Tống Ngữ Yên đến đây, hai tay cô ấy bị trói, hai mắt cũng bị che lại nên không nhìn thấy Trần Đức. Bên cạnh Tống Ngữ Yên là hai vệ sĩ của Hàn Thái, hai người đó cực kỳ bình tĩnh đẩy Tống Ngữ Yên một cái. Làm gì thế, các người muốn dẫn tôi đi đâu, Tống Ngữ Yên bình tĩnh nói, Hàn Thái đang ở đâu, bảo hắn ta đến gặp tôi. Nếu không hắn ta đừng hòng đòi được bất kỳ thứ gì của nhà họ Tống. Sự ra đi của Tống Thiên Vũ đã cho Tống Ngữ Yên một sự lột xác rất lớn, dù bị trói nhưng cô ấy không hề bối rối, cảm nhận thấy bên cạnh có người, cô ấy còn đưa ra điều kiện thương lượng với bọn họ. Tiếc là không có ai trả lời. Họ đẩy cô ấy đi thẳng tới chỗ Hàn Thái, trong đó có một người tháo miếng vải che mắt ra. Khoảnh khắc đầu tiên khi mở mắt ra, cô ấy chỉ nhìn thấy Trần Đức. Trần, Tống Ngữ Yên đang muốn nói chuyện thì Hàn Thái đột nhiên đứng dậy, rút một con dao ra kề lên cổ cô ấy, đó là một con dao rất kỳ lạ, dài tận 30cm, sống dao dày bằng cả ngón tay, lưỡi dao lại mỏng như tờ giấy. Lưỡi dao được kề vào cổ Tống Ngữ Yên, chỉ chạm nhẹ thôi đã tạo thành một vết máu. Chào em Ngữ Yên, anh là Hàn Thái đây, lần đầu gặp nhau lại gặp theo cách này, có phải là bất ngờ lắm không? Hàn Thái nở nụ cười độc ác. Bây giờ tốt nhất cô nên im lặng một chút đi, nếu không sẽ có án mạng xảy ra đấy. Cảm nhận được lưỡi dao lạnh lẽo, Tống Ngữ Yên chọn im lặng, bây giờ mà nói chuyện cũng chỉ rước thêm nhiều phiền toái mà thôi. Tống Ngữ Yên trông có vẻ bình tĩnh nhưng tim lại đập nhanh như xe mất phanh, như thể sẽ nhảy ra ngoài bất kỳ lúc nào. Cô ấy cứ tưởng Hàn Thái bắt cóc mình chỉ vì giấy tờ đất, giấy tờ nhà các thứ của nhà họ Tống thôi. Không ngờ hắn ta lại dùng mình để uy hiếp Trần Đức. Bây giờ bước chân Trần Đức đã dừng hẳn lại. Anh chỉ cách bọn Hàn Thái khoảng 10 mét, chỉ trong 10 mét ngắn ngủi đó thôi nhưng anh lại không bước tới nữa. Chẳng hiểu tại sao khi thấy Tống Ngữ Yên bị thương, trong đầu Trần Đức lại hiện lên dáng vẻ người con gái đó, anh đau lòng đến lạ, ánh mắt trở nên lạnh lẽo cùng cực, cả gương mặt nghiêm trọng và lạnh như thể sắp đông thành băng, lửa giận ngập trời càn quét trong người anh. Trần Bát Hoang, tao bảo chứ, bây giờ chúng ta đang chơi một trò chơi. Mà một khi đã chơi thì phải tuân thủ quy tắc, tại sao mày lại đi trước nhiều bước như thế? Hai, lẽ ra tao không định dùng nó để uy hiếp mày đâu, tao định mang nó đi bán cho người khác, trông mặt mũi thế này thì nhất định sẽ bán được cái giá rất tốt, để nó biết được cái giá phải trả khi cãi lời nhà họ Hàn. Nhưng mà ai bảo mày tài giỏi như thế? Chơi trò chơi mà lại đánh nhanh thắng nhanh như thế, có gì vui? Hàn Thái cầm con dao trong tay, cười đầy ngang ngược. Dao của tao được một bậc thầy trong nghề chế tạo, chém sắt như chém bùn, chỉ cần tao lướt qua một cái nhẹ tựa lông hồng thôi, cô ta sẽ lập tức đứt cổ, chết ở đây. Hàn Thái không hề nói đùa. Đời này hắn ta đã chơi đùa rất nhiều người con gái, trong mắt hắn ta, phụ nữ chẳng qua chỉ là một con rối, một món đồ chơi để thỏa mãn hoặc thứ để mua lòng người mà thôi. Giết một người con gái với hắn ta mà nói còn dễ hơn giết một con gà. Chẳng qua. Sau khi trải qua một số chuyện thì hắn ta thích sự sung sướng khi trêu đùa một người, thích sự thoải mái và cảm giác thành tựu đó hơn việc giết người mà thôi. Ngọn lửa giận của Trần Đức bốc lên tận trời, điên cuồng gào thét, anh ghét nhất, căm hận nhất việc bị người khác uy hiếp, anh đã từng bị uy hiếp không biết bao nhiêu năm dòng. Những người dám uy hiếp anh, nay, chẳng còn một kẻ nào, một người nào. Còn sống. Bây giờ, Hàn Thái lại dùng Tống Ngữ Yên để uy hiếp anh. Đúng thật. Ý tưởng của hắn rất thành công, cũng chí mạng. Bởi vì Trần Đức đã hứa với Tống Thiên Vũ là sẽ bảo vệ Tống Ngữ Yên một đời bình an,
nếu đã hứa, Trần Đức sẽ không nuốt lời. Thế nên, anh không thể hành động thiếu suy nghĩ. Anh có thể nhận ra Hàn Thái không nói đùa, cũng không hù dọa mình, chỉ cần anh làm gì đó thiếu suy nghĩ, một giây sau Tống Ngữ Yên sẽ mất mạng. Tuy Hàn Thái chỉ là một người bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Nhưng hai vệ sĩ kia thì lại không phải hạng soàng xính gì, Trần Đức có thể cảm nhận được hai người đó ít nhất có cùng cấp bậc với Hàn Công Quyết trước kia. Huống chi, ngoài họ ra thì còn có một cao thủ khác. Người đàn ông vẫn đứng bên cạnh Hàn Thái và chẳng nói gì. Trần Đức nhận ra sự tồn tại của khí từ người hắn ta. Tuy rằng chút khí đó thật sự rất là yếu, quá mỏng manh, hoàn toàn có thể xem như không có. So với khí trong cơ thể anh thì một bên là trời, một bên là đất. Nhưng khi cả ba người cùng có mặt ở đây, Trần Đức không dám chắc bây giờ mà ra tay có thể giữ cho Tống Ngữ Yên không chịu bất kỳ thương tổn nào. Anh chỉ có thể chờ đợi cơ hội xuất hiện. Trần Bát Hoang, trò mèo vờn chuột trước đó đã kết thúc rồi, nếu mày muốn cứu con ả này thì chi bằng chúng ta chơi một trò mới đi nhỉ. Tao có ý tưởng cho trò này từ rất lâu rồi, chỉ là chưa có cơ hội chơi thôi, tao thấy mày là một sự lựa chọn rất tốt. Hàn Thái trợn mắt nhìn với vẻ suy ngẫm. Theo lời Hàn Thái nói thì cả một người điềm tĩnh, kín miệng như Lục Thập Phương cũng khá là tò mò đó là trò chơi gì. Lục Thập Phương đã theo thầy học võ từ nhỏ, rất ít trao đổi với thế giới bên ngoài, quen biết Hàn Thái được 3 tháng, trong 3 tháng này Hàn Thái đã dẫn hắn ta chơi rất nhiều trò thú vị. Mấy trò đó, chính là một trong những chiêu trò chỉnh người của Hàn Thái. Người này luôn có cách sửa cũ thành mới, cách chơi biến đổi cực kỳ đa dạng. Những mặt khác, Lục Thập Phương khinh thường Hàn Thái từ trong tận đáy lòng, hắn ta đi cùng với Hàn Thái chỉ vì nhu cầu đôi bên. Nhưng về khoản chơi bời thì hắn ta khá là khâm phục bộ não của Hàn Thái. Thả người ra, tao có thể chơi với mày, Trần Đức nói, giọng anh có hơi khàn, trầm giọng, thậm chí đôi mắt đã xuất hiện tơ máu, như một con sói lộ vẻ hung ác và điên cuồng. Không tệ, tao khá là thích mày đấy. Tên của trò này chính là số trời, quy tắc trò chơi rất đơn giản, Hàn Thái nở nụ cười lạnh thực hiện được ý đồ, lấy ra một viên xúc sắc trong người, xúc sắc có 6 mặt, tao tung lên. Nếu khi rơi xuống nó là số lẻ, 1, 3, 5 thì mày phải tự đâm mình từng đó nhát, 1 là 1 nhát, 3 là 3 nhát. Nếu là số chẵn, 2, 4, 6 thì cũng khá là buồn, mày phải đâm thêm 3 nhát vào những vết dao đã đâm từ các số lẻ. Trò chơi này chỉ có 3 vòng, mong là mày có thể gắng gượng được, đừng để tao phải thất vọng. Nói đến quy tắc của trò chơi này thì trông vẻ mặt Hàn Thái. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Và cả ánh mắt đó cũng cực kỳ hào hứng, ý tưởng cho trò này đã nằm trong đầu hắn ta từ rất lâu rồi, chỉ là đến nay vẫn chưa chơi được. Bởi vì người thường hoàn toàn không đủ sức để chịu mấy nhát dao đó, trò này chỉ nhắm vào các võ giả thôi. Hắn ta nằm mơ cũng muốn mơ thấy cảnh mình dùng thân phận người thường để đùa bỡn võ giả, muốn xem thử võ giả có thể chịu nổi trò chơi này không. Bây giờ cuối cùng cơ hội đã đến, tất nhiên hắn ta sẽ không bỏ lỡ. Bên cạnh, khóe miệng Lục Thập Phương chợt co rút. Mẹ nó đây là trò chơi quái quỷ gì? Rõ ràng đang chơi người. Tống Ngữ Yên nghe thấy quy tắc trò chơi thì đôi mắt trong veo ấy xuất hiện vẻ lo lắng và sợ hãi. Trần Bát Hoang, không cần. Hàn Thái, anh muốn cái gì, chúng ta có thể thương lượng. Những thứ Tống Thiên Vũ để lại chính là thứ Tống Ngữ Yên muốn dùng mạng mình để bảo vệ. Bây giờ, lại vì Trần Đức mà nhún nhường. Có lẽ vì Trần Đức luôn cứu lấy cô ấy, cũng có thể vì cô ấy có cảm giác mắc nợ Trần Bát Hoang. Những lời đó đều do ma xui quỷ khiến cô ấy nói ra. Đáng tiếc, Hàn Thái không thèm để ý đến cô ấy. Mấy miếng đất căn nhà của nhà họ Tống. Nói thật, nhà họ Hàn chẳng buồn để vào mắt, sở dĩ họ bảo Hàn Tùng đi thu hồi là vì muốn nói cho mọi người biết những thứ thuộc về nhà họ Hàn thì sớm muộn gì cũng sẽ về tay họ mà thôi. Cho nó một con dao, Hàn Thái nói với người của mình. Có người lập tức lấy ra một con dao găm dài 7 tấc trong người ra, vung tay ném đi. Keng! Dao găm rơi xuống chân Trần Đức. Nhặt lên là trò chơi có thể bắt đầu rồi, Hàn Thái cười đầy độc ác, tất nhiên, mày cũng có thể từ chối, dùng mạng của con ả này để từ chối. Thật ra tao cũng không hiểu lắm, sao chúng mày lại xem trọng đám đàn bà đó như thế, chúng mày không biết đàn bà chính là tảng đá duy nhất cản đường anh hùng ư,
phải vượt qua thì mới gặt hái được thành tựu. Hắn ta đang nói thì Trần Đức đã ngồi xổm xuống nhặt con dao lên. Hay lắm, không tệ, đúng là nam tử hán đại trượng phu, để đề phòng việc đổ ra số chẵn ngay từ đầu, mày phải tự đâm mình một nhát làm khai vị trước. Hàn Thái thấy hành động của anh thì đắc ý đến lạ, đầy cảm giác thành tựu. Phụt! Trần Đức cầm dao, sát ý đang cuộn trào trong lồng ngực anh. Hơn ba năm đã trôi qua rồi, anh chưa từng có lại cảm giác muốn giết một người như bây giờ. Anh hận không thể băm rằm Hàn Thái thành từng mảnh nhỏ. Nhưng, lý trí nói cho anh biết mình không thể làm như thế. Một khi anh ra tay, Tống Ngữ Yên sẽ xảy ra chuyện chẳng lành. Anh phải chờ đợi cơ hội. Sao thế, chung tay hả? Hàn Thái thấy Trần Đức vẫn không nhúc nhích bèn châm chọc, xem ra mày cũng chỉ đến thế mà thôi. Hai. Phập. Trần Đức không nói gì, câu trả lời của anh chính là một động tác hết sức đơn giản. Mũi dao xoay tròn, hướng về cơ thể mình đâm mạnh. Dao găm đâm mạnh vào cơ thể, máu tươi chảy dọc theo thân dao, từng giọt nhỏ xuống đất. Không. Tống Ngữ Yên sợ hãi hét lên, sắc mặt tái nhợt, cô ấy trợn tròn hai mắt nhìn, cảm giác tự trách bản thân lại dâng lên, cô ấy biết là vì mình nên Trần Đức mới làm như thế. Nếu như không có cô ấy, có lẽ những người này hoàn toàn không phải đối thủ của anh. Dù anh đánh không lại, chạy cũng không thành vấn đề. Lòng Tống Ngữ Yên dâng lên từng cơn đau đớn, tại sao người đàn ông này đối xử với bản thân mình cũng tàn nhẫn như thế? Trần Đức nắm cán dao, cắn răng, dùng sức rút nó ra, cố nén đau đớn, mày không cần phải tung xúc sắc làm gì, mày muốn tao tự tổn thương bản thân, tao thỏa mãn cho mày. Vừa mới nói xong, Trần Đức lại rút dao ra một lần nữa, đâm vào, rút ra, lại đâm vào, rút, đâm, lại rút, lại đâm. Phập, 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 một nhát, hai nhát, ba nhát. Trần Đức một hơi đâm liên tục hơn 10 nhát dao. Mỗi một nhát dao đều cắm sâu vào da thịt. Máu tươi khiến áo anh nhuộm đẫm một màu đỏ, rất nhiều miệng vết thương, vô cùng chói mắt khiến con người ta phải run rẩy. Nhưng, Trần Đức không hề hối hận. Cuộc đời này thứ anh xem trọng nhất là lời hứa. Anh từng hứa với Tống Thiên Vũ là sẽ bảo vệ Tống Ngữ Yên. Thế thì anh nhất định sẽ dùng hết sức để bảo vệ cô ấy. Nếu một người đàn ông không thể thực hiện nổi một lời hứa của mình thì có đáng là một thằng đàn ông nữa không? Vì lời hứa, Trần Đức có thể không màng đến tính mạng của mình. Rất nhiều người nói rằng anh cố chấp. Nhưng với anh mà nói đó chính là niềm tin. Anh không thể đánh mất đi sự tín nhiệm đó được. Hàn Thái muốn chơi anh, thì anh sẽ thỏa mãn hắn ta, không để hắn ta có bất kỳ một lạc thú nào. Trần Đức bẩm sinh là một người ngàn nhẫn với chính mình, bấy giờ cả người anh trọng thương, sắc mặt tái nhợt nhưng cơ thể vẫn thẳng tắp. Thế nào Hàn Thái, mày đã thấy hài lòng chưa? Hàn Thái nhìn chằm chằm Trần Đức, không nói gì. Phập! Trần Đức lại cho mình thêm một nhát, hỏi tiếp, hài lòng chưa? Trần Đức, tại sao anh lại ngốc như vậy? Tống Ngữ Yên khóc, ngoài bố cô ấy ra thì chưa từng có một người nào bảo vệ cô ấy như thế, người lạnh lùng như cô ấy. Bấy giờ hai mắt cũng đỏ ửng lên, lo lắng không sao tả được, đừng như thế, làm thế anh sẽ chết. Lục Thập Phương bên cạnh cũng đã thay đổi nét mặt. Đây là lần đầu tiên hắn ta gặp được một người như Trần Đức. Vì một người con gái. Có đáng không? Mày đúng là thứ tàn nhẫn với cả chính mình, Hàn Thái kinh ngạc, quỷ dị, mọi thứ phát triển theo cái hướng mà hắn ta không ngờ tới. Trần Đức đã bị thương, còn bị thương rất nặng. Hàn Thái lại cực kỳ khó chịu. Hắn ta không thể cảm nhận được sự thú vị của trò chơi. Ha ha, hay, nếu mày đã chiến ác như thế thì chúng ta bước sang giai đoạn thứ hai, chúng mày mang vỏ ngũ lương dịch tao quý nhất lên đây. Hàn Thái vừa mới nói dứt lời. Chẳng mấy chốc, hai vệ sĩ ngoài cửa đã bê một cái vỏ nước tới. Trong cái vỏ đó có hơi nước bốc lên, sóng nước cuộn trào. Vỏ rất lớn, sâu 1 mét. Đường kính miệng cũng là 1 mét. Bên trong chứa đầy nước sôi đang sôi lên ùng ục. Nước sôi cứ cuộn trào liên tục tạo thành bọt khí, chẳng mấy chốc đã được đưa đến trước mặt Trần Đức. Bấy giờ, Trần Đức mới phát hiện trong vò nước có một cái gáo. Đây là lượt chơi thứ hai, mày cầm lấy cái gáo đó múc nước đổ lên người, tắm rửa cho sạch, Hàn Thái híp hai mắt lại, giọng nói đầy nghiêm túc, nước sôi này được chuẩn bị riêng cho mày đó, thế nào, đãi ngộ cũng không tệ nhỉ. Hàn Thái,
rốt cuộc anh muốn làm gì? Giọng Tống Ngữ Yên bắt đầu có chút run rẩy. Nó chính là nước sôi đấy. Dù chỉ có một miệng vết thương thôi, chạm vào nước nóng cũng sẽ đau thấu trời, huống chi bây giờ trên người Trần Đức lúc này là vô số vết thương máu chảy ròng ròng, nếu đổ đống nước sôi đó lên thì sẽ đau đến mức nào cơ chứ? Cảm giác đó, Tống Ngữ Yên thật sự không dám nghĩ. Thế nào, đau lòng cho nó hả? Tống Ngữ Yên, nó chỉ là một vệ sĩ của cô mà thôi, chỉ có sự đau đớn của nó mới có thể cứu cô một mạng, đây là trách nhiệm của nó. Hàn Thái quay ngoắt sang, lạnh lẽo nói, tao chẳng muốn làm gì cả, tao chỉ muốn chơi với nó chút thôi, để tao xem nó có thể kiên trì đến bước nào của trò chơi này. Anh, ánh mắt Tống Ngữ Yên đầy sốt ruột, nhưng cũng hết cách, đau lòng đến tột cùng, đây là lần đầu tiên cô ấy cảm thấy Trần Đức phải trả giá vì mình quá nhiều. Chẳng lẽ, chỉ vì anh là vệ sĩ của cô thôi ư? Rào, Trần Đức cầm lấy gáo nước, một gáo nước rồi hắt lên người anh. Ngay lập tức, như thể có rất nhiều cây kim đang đâm vào cả người anh, đâm vào từng lỗ chân lông, từng huyệt vị khiến tóc gáy anh dựng đứng, đau đến nỗi hít thở không thông, khiến anh phải cắn chặt khớp hàm, mồ hôi lạnh chảy dọc xuống mặt. Dù anh rất mạnh, dù rằng anh một là võ giả, nhưng với những kích thích này, anh vẫn cảm nhận được nỗi đau đớn đến tột cùng, cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đang run lên, vùng vẫy. Hai mắt Trần Đức đỏ bừng, sau một khoảng thời gian ngắn ngủi. Lại là một gáo nước hất lên. Trải qua lễ rửa tội đầu tiên. Lần thứ hai, cảm giác đã tốt hơn rất nhiều. Ba lần đầu tiên anh hoàn toàn không dùng khí để chống lại sự đau đớn này, anh muốn dùng cảm giác đau đó để giữ cho mình tỉnh táo, bình tĩnh chờ đợi cơ hội xuất hiện. Sau khi sự đau đớn lan ra toàn thân, anh mới bắt đầu điều động khí trong người, từng chút khí chảy dọc cơ thể anh, da thịt nóng rực chào đón sự mát mẻ, cảm giác này cứ như trời hạn gặp mưa rào vậy. Cực kỳ thoải mái và sung sướng. Thế nhưng cảm giác vui sướng đó chỉ là tương đối, cảm giác thì dễ chịu hơn ban đầu nhiều, nhưng trên thực tế toàn thân từ trên xuống dưới vẫn chịu sự ảnh hưởng sâu sắc. Những gáo nước nóng bỏng chảy dọc theo người anh khiến nó trở nên đỏ bừng. Chẳng mấy chốc đã xuất hiện bọt nước. Nó chính là thứ nước sôi tạo thành. Nhưng Trần Bát Hoang vẫn không rên lên một tiếng, cả mí mắt cũng không chớp lấy một lần. 5 phút sau. Cuối cùng thì vò nước cũng đã thấy đáy. Trần Đức bưng nó lên, đổ hết toàn bộ số nước còn lại lên người. Bấy giờ, người anh đã đỏ ửng, đầu đầu cũng là bọng nước. Dưới chân là một vũng máu loãng. Nơi đó, dù là trai hay gái thì cũng sợ đến nỗi ngây người, bọn họ là người đứng xem, nhưng mỗi một hành động của Trần Đức đều khiến họ cảm thấy đau, khiến họ phải giật mình hoảng hốt. Bọn họ âm thầm thề dù sau này có thế nào cũng không được chọc giận Hàn Thái. Hắn ta không nên để tên là Hàn Thái, phải đổi thành Hàn Biến Thái mới đúng. Cách tra tấn người như thế, e là chẳng mấy ai nghĩ ra được, nhìn thôi cũng thấy rợn hết cả tóc gáy. Sắc mặt Hàn Thái không hề đẹp đẽ một chút nào. Hắn ta không ngờ rằng Trần Đức vẫn có thể đứng. Chúng hơn 10 nhát dao, lại thêm một vò nước sôi đổ lên người, nhưng vẫn đứng trước mặt hắn ta. Nếu là người khác, e là đã chết ngất đi rồi ấy chứ. Thế mà Trần Đức chẳng nhưng đứng mà còn đứng rất thẳng, không có vẻ gì là sắp ngã xuống. Tên này không có dây thần kinh cảm giác, không có dây thần kinh đau ư. Biểu hiện của Trần Đức khiến hắn ta hết sức khó chịu. Tại sao phải tra tấn một người? Mục đích cuối cùng cũng chỉ là khiến người đó ngã xuống, cầu xin tha thứ, quỳ gối trước mặt hắn ta và van nài một con đường sống thôi mà. Vươn đầu lưỡi liếm môi, Hàn Thái nói với vẻ âm u, được đấy. Không hổ là người có thể đánh bại Hàn Công Quyết và chú cung, đến lúc này rồi vẫn cố được, ha ha. Hàn Thái cười lạnh, bây giờ chúng ta sẽ bước sang lượt thứ ba. Hàn Thái lấy con dao ra khỏi cổ Tống Ngữ Yên, mày đã có thể sống sót qua hai lượt đã là không tệ, bây giờ là lượt cuối cùng. So với hai lượt trước, lượt này cực kỳ nhẹ nhàng, cực kỳ thoải mái. Hàn Thái mở hai chân ra. Mày chỉ cần quỳ xuống, bỏ qua đúng quần của tao. Đồng thời gọi tao là bố thì tao sẽ thả con ả này ra. Trần Bát Hoang, chắc là mày chưa thử mấy động tác đó bao giờ nhỉ? Hàn Thái nhấc chân lên, dùng chân đạp cô gái đang xoa bóp cho mình ra. Nào, con chó cái, làm mẫu một lần cho nó xem. Dạ, thưa cậu. Cô ta đồng ý. Sau đó quỳ xuống đất, cong lưng lên bò qua thân dưới của Hàn Thái, cực kỳ chậm rãi, như thể vẫn còn lưu luyến lắm. Sau khi chui qua lại khẽ gọi, bố ơi.
Mày hiểu chưa? Hàn Thái suy ngẫm nói, giống như nó vừa làm ấy, làm xong là mày qua được vòng này, so với hai lần trước thì lần này cực nhẹ nhàng, cực kỳ đơn giản. Hàn Thái nhìn chằm chằm Trần Đức. Hắn ta đã nhận ra Trần Đức là người cực kỳ kiêu ngạo. Để một người phụ nữ quỳ xuống rất dễ, nhưng nếu có thể khiến một thằng đàn ông, nhất là cái loại đầu kiêu ngạo và ngang bướng này phải quỳ xuống thì lại cực kỳ khó. Bởi vì loại đàn ông này thà chết chứ không bao giờ muốn quỳ xuống. Nếu có thể khiến người đó quỳ xuống, đó chính là sự hủy hoại tinh thần trong vô hình, so với tra tấn thân thể thì loại tra tấn này đánh sâu vào tận linh hồn. Đúng thật. Hàn Thái nắm bắt lòng người rất chính xác. Trần Đức sinh ra đã là người như thế, một người đầy kiêu ngạo, sự kiêu ngạo ăn sâu vào trong máu như anh, không quỳ trời, cũng không quỳ đất. Trong suốt 20 mấy năm nay, anh chưa từng quỳ xuống một lần nào. Anh đứng đó, vẫn không nhúc nhích. Anh nhìn chằm chằm Hàn Thái. Trần Bát Hoang, không được, không được quỳ. Tống Ngữ Yên lắc đầu với Trần Đức, chuyện này liên quan đến tôn nghiêm của một người đàn ông. Cô ấy biết rõ tôn nghiêm quan trọng với một người đàn ông như thế nào, tôi không cho phép anh quỳ. Anh có thể chấp nhận đau đớn từ những nhát dao, sự nóng bỏng từ nước sôi. Nhưng quỳ xuống, có lẽ sẽ là một cú sốc đi theo anh cả đời, trở thành nỗi ám ảnh. Sau khoảng thời gian tiếp xúc với Trần Đức, cô ấy biết rõ anh là người cực kỳ kiêu ngạo, cô ấy không đành lòng, không muốn anh phải quỳ xuống vì mình. Không được phép, nhất định không được làm, Tống Ngữ Yên lắc đầu. Dùng sức lắc đầu thật mạnh. Dưới gối đàn ông là vàng, cô ấy không cho phép Trần Đức quỳ xuống. Bên cạnh, Lục Thập Phương nhìn chằm chằm Trần Đức, hắn ta rất muốn biết Trần Đức sẽ làm như thế nào. Võ giả, không chỉ là tu đạo học võ, mà đến một cảnh giới nhất định còn phải tu tâm. Không bàn đến việc dưới gối đàn ông có vàng hay không, hắn ta chỉ biết rằng hôm nay một khi người này quỳ xuống, thì sau này trên con đường võ đạo anh sẽ chẳng còn gì. Bởi vì lần quỳ này là do anh bị ép, không phải là cam tâm tình nguyện. Một khi anh quỳ xuống, thì khoảng thời gian sống còn lại của anh sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng về tinh thần. Là một võ giả, Lục Thập Phương hiểu vô cùng rõ ràng, nếu quỳ xuống thật thì nó sẽ tạo thành sức ảnh hưởng cực lớn với thanh niên này. Trần Đức im lặng, đứng thẳng tắp nơi đó không rên lấy một tiếng, như thể anh hoàn toàn không nghe Hàn Thái nói gì. Cũng chẳng một ai biết anh đang suy nghĩ điều gì. Bầu không khí xung quanh chìm vào sự im lặng ngắn ngủi. Trần Đức vẫn không quỳ xuống, chỉ là sắc mặt của anh càng ngày càng trở nên khó coi. Tài biết quỳ xuống trước mặt đàn bà rất khó, mày sẽ không chủ động quỳ, tao cho mày một bậc thang đi xuống. Hàn Thái nở nụ cười. Hắn ta biết mình lại một lần nữa bắt được điểm yếu của Trần Đức. Hắn ta có vẻ hưng phấn, vội vã muốn xem Trần Đức quỳ xuống, chui qua đáy quần mình. Hoàn toàn dẫm nát sự tự tin của anh, khiến anh biến thành một con chó. Một con chó vô dụng. Hắn ta không màng đến lời cầu xin của Tống Ngữ Yên, cũng chẳng quan tâm đến cảm giác của bất kỳ ai, lạnh lùng nói với hai thuộc hạ bên cạnh, Hàn Nhất, Hàn Nhị, hai đứa chúng mày đi đánh gãy chân nó. Hàn Nhất, Hàn Nhị không phải là tên thật của hai người, họ Hàn là do Hàn Thái ban tặng, Nhất và Nhị chỉ để gọi cho tiện, cũng như tên của Hàn Bát. Rõ. Hàn Nhất và Hàn Nhị chính là kẻ đang giữ Tống Ngữ Yên, hai người họ cũng là võ giả, thực lực không thua kém gì Hàn Công Quyết, là thuộc hạ số 1 số 2 của Hàn Thái. Cũng chỉ có bọn họ mới xứng với cái tên Nhất và Nhị này. Nhất định phải chặt đứt hai cái đùi cho tao, băm thành mảnh nhỏ, xem như tao cho hai cái chân bị phế của Hàn Tùng chút công bằng, Hàn Thái lạnh lùng bổ sung thêm. Dạ thưa cậu chủ, Hàn Nhất và Hàn Nhị lên tiếng đáp lời. Sau đó bọn họ lần lượt lấy thanh đao dài trên người mình ra, đao dài 3 mét, vừa to vừa dày, dưới ngọn đèn lóe lên sự lạnh lẽo. Cách 10 mét, cũng không xa. Bọn họ đi từng bước đến chỗ Trần Đức. Lại không chú ý tới, bấy giờ sâu trong đôi mắt của Trần Đức đã hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Là sự mừng như điên dại, điên cuồng. Cơ hội mà anh đau khổ chờ đợi cuối cùng cũng đã tới. Trước đó anh vẫn không hề ra tay. Là bởi vì Hàn Nhất, Hàn Nhị cũng với người đàn ông chừng 30 mấy tuổi kia đứng cách Tống Ngữ Yên và Hàn Thái rất gần, con dao của Hàn Thái vẫn còn đặt trên cổ Tống Ngữ Yên. Thế mà bây giờ, Hàn Nhất, Hàn Nhị đang đi về phía anh. Con dao trong tay Hàn Thái, để khiến anh phải chui qua đúng quần mình, hắn ta đã lấy nó ra khỏi cổ Tống Ngữ Yên. Ngay sau đó,
tất cả mọi uy hiếp chỉ còn mỗi người đàn ông trong góc. Thế nhưng, Trần Đức không vội vàng hành động ngay. Hắn ta muốn tiếp tục chờ, chờ Hàn Nhất và Hàn Nhị cách Tống Ngữ Yên xa hơn một chút, chờ xác suất lên đến 100%, phải chắc chắn hoàn toàn anh mới ra tay. Chưa đến nửa phút, Hàn Nhất và Hàn Nhị đã đi tới bên cạnh Trần Đức. Chống lại cậu ấm nhà họ Hàn thì mày chỉ có một con đường chết, Hàn Nhất hờ hững nói, đáng tiếc, võ giả còn trẻ như thế, tương lai nhất định sẽ làm được nhiều việc. Tiếc là mày không còn tương lai nữa, Hàn Nhị thản nhiên bổ sung thêm. Một giây sau đó, hai người chợt ra tay. Thanh đao sáng loáng lướt qua không khí, tạo thành tiếng vù vù xé không gian. Mắt thấy đao sắp tới gần hai chân Trần Đức. Thì đúng lúc này, vẻ mặt Trần Đức bỗng hiện lên một nụ cười tươi tắn. Quỷ dị, đáng sợ, nụ cười khiến con người ta không rét vẫn run. Khi lưỡi dao sắp đụng vào anh, chỉ trong nháy mắt, anh đột nhiên di chuyển. Như mãnh hổ xuống núi. Lao ra ngoài trong nháy mắt. Tốc độ nhanh đến khó tin, nhanh đến mức con người ta không thể thấy rõ. Dường như mắt thường không thể nhìn thấy được. Với tốc độ đó, không có bất kỳ kẻ nào kịp phản ứng. Anh trực tiếp, nhanh chóng nhắm về phía Hàn Thái. Khoảnh khắc đó, sắc mặt Hàn Thái chợt thay đổi, trở nên tái nhợt, méo mó, thiếu đi màu máu, trực giác nói cho hắn ta biết mình gặp nguy hiểm nên giơ con dao trong tay theo bản năng, đâm về phía cổ Tống Ngữ Yên. Tiếc là, trễ, tất cả đã quá trễ. Chỉ trong chưa đến 1/10 hơi thở, mặt Trần Đức đã xuất hiện trước mặt hắn ta, rất gần, cách hắn ta chưa đến nửa mét. Lưỡi dao kia đang cách Tống Ngữ Yên rất gần, Trần Đức ôm lấy eo cô ấy, nhẹ nhàng xoay tròn, con dao lướt qua cổ họng cô ấy với khoảng cách chưa đến 1 cm, nguy hiểm đến mức không thể nguy hiểm hơn. Mặt Tống Ngữ Yên trắng bệch, tim đập cực nhanh, cứ tưởng lần này mình sẽ chết rồi. Cô ấy kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Đức, hoảng hốt tột độ. Đừng sợ, có anh ở đây, không có bất kỳ kẻ nào được phép tổn thương đến em, Trần Đức khẽ dỗ dành, gần cô ấy trong gang tấc. Mày, sao lại như thế, sắc mặt Hàn Thái cực kỳ tệ, trên mặt là vẻ khiếp sợ không thôi, đến tận bây giờ hắn ta vẫn không biết Trần Đức lao đến đây bằng cách nào, tại sao lại nhanh như thế, hệt như ma vậy. Điều đó không thể xảy ra được, anh còn là người không? Tống Ngữ Yên cảm nhận cơ thể nóng cháy của người đàn ông trước mặt, nhìn những vết thương rợn người kia, Tống Ngữ Yên không biết phải nói thế nào, đau lòng không sao tả nổi, đang định nói gì thì chợt biến sắc, cẩn thận. Chỉ trong nháy mắt, Lục Thập Phương bên cạnh Hàn Thái đã phản ứng lại, là một võ giả, còn là võ giả mạnh nhất ở đây, phản ứng của hắn ta cũng khá nhanh nhạy. Hắn ta giơ nắm đấm lên vụt thẳng vào đầu Trần Đức. Vụt! Một đấm trực tiếp lao vào không khí, phát ra âm thanh gió thét chói tai, cùng với quyền ý dữ dội đủ để khiến một người cao lớn bị đánh chết. Thế vẫn chưa hết. Tay trái là nắm đấm. Còn ống tay áo bên phải của hắn ta lại xuất hiện một thanh kiếm ngắn nằm trong lòng bàn tay. Một kiếm đó còn mạnh hơn cả cú đấm kia, nhanh chóng đâm về phía tim Trần Đức. Lục Thập Phương không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì phải lấy mạng Trần Đức. Quyết đoán, hung hãn, tình thế ép buộc. Danh con, trước mặt Lục Thập Phương này mà vẫn mong mình may mắn ư, tự tìm đường chết. Lục Thập Phương kiêu ngạo nói, đầy tự tin, là một thanh niên võ giả. Dù có mạnh cách mấy thì cũng đi được tới đâu. Hắn ta có tự tin mình sẽ giải quyết dễ dàng thôi. Trần Đức, thì đúng như những gì hắn ta đoán, hoàn toàn không kịp phản ứng, đứng yên đó không nhúc nhích, bộ dạng luống cuống tay chân đó trông rất chi là buồn cười. Chỉ là, chẳng mấy chốc Lục Thập Phương đã không thể cười nổi nữa. Hắn ra vừa dứt lời, thì cơ thể Trần Đức, đột nhiên, hoàn toàn không có một dấu hiệu nào, biến mất. Một đấm, một nhát dao hoàn toàn thất bại. Một giây sau đó, giọng nói lạnh lẽo chợt vang lên bên hông hắn ta, anh thật sự rất mạnh, tạm thời là người mạnh nhất tôi được gặp, nhưng đứng trước sức mạnh tuyệt đối và tốc độ, anh thật sự rất tệ. Cùng với giọng nói đó, Lục Thập Phương thấy rất rõ trường tay của Trần Đức đang rơi xuống đầu mình. Khoảnh khắc đó, Lục Thập Phương chỉ cảm thấy dường như có thứ gì đó đang ầm ầm nổ tung trong đầu mình. Ngay sau đó, Lục Thập Phương mất đi ý thức, trực tiếp kết thúc cuộc đời. Ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng, cùng với không thể tin được. Xiết rồi, Hàn Nhất và Hàn Nhị cũng nhanh chóng vọt lên trong khoảng thời gian ngắn, đao trong tay hai người đều chém về phía Trần Đức.
Thế nhưng, hai thanh đao đó lại yếu ớt đến thế. Như một miếng đậu hủ. Bị Trần Đức dễ dàng bắt lấy, nắm gãy. Anh cầm nửa thanh đao gãy trở tay lướt qua cổ hai người. Phụt, phụt. Đao gãy bình thường, trong tay Trần Đức lại như vũ khí của thần, cắt đứt yết hầu Hàn Nhất và Hàn Nhị, máu tươi phun ra, hai người ôm cổ ngã xuống vũng máu, chết không nhắm mắt. A, à, giết người, giết người, giết người. Mọi người mau tới đây. Một người phụ nữ hét lên chói tai, ngay sau đó, mấy người khác cũng hét lên ầm ĩ, vội vàng trốn trong góc, run lẩy bẩy. Sao lại như thế, không thể nào, môi Hàn Thái trở nên khô khốc, hoàn toàn không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Hàn Nhất và Hàn Nhị chết thì thôi cho qua. Tại sao Lục Thập Phương cũng chết theo? Còn chết nhanh đến vậy? Nên biết rằng Lục Thập Phương chính là một trong những quân bài tẩy của hắn ta. Hắn ta mạnh hơn cả Hàn Nhất và Hàn Nhị cộng lại, dù là chú cung cũng không đánh nổi một chiêu với thuộc hạ của hắn ta. Hắn ta tận mắt nhìn thấy sự mạnh mẽ của Lục Thập Phương. Hắn ta dẫn Lục Thập Phương theo cùng, khoe khoang tâng bốc các kiểu, cho hắn ta ăn, cho hắn ta chơi, dẫn hắn ta đi giải sầu để hắn ta trở thành bùa hộ mệnh cho mình. Thế mà, ai ngờ được kết quả lại là như thế. Người đâu, giết nó cho tao, giết, Hàn Thái hét to để gọi vệ sĩ bên ngoài vào. Tiếc là, bên ngoài mãi vẫn không có phản ứng gì. Bởi vì đám vệ sĩ đó đã biến thành kẻ ngốc từ lúc nào rồi. Tên điên. Tên đó đúng là một kẻ điên. Không phải bọn họ chưa thấy cảnh giết người, cũng không phải họ chưa từng giúp Hàn Thái giết người, nhưng ba người đã chết đều là cao thủ trong số những cao thủ. Đừng thấy họ có mười mấy người, cộng hết lại cũng chỉ cần Hàn Nhị đánh là bại. Thế mà Trần Đức chẳng những giết Hàn Nhị, còn giết luôn hai kẻ mạnh hơn cả Hàn Nhị. Cả quá trình chỉ tốn không đến một phút thời gian. Bây giờ nếu họ ngu ngốc lao lên, ngoài chịu chết ra thì còn làm được gì? Nghe Hàn Thái la hét, bọn họ lấy lại tinh thần, xoay người bỏ chạy, kẻ này chạy nhanh hơn kẻ kia. Lúc này rồi còn bảo với cả vệ, bảo vệ cái mốc gì? Trên người trên tay Trần Đức bây giờ chỉ toàn là máu tươi, mùi máu tanh nồng nặc cùng với máu loãng hòa vào nhau, hỗn tạp, mùi hương đó không hề dễ ngửi tí nào, cứ như mùi của ma quỷ. Ma quỷ giết người không chớp mắt. Mà ma quỷ đó đang đi từng bước đến gần Hàn Thái. Trần Bát Hoang, mày muốn làm gì, tao là người của nhà họ Hàn, là thanh niên ưu tú nhất nhà họ Hàn, là người có kỳ vọng sẽ trở thành người thừa kế vị trí gia chủ, nếu mày đụng vào tao, nhà họ Hàn sẽ không bỏ qua cho mày. Hàn Thái đầy sợ hãi, hắn ta chỉ là một người bình thường, không có người bảo vệ, không có lợi thế, tuyệt đối không phải là đối thủ của tên ma quỷ này, hắn ta liên tục lùi về phía sau, vừa uy hiếp. Trần Bát Hoang, nếu tao thiếu một cọng tóc nào, ông nội tao, bố tao sẽ dồn mày vào chỗ chết, không chỉ mình mày mà người thân của mày, bạn bè và cả anh em của mày. Bốp! Hàn Thái còn chưa nói xong thì Trần Đức đã tung một đấm, cú đấm đó đánh vào mặt Hàn Thái. Một đấm! Hàn Thái trực tiếp ngã xuống đất. Một bên mặt của hắn ta đã biến dạng, lõm vào đầy quái dị. Răng một bên đã rơi hết, miệng đầy máu tươi. Hắn ta không chết. Trần Đức có thể dùng một đấm khiến hắn ta chết. Nhưng anh không làm vậy, chỉ như thế quá là hời và đơn giản cho cậu ấm nhà họ Hàn rồi. Sao anh có thể để Hàn Thái chết đi nhẹ nhàng như thế? Đừng, Trần Bát Hoang, đừng, đừng. Nhìn chằm chằm vào Trần Đức mặt không chút thay đổi, Hàn Thái vô cùng sợ hãi, hắn ta là một kẻ biết chơi, một kẻ tàn nhẫn, nhưng tất cả đều được hình thành khi có nhà họ Hàn, hình thành dựa trên nền tảng không ai có thể hay dám đụng đến mình. Bây giờ, kẻ điên trước mặt hoàn toàn không xem hắn ta hay nhà họ Hàn là cái thá gì cả. Hàn Thái thực sự sợ hãi, hắn bị dọa tới gần như ngạt thở, xong đời rồi, lần này chắc chắn toi đời rồi, hắn không thể tưởng tượng tiếp theo tên điên này sẽ làm gì bản thân. Hàn Thái từ trên mặt đất khó khăn bò dậy, phủ phục quỳ xuống, tay che lấy mặt, mơ hồ không rõ nói, Trần Bát Hoang, buông tha cho tôi, chỉ cần thả tôi, chỉ cần bỏ qua cho tôi. Anh muốn cái gì tôi cũng có thể cho anh, chỉ cần anh giữ một mạng này cho tôi đảm bảo kể từ ngày hôm nay, anh là người đứng trên người, rồng trong rồng, phượng trong phượng. Chuyện ngày hôm nay là ông nội kêu tôi tới đây, tôi chỉ là kẻ làm theo mệnh lệnh mà thôi, không liên quan đến tôi, tha cho tôi anh sẽ có mọi thứ. Hàn Thái đã mềm nhũn hai chân, trong lời nói tràn đầy khẩn cầu. Bụp,
chỉ là Trần Đức không nói một lời đáp lại mà nhanh chân bước tới, tung một đạp lên người Hàn Thái khiến hắn bay ngược ra ngoài rồi đụng mạnh vào vách kính, bức tường chế tạo từ thủy tinh lập tức bị chấn động tạo thành những vết nứt lan rộng như mạng nhện. Kính đó không phải là kính thông thường, mà là kính chống đạn. Độ rắn chắc cực kỳ cao, cho dù dùng đồ vật đập phá cũng chưa hẳn có thể đập vỡ. Có thể tưởng tượng được một cước này của Trần Đức mạnh mẽ thế nào. Hàn Thái phun ra một ngụm máu, nằm úp xuống nền đất, ngước mắt nhìn chòng chọc vào Trần Đức, hắn hiện tại ngay cả nói chuyện cũng là một điều vô cùng gian nan, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng kinh hoàng, cả người nằm đó run lẩy bẩy. Hắn rất hối hận khi tới đây, lại càng hối hận khi tìm Trần Bát Hoang gây rắc rối, nếu hắn không dở bất kỳ thủ đoạn nào, thì hiện tại hắn vẫn là cậu chủ nhà họ Hàn, sống một cuộc sống ung dung tự tại, thoải mái. Tại sao lại phải tìm gặp một tên ma quỷ như vậy? Đáy lòng Hàn Thái dâng tràn tuyệt vọng, hắn đã từng nghĩ đến rất nhiều cách chết, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ chết trong tay một người như vậy. Đột nhiên, một tiếng chuông êm tại vang lên từ trên người Hàn Thái, là điện thoại của hắn. Điện thoại đổ chuông từng hồi nhưng hắn chẳng dám rút ra, cũng không có sức lực mà lấy. Trần Đức thấy vậy nhướng mày, đi trước người hắn, rút ra điện thoại rồi nhìn thoáng qua. Trên đó hiển thị hai chữ, ông nội. Là ông nội mày gọi, còn là video cô, không phải mày nói tất cả đều do ông nội mình sai khiến sao, bây giờ vừa hay có thể đối chất trực tiếp rồi. Trần Đức chạm vào nút trả lời. Chẳng mấy chốc, chính giữa màn hình xuất hiện một ông lão khoảng 6-70 tuổi, tinh thần phấn chấn với mái đầu đen bóng, ngoại trừ làn da in hẳn vài nếp nhăn, căn bản không thể nhìn ra đây là một người già. Trên người ông ta tràn ngập hơi thở của kẻ bề trên, mặc dù chỉ ngồi đó nhưng cũng mang lại cho người khác cảm giác tôn quý khinh thường vạn vật, nhìn xuống chúng sinh. Ông lão thấy người nghe máy là Trần Đức với một thân máu loang lổ cùng thương tích liền nhíu chặt mày hỏi, cậu là ai, cháu trai Hàn Thái của tôi đâu? Hắn ấy à, ở đây. Trần Đức vừa nói vừa quay camera về phía Hàn Thái để dáng vẻ chật vật của hắn lọt vào khung hình, nhìn thấy chưa? Ông nội, cứu. Cháu với, Hàn Thái nhìn chăm chăm điện thoại, đứt quãng van nài. Hàn Thái, sao cháu lại trở thành như vậy? Ông lão chớp mắt liền đứng bật dậy, thấy gương mặt đã sớm biến dạng cùng cơ thể chồng chất vết thương của Hàn Thái. Đôi mắt già nua liền trợn trừng, tức giận ngút trời quát lên, kẻ nào dám động tới cháu trai của Hàn Vân Sơn này, là kẻ nào làm? Là tôi. Trần Đức quay máy ảnh nhắm đúng mặt mình, là tôi làm đó. Cậu, là ai? Trần Bát Hoang. Trần Đức thờ ơ đáp, lão già khốn kiếp, cháu trai ngoan của ông nói rằng là ông kêu hắn ra tay với tôi, với nhà họ Tống. Hàn Vân Sơn đã lấy lại bình tĩnh, tình huống hiện tại lo lắng cũng vô dụng, ông ta nhìn Trần Đức chăm chăm, đôi mắt sắc bén như một chú chim ưng. Vốn dĩ ông ta gọi video là muốn nhìn xem đứa cháu trai ngoan của mình đã tra tấn Trần Bát Hoang như thế nào, chẳng ngờ sự việc lại phát triển thành dáng vẻ này. Ông ta im lặng hồi lâu mới bưng lên tách trà. Chậm rãi thưởng thức rồi nói, không sai, là tôi ra lệnh. Hàn Vân Sơn là một người lão luyện, cháu trai của ông ta đã bị thương nặng, hiện tại nếu ông ta biểu hiện ra ngoài sự vội vàng cũng không có ích lợi gì, ngược lại còn có thể bị đối phương nắm thóp. Ông ta ngồi trên sofa, trừng mắt nhìn Trần Đức, tính mạng của cháu trai tôi đã nằm trên tay cậu, bây giờ cậu có hai lựa chọn, thứ nhất là giết nó sau đó đón chờ sự báo thù điên cuồng từ nhà họ Hàn. Dẫu sao tôi cũng không phải chỉ có một đứa cháu trai này. Thứ hai, cậu đưa ra một cái giá để thả nó đi, khiến con nhóc Tống Ngữ Yên kia giao nộp ra giấy tờ nhà đất và hợp đồng kinh doanh, tôi sẽ coi như chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra. Hàn Vân Sơn nói xong liền yên lặng chờ câu trả lời từ Trần Bát Hoang. Ông ta tin rằng ai cũng sẽ biết phải lựa chọn như thế nào trong trường hợp này, vì cứu lấy tính mạng của Hàn Thái, ông ta đã làm ra nhượng bộ rất lớn. Trần Đức. Tôi, có thể giao nhà họ Tống cho ông ta, Tống Ngữ Yên ở một bên khó khăn mở lời, Trần Đức đã vì cô mà trả giá đủ rồi, cô biết rõ nhà họ Hàn lớn mạnh đến mức nào, loại gia tộc như vậy căn bản không phải là đối tượng mà một anh có thể chống đối lại. Cô không muốn những gì xảy ra ngày hôm nay lại lặp lại, sau khi suy nghĩ tường tận mới đưa ra quyết định này. Trên màn hình, Hàn Vân Sơn mỉm cười. Ông ta không có mặt tại thành phố Tần thì đã thế nào? Ngàn dặm xa xôi. Vẫn có thể khống chế thao túng sự lựa chọn của những người này như cũ, bèn một lần nữa mở miệng, nghe lời cô nhóc kia sẽ khiến cậu bớt khổ rất nhiều, cậu. Hàn Vân Sơn chưa kịp nói xong,
camera liền chuyển hướng, đột nhiên chiếu vào Hàn Thái, đồng thời, một bàn tay của Trần Đức cong thành hình móng vuốt, bất ngờ tấn công về phía Hàn Thái. Bụp! Một âm thanh bóp nghẹt vang lên, cánh tay kia đã cắm phập vào lồng ngực Hàn Thái. Không sai! Chính là dùng tay Trần găm sâu vào lồng ngực hắn, thẳng đến trái tim. Sau đó thoáng dồn lực tóm chặt. Bụp! Dường như có thứ gì đó nổ tung, Hàn Thái hoàn toàn chưa kịp phát ra bất kỳ động tĩnh nào liền tử vong. Trần Đức bóp nát trái tim của hắn ta. Trong video, thân hình Hàn Vân Sơn run lên. Khuôn mặt của ông ta bỗng chốc trở nên trắng bệch, giống như một tờ giấy trắng tinh khiết, khó coi tới cực điểm, kinh hoàng chứng kiến cái chết thảm thương của cháu trai. Trái tim. Vị trí của ông ta vừa vặn có thể nhìn thấy động tác vặn nát trái tim Hàn Thái của Trần Bát Hoang. Tâm trạng rơi vào hãi hùng ghê rợn, một người từng trải như ông ta lúc này trái tim cũng gần như nhảy ra ngoài, cháu trai của ông ta, người nhà họ Hàn của ông ta cứ như vậy chết đi. Trần Bát Hoang, ai cho mày lá gan đó, Hàn Vân Sơn như điên dại, nổi trận lôi đình, cả người ông ta run rẩy quát lên, tao sẽ khiến mày phải trả giá, khiến mày phải chịu cái chết không toàn thây. Xé xác mày cho chó ăn. Soạt. Trần Đức rút cánh tay ra khỏi cơ thể Hàn Thái, một lần nữa quay điện thoại vào cánh tay đang vương đẫm máu tươi, tô đậm một màu máu đỏ chói mắt của mình, khiến Hàn Vân Sơn nhìn tới mi mắt giật giật. Máu đó là máu của cháu trai ông ta. Trái tim ông ta đang co rúm lại, hận không thể lập tức bóp chết Trần Đức. Nhìn thấy dáng vẻ này của ông ta, Trần Bát Hoang nói băng lạnh tới thấu xương, lão già khốn kiếp. Có phải là muốn giết chết tôi không? Khi cháu trai ngoan của ông muốn động đến người thân của tôi, tâm trạng của tôi cũng giống ông lúc này. Ông không phải nôn nóng rút gân lột ra tôi như vậy, tôi sẽ đến tìm giết ông, tôi sẽ khiến ông chết còn thê thảm hơn cả cháu trai mình. Dứt lời. Không đợi Hàn Vân Sơn đáp lại. Chiếc điện thoại đã bị Trần Đức vặn tới biến dạng, bị ném sang một bên như rác rưởi. Tiếp đó, anh kêu Tống Ngữ Yên báo cảnh sát. Hàn Viên xảy ra chuyện lớn như vậy, muốn không bị người khác biết được căn bản là không thể nào, giống như lúc ở nhà họ Tống, chỉ là điều tra và đăng ký đơn giản. Tuy nhiên, khi biết người thiệt mạng là Hàn Thái, vài thành viên của phòng điều tra đặc biệt đều ngơ ngác nhìn nhau. Họ hiển nhiên không ngờ rằng vụ án này lại liên quan đến nhà họ Hàn. Chuyện này đều được họ bí mật ghi lại, sau khi trở về chuẩn bị trình báo lên cấp trên. Xem chỉ thị của lãnh đạo có cần phải cảnh cáo người tên Trần Bát Hoang này khiêm tốn lại một chút hay không. Cùng lúc đó, Giang Bắc, nhà họ Hàn. Trong một tòa nhà có lối kiến trúc như một pháo đài, Hàn Vân Sơn đang ngồi trên sofa, gương vặt vặn vẹo tới cực điểm, lời nói của Trần Bát Hoang vẫn còn đang vang vọng trong tâm trí ông ta. Tôi sẽ tới giết ông. Tuy rằng câu nói này rất có thể chỉ là một lời đe dọa, nhưng để đảm bảo an toàn. Ông ta vẫn là kích hoạt hình thái bảo vệ cấp S của nhà họ Hàn. Tất cả các camera đều được bật cùng lúc, 360 độ bao quát cả nhà họ Hàn không một góc chết. Đồng thời, hơn 100 tử sĩ được nhà họ Hàn nuôi dưỡng cũng được điều động, ẩn nấp trong chỗ tối, chờ đợi sự xuất hiện của Trần Bát Hoang bất cứ lúc nào. Với tất cả những điều này, Hàn Vân Sơn vẫn cảm thấy không an toàn. Rốt cuộc, ông ta biết thực lực của mấy người lục thập phương, Hàn Nhất, Hàn Nhị. Hàn Công Quyết, cũng hiểu rõ có thể khiến Hàn Tùng bị thương nặng và giết chết Hàn Thái ngay trước mắt những người này đã đủ chứng minh anh không tầm thường. Sau khi do dự nhiều lần, ông ta mới nhấc máy gọi một cuộc điện thoại, alo, xin chào, cho hỏi có phải là Giang Đại Sư không, tôi có một tin tức không may cho ông, đồ đệ lục thập phương của ông. Chết rồi. Là do một tên gọi là Trần Bát Hoang ra tay, hắn đã phao tin là sẽ tới nhà họ Hàn giết tôi. Được, Giang Đại Sư. Tôi ở nhà họ Hàn đợi ông. Tống Ngữ Yên gọi Diệp Khánh Ngôn tới Hàn Viên đón bọn họ, khi Diệp Khánh Ngôn nhìn thấy tình trạng của Trần Đức không khỏi ngạc nhiên, trên người anh có quá nhiều vết thương, quần áo nát tươm, da thịt rách nứt, toàn bị đều thấm ướt máu tươi. Cảnh tượng như vậy thực sự khiến cô phải giật mình, Trần Bát Hoang, cô chủ, mọi người đã xảy ra chuyện gì vậy, tôi sẽ gọi xe cấp cứu ngay lập tức. Không cần. Trần Đức lắc đầu. Vết thương trên người anh nhìn có vẻ nghiêm trọng nhưng thực chất chỉ là vết thương ngoài da, đối với anh không là gì cả. Sắc mặt Tống Ngữ Yên tái nhợt, ngơ ngác nhìn Trần Đức chằm chằm, đặc biệt đau lòng, Trần Bát Hoang, tại sao lại vì tôi làm như vậy, đáng giá sao? Đáng giá, vì anh đã từng hứa với Tống Thiên Vũ sẽ bảo vệ em chu toàn trong 3 tháng, Trần Đức đáp.
Chỉ vậy thôi sao? Trong lòng Tống Ngữ Yên có chút lạc lõng. Khi Trần Đức nói ra điều này, bóng dáng người phụ nữ trong quá khứ kia cũng xuất hiện trong đầu anh. Có lẽ, không chỉ như vậy. Còn bởi vì cô và cô ấy thực sự quá giống nhau. Anh không thể chịu nổi khi nhìn thấy một người phụ nữ giống cô ấy phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Đúng vậy, ngay cả khi nó chỉ là dung mạo tương đồng mà thôi. Diệp Khánh Ngôn tiễn Trần Đức đến dưới chân tòa nhà nơi anh ở, về tới nhà, Trần Đức dùng nước lạnh rửa sạch miệng vết thương cùng vết máu trên người mới bước đến trước nồi áp suất. Trong nồi áp suất lúc này vẫn đang luyện chế phục nhan đan, đan dược còn chưa thành hình, thảo dược bên trong đã được tinh chế thành dạng đặc sệt giống như cháo. Những thứ này chính là nguyên liệu của phục nhan đan, không chỉ có thể khiến vẻ ngoài càng thêm tươi đẹp, còn có thể hồi phục một vài thương tích. Cũng may chuẩn bị không ít, Diệp Khánh Ngôn, phục nhan đan của cô chỉ có thể đợi thêm một thời gian thôi. Tiêu diệt nhà họ Hàn tuyệt đối không phải là việc Trần Đức chỉ nói suông mà thôi. Hàn Thái đáng chết lại dám ra tay với Đàm Thu, Hạ Thiên Tuyết cùng Tử Hàm. Chỉ dựa vào điểm này, anh sẽ không lưu lại hậu hoạn. Hiện tại anh cần những nguyên liệu thô của phục nhan đan này để chữa lành vết thương, sau đó lập tức khởi hành tới Giang Bắc. Sau khi tắt lửa, Trần Đức đổ tất cả vào thau nước, hòa với nước sạch rồi chậm rãi xối lên người, khi dòng nước sạch lướt qua từng tấc da thịt của anh, một giây tiếp theo điều kỳ diệu liền xảy đến. Những vết thương trên người anh bắt đầu hồi phục, miệng vết thương cũng từng bước kín miệng với tốc độ kinh người, chỉ cần nhìn kỹ, hoàn toàn có thể dùng mắt thường để quan sát quá trình chữa lành này. Vết thương đang lành lại nhanh chóng. Trần Đức không ngạc nhiên với tốc độ này, phục nhan đan dùng bên ngoài có thể chữa lành vết thương, bên trong có thể khiến làn da càng thêm hồng hào mềm mại, hiệu quả còn tốt hơn rất nhiều so với các loại hoạt chất tăng cường. Gì đó trên thị trường. Cho dù là người bình thường sử dụng cũng có tác dụng thần kỳ, huống hồ là với một võ giả như Trần Đức, tự thân đã sở hữu tốc độ hồi phục cực kỳ mạnh mẽ. Hai yếu tố này cộng lại ngay cả nguyên liệu phục nhan đan của phiên bản thô sơ cũng có thể chữa khỏi 70% đến 80% vết thương của anh. 20 phút sau, vết thương trên người Trần Đức đã không còn cảm giác đau rát, trông khá hơn rất nhiều. Sau đó, anh nhấc máy gọi cho Trương Thiên Dương. Có một số việc anh không thể làm được một mình trong thời gian ngắn, do đó cần tới sự giúp sức của Trương Thiên Dương. Tập đoàn Bất Động Sản Thiên Dương. Hôm nay, Trương Thiên Dương đang mở một cuộc họp hội đồng quản trị, không khí đang như lửa bỏng dầu sôi, tại thời khắc mấu chốt, Trương Thiên Dương đích thân lên tiếng. Chỉ là đúng lúc này, điện thoại của ông ta lại reo vang. Ông ta khẽ nhíu mày, nghĩ muốn trực tiếp cúp máy, nhưng sau khi thấy hai chữ cậu Trần, sừng sững hiển thị trên màn hình thì hơi chững lại, sau đó lập tức không chút đắn đo nghe máy. Đây là lần đầu tiên Trần Đức chủ động gọi điện cho ông ta. Bất luận thế nào, ông ta cũng phải nghe máy. Cậu Trần, giọng điệu Trương Thiên Dương đầy cung kính. 10 phút sau tôi sẽ đến văn phòng của ông có chuyện muốn hỏi, hãy giúp tôi chuẩn bị một phần tài liệu chi tiết về nhà họ Hàn ở Giang Bắc. Nhà họ Hàn Giang Bắc, Trương Thiên Dương nghe được 5 chữ này cũng ít nhiều do dự. Được, tôi lập tức chuẩn bị, cậu Trần đang ở đâu, cần tôi cử người tới đón cậu không? Không cần, tôi tự mình tới tập đoàn của ông. Được, vậy cậu Trần, tôi kính cẩn chờ cậu đến. Trương Thiên Dương cúp điện thoại liền nói với mọi người trong phòng họp, cuộc họp hội đồng quản trị hôm nay dừng tại đây, lát nữa tôi sẽ kêu thư ký gửi những tư liệu quan trọng cùng những điểm chưa nói xong đến email của các vị, nhớ chú ý theo dõi. Dứt lời, ông ta vội vã cầm điện thoại bước ra ngoài, để lại một đám người trong phòng họp hai mặt khó hiểu nhìn nhau. Điện thoại của ai lại quan trọng như vậy? Nghe không rõ, trước đây ngay cả điện thoại của phu nhân ông ấy cũng tuyệt đối không nghe máy. Thật kỳ quái, cậu Trần là ai? Trừ khi là vị lãnh đạo nào đó từ bên chính phủ. Sẽ không đâu, lãnh đạo chính phủ thông thường sẽ gọi điện cho thư ký bên kia. Trương Thiên Dương trở lại phòng làm việc liền gọi cho quan hổ thu thập tài liệu về nhà họ Hàn, ông ta có chút nghi hoặc, Trần Đức bỗng nhiên muốn thông tin của nhà họ Hàn để làm gì. Nhà họ Hàn Giang Bắc thế nhưng là một gia tộc lớn với tài lực dồi dào cùng địa vị vững chắc. Địa vị của nhà họ Hàn tại Giang Bắc cao hơn rất nhiều lần so với nhà họ Hàn ở thành phố Tần này. Sau nửa giờ, trụ sở tập đoàn Thiên Dương, dưới tòa nhà văn phòng cao ngất, một chiếc taxi dừng lại bánh xe, Trần Đức khoan thai bước xuống, anh đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, từ thần thái và dáng vẻ bên ngoài hoàn toàn không nhìn ra được chỉ một tiếng trước đó anh đã phải chịu một thân vết thương nặng,
càng không thể liên tưởng tới việc anh giết người. So với trước đó như hai con người khác nhau. Này, anh bạn, ở đây là tập đoàn bất động sản Thiên Dương, trông anh lạ mặt lắm, tới đây để làm gì? Một nhân viên bảo vệ khoảng 20 tuổi đứng trước cửa bỗng nhiên bước tới chặn đường Trần Đức. Anh ta quét mắt nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới. Nhìn thoáng qua tên nhóc này phục trang tùy ý giản dị, cả người nhất định không quá 200 tệ, một kẻ như vậy căn bản không xứng tới đây. Ai mà không biết bất động sản Thiên Dương luôn có một số yêu cầu đối với trang phục. Tìm Trương Thiên Dương, Trần Đức mỉm cười, thành thực đáp lời. Trương Thiên Dương. Nghe được cái tên này, phản ứng đầu tiên của bảo vệ là sững sờ, tiếp đó liền phá lên cười đầy khinh miệt, anh biết Trương Thiên Dương là ai không? Người có tên Trương Thiên Dương tại tập đoàn Thiên Dương chúng tôi chỉ có một, chính là chủ tịch của tập đoàn Thiên Dương, không đợi Trần Đức đáp, tên bảo vệ đã oi tiếp, ông ấy không phải là người mà ai cũng có thể tùy tiện gặp mặt. Những người trước đó tới gặp mặt chủ tịch, có ai không lái xe sang, trang phục chỉnh tề. Tên thanh niên trước mặt này không chỉ ăn mặc mộc mạc mà còn ngồi taxi tới. Tiểu hổ, có chuyện gì thế? Lúc này, một người đàn ông bước ra từ bốt bảo vệ. Anh ta khoảng chừng 30 tuổi, dáng người cao lớn thô kệch, tên là Chu Tùng Lâm, quản lý đội bảo vệ, vẫn luôn phụ trách an toàn đi lại của tập đoàn bất động sản Thiên Dương. Thường ngày anh ta sẽ không đến đây, chỉ là hôm nay có đại hội cổ đông, thành viên hội đồng và cổ đông của tập đoàn đều sẽ tới nên anh ta mới bắt buộc đích thân giám sát. Quản lý Chu, nhân viên bảo vệ nhìn thấy anh ta lập tức đáp, tên thanh niên này nói muốn gặp chủ tịch. Hửm. Chu Tùng Lâm bước đến trước mặt Trần Đức. Cậu, có hẹn trước gặp chủ tịch không? Hẳn là, cũng được tính là có, vừa rồi tôi có gọi điện cho ông ấy rồi, Trần Đức biết những người này có chút coi thường mình, nhưng chuyện này đối với anh không quan trọng, anh không chấp nhặt với họ chỉ có thể tận lực giải thích. Gọi điện thoại, nhóc con, cậu muốn khiến tôi tức cười chết sao? Chu Tùng Lâm bỗng nhiên mỉm cười, là nụ cười trào phúng, tiểu hổ, cậu ta nói mình và chủ tịch đã nói chuyện qua điện thoại. Ha ha. Tên bảo vệ gọi là tiểu hổ kia cũng bật cười hả hê phụ họa. Tên thanh niên này xong đời rồi. Vậy mà dám nói dối trước mặt Chu Tùng Lâm. Chu Tùng Lâm xuất thân từ trong quân đội, vì một số trải nghiệm mà chán ghét nhất kẻ nói dối. Nhớ tới từng có một nhân viên bảo vệ vì khai man lý lịch công việc mà bị anh ta gọi người hung bạo đánh cho một trận, sau đó phải nằm viện gần một tuần lễ. Nghĩ đến sự việc lần đó, tiểu hổ liền có cảm giác da đầu tê dại. Nhóc con, nói xem, cậu rốt cuộc tới đây làm gì? Quả nhiên, Chu Tùng Lâm cười một hồi, đột ngột thu lại nét cười, lạnh lùng hỏi, nói dối cũng không rèn luyện cho tốt. Toàn bộ tập đoàn Thiên Dương ai không biết hôm nay là ngày chủ tịch mở đại hội cổ đông, trong cuộc họp, ngay đến điện thoại của phu nhân cũng sẽ gác máy, cậu nói rằng mình đã nói chuyện qua điện thoại với ông ấy. Vậy sao, Trần Đức kinh ngạc, tôi thực sự không biết, hay là tôi gọi lại cho ông ấy để anh xác nhận? Hừ, đúng là thiếu đòn mà, hôm nay là ngày diễn ra đại hội cổ đông, tôi cũng không muốn ra tay đánh người, cậu nhanh chóng cút đi, Chu Tùng Lâm phất tay, dáng vẻ mất kiên nhẫn, nếu cậu muốn tới gây chuyện thì tìm hôm khác lại tới, giờ cút đi. Cho các người thời gian 10 giây, tránh ra, sự nhẫn nại của Trần Đức đã hoàn toàn cạn kiệt, anh không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy. Yo, sao thế, nhóc con, còn muốn ra tay, tiểu hổ cười mỉa mai. Tôi khuyên anh vẫn là nên ngoan ngoãn sớm chút cút đi, đừng để quản lý của chúng tôi tức giận, nếu không cánh tay nhỏ cùng chân nhỏ kia của anh cũng không đủ để chúng tôi đánh gãy đâu. Bụp, bất thình lình, không có bất kỳ sự báo trước nào, Trần Đức trực tiếp hành động, anh tung ra một cước, tiểu hổ bay lộn ngược ra ngoài, bụp, một tiếng mới nặng nề rơi xuống đất. Mẹ nó, thằng nhãi chết tiệt, mày dám đánh người của tao trên địa bàn của tao, thấy cảnh này, sắc mặt Chu Tùng Lâm liền thay đổi. Sống đến tuổi này, anh ta chưa từng gặp qua kẻ nào hống hách và điên cuồng đến vậy, lập tức rút ra bộ đàm, các anh em, đều ra đây cho tôi, ở đây có kẻ muốn đâm đầu vào chỗ chết. Cộp cộp cộp, không đến 5 giây đồng hồ đã có 40-50 nhân viên bảo vệ ùa ra từ các hướng, tay cầm gậy gộc cấp tốc chạy về hướng này. Trong văn phòng chủ tịch tập đoàn Thiên Dương, Quan Hổ đã tìm được tài liệu về nhà họ Hàn, thông tin rất đầy đủ. Trương Thiên Dương đọc sơ một lượt rồi hỏi, chẳng phải là nói 10 phút sau sẽ đến sao? Sao cậu Trần vẫn chưa tới? Có lẽ là vướng chuyện gì đó, dù sao cũng là bậc thầy tài ba, nửa đường bận chút việc cũng là chuyện bình thường, Quan Hổ cười híp mắt đáp. Vậy đi,
Quan Hổ, ông ở đây giúp tôi giải quyết một số công việc của tôi sẽ tự mình xuống chờ cậu ấy. Cái này, chủ tịch ơi, hay là để tôi xuống chờ cho? Không được, tôi đi xuống cũng có vẻ chân thành hơn, cậu Trần không chỉ là bậc thầy tài ba, còn là người có ơn cứu mạng tôi nữa. Trương Thiên Dương đứng dậy khỏi ghế, cầm lấy áo khoác mặc vào, rồi lập tức bước về phía thang máy đi xuống lầu. Dưới tầng trệt, Chu Tùng Lâm gọi cả 40-50 người tới, ai trong số họ cũng là lính xuất ngũ, nên khá mạnh, tập hợp lại với nhau trông rất hùng hổ. Tiểu Hổ, cậu sao rồi? Quản lý, chuyện gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chu Tùng Lâm nhìn về phía mọi người, thêm mắm thêm muối kể lại đầu đuôi câu chuyện, rồi lớn tiếng nói. Mọi người cũng biết, hôm nay là đại hội cổ đông của tập đoàn chúng ta, nên tuyệt đối không thể để cho người lạ vào. Vậy mà người này lại muốn xông vào, còn ra tay đánh Tiểu Hổ, đúng là không coi tập đoàn Thiên Dương ra gì. Mẹ, láo vậy luôn. Quản lý, anh nói xem nên xử cậu ta thế nào. Cả đám giận dữ, ăn mặc như vậy mà định xông vào tập đoàn Thiên Dương, còn nói quen chủ tịch, có khoác lác cũng không soi gương xem mình đáng mấy đồng. Chỉ với cậu ta mà đòi quen biết chủ tịch, nếu cậu ta quen chủ tịch thì tôi là bố của chủ tịch rồi. Các anh em, tẩn cậu ta cho tôi, đánh tàn phế thì tôi chịu trách nhiệm, Chu Tùng Lâm hung hăng nói. Hắn ta vừa nói xong, 40-50 người kia lập tức xông về phía Trần Đức, dường như biết trước là thắng chắc rồi, nên ai cũng lộ ra nụ cười đắc ý. Dừng tay! Đúng lúc này, bỗng một tiếng quát đầy uy nghiêm chợt truyền đến, tuy không lớn tiếng, nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ. Mọi người sửng sốt, rồi nhìn về phía phát ra tiếng nói theo bản năng. Chủ tịch, Chu Tùng Lâm thấy người đang vội vã chạy ra từ trong tòa nhà bèn trợn mắt há hốc mồm. Mẹ nó, là Trương Thiên Dương thật kìa. Hơn nữa, ông ta không phải là đi mà là chạy tới. Có ai trong cả cái tập đoàn bất động sản Thiên Dương này từng thấy Trương Thiên Dương chạy? Thấy ông ta vội vã như vậy, dù liên quan đến mối làm ăn trăm triệu, ông ta cũng bình chân như vậy. Cực kỳ tỉnh táo. Vậy mà hôm nay, lại chạy. Dù là Chu Tùng Lâm, 40-50 bảo vệ, hay Tiểu Hổ bị Trần Đức đá một cái kia thì ai cũng ngây ngẩn cả người. Lẽ nào, người này quen chủ tịch thật? Giờ đây, trong lòng Trương Thiên Dương cũng vô cùng lo sợ, vừa xuống lầu đã thấy mấy chục bảo vệ bao vây lấy Trần Đức, trông giống như định ra tay đánh anh thì sao ông ta còn để ý hình tượng gì nữa? Nếu cậu Trần bị đánh thì có khi một ngày nào đó tập đoàn Thiên Dương cũng tèo luôn. Hai thằng con ăn hại của ông ta đã chọc giận Trần Đức, nên Trương Thiên Dương tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy xảy ra lần thứ hai. Trương Thiên Dương không để ý đến đám bảo vệ kia, vội vội vàng vàng chạy đến trước mặt Trần Đức, dè dặt hỏi, cậu Trần, cậu có bị sao không? Đám ăn hại kia có làm gì cậu không? Không sao, Trần Đức nói, nếu ông đến muộn một phút nữa thôi chắc sẽ có chuyện xảy ra đó. Phù! Trương Thiên Dương thở phào một hơi. Không sao là tốt rồi. Chu Tùng Lâm lập tức mở to hai mắt. Trương Thiên Dương thật sự tìm tên nhóc kia. Vả lại, nhìn thái độ thì không ngờ lại như đối mặt với bậc bề trên, có chút dè dặt, kính cẩn, thậm chí hình như còn hơi. Sợ hãi! Chu Tùng Lâm, Tiểu Hổ và đám bảo vệ kia đều sắp không thở nổi. Bà mẹ nó! Họ chọc phải ông lớn thật rồi. Mẹ, rõ ràng là ông lớn. Còn ăn mặc nghèo kiết hủ lậu như vậy làm gì? Mẹ nó còn đi xe taxi đến. Giờ mấy ông lớn đều thích giả heo ăn thịt hổ hả? Chơi bọn họ vui lắm sao? Chát, trong lúc Chu Tùng Lâm đang miên man suy nghĩ thì một bạt tai đã giáng thẳng lên mặt hắn ta. Cái tát ấy rất mạnh vì nửa bên má hắn ta lập tức đỏ bừng. Trương Thiên Dương lạnh lùng quát, cậu tên gì? Thưa chủ tịch, tôi tên Chu Tùng Lâm. Chu Tùng Lâm nhịn đau, đáp, chủ tịch ơi! Ông nghe tôi giải thích đã, tôi cũng vì sự an toàn của tập đoàn thôi, vả lại, tôi cũng không biết cậu ta quen ông. Tôi nhớ mặt cậu rồi. Trương Thiên Dương nhàn nhạt chốt câu, sau đó bước tới bên cạnh Trần Đức, cậu Trần ơi, bên ngoài gió lớn lắm, có chuyện gì thì đến văn phòng tôi nói đi, mời cậu sang bên này. Ừ, cả đám bảo vệ đều câm như hến, im lặng nhường ra một con đường cho Trương Thiên Dương và Trần Đức, nhìn bóng lưng họ rời đi với vẻ mặt hết sức phức tạp. Gặp thứ dữ rồi. Trương Thiên Dương không nói gì, nhưng như vậy không có nghĩa là chẳng có chuyện gì xảy ra. Mà do thân phận ông ta quá cao, cao đến nỗi họ chẳng thể nào với tới. Ông ta tát Chu Tùng Lâm một cái đã là tự hạ thấp mình rồi. Quản lý Chu,
Làm sao giờ, tiểu hổ bước tới, ôm lấy bụng do bị Trần Đức đá, dè dặt hỏi. Bốp! Chu Tùng Lâm bỗng giơ chân lên đá hắn một cái, làm sao bây giờ á? Mẹ nó mày còn hỏi tao làm sao giờ? Nếu không phải tại mày mắt chó không thấy núi Thái Sơn, chẳng chịu cho người ta vào thì lấy đâu ra chuyện như giờ? Đồ ăn hại! Tiểu hổ, quản lý! Đừng có gọi tao là quản lý! Chu Tùng Lâm thở phì phò xoay người rời đi, trên má nóng rát, thoáng chốc không biết nên làm gì mới tốt. Nếu bị tập đoàn Thiên Dương đuổi cổ thì đi đâu tìm được một công việc có phúc lợi tốt như vậy đây? Trong văn phòng chủ tịch, Trần Đức ngồi trên sofa bằng da thật, lật xem từng tờ thông tin về nhà họ Hàn, cuối cùng dừng lại ở tờ của Hàn Vân Thiên, hỏi, lão già này đang ở đâu? Thưa cậu Trần, quan hổ đáp, ông ta đang ở nhà họ Hàn và nay là ông chủ đời thứ 8 của gia đình ấy. Được, tôi biết rồi. Trần Đức gấp tài liệu lại, nhìn về phía Trương Thiên Dương, hỏi, ông có biết võ giả không? Võ giả? Nghe thấy hai từ đó. Rõ ràng là vẻ mặt của Trương Thiên Dương đã khựng lại, nháy mắt ra hiệu cho quan hổ. Quan hổ lập tức hiểu ý, đóng cửa văn phòng lại. Bấy giờ, Trương Thiên Dương mới nói, cậu Trần, lẽ nào cậu không biết ư? Cậu không phải là võ giả sao? Sao lại nói tôi là võ giả, Trần Đức hỏi. Ha ha, cậu Trần à, nếu cậu không phải võ giả thì chắc chắn lúc trước đã chẳng thể đánh thắng đám vệ sĩ mà tôi sắp xếp bên cạnh Tử Đằng được. Huống chi, Sửu gia là võ giả thì không lý nào cậu lại không phải. Sửu gia cũng là võ giả. Trần Đức có hơi bất ngờ khi biết được tin đó, tôi thật sự không biết võ giả là gì, nói hết những gì ông biết về võ giả cho tôi biết đi, vì lần này tôi muốn tiêu diệt nhà họ Hàn. Cái gì? Trương Thiên Dương hoảng sợ, ly trà trên tay đang định pha cho Trần Đức rớt cái xoảng một cái, vỡ thành từng mảnh nhỏ, cậu Trần, cậu đang nói giỡn đó hả? Trương Thiên Dương kinh nghiệm đầy mình, từ khi bắt đầu gây dựng sự nghiệp đến nay đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió, bình thường gặp phải chuyện lớn hay nhỏ gì thì đều hết sức bình tĩnh. Xong, lần này lại ngay cả ly trà cũng không cầm chắc. Quan hổ thấy thế, vội lấy cái chổi quét dọn mảnh vỡ. Cậu Trần, cậu thật sự muốn diệt nhà họ Hàn, Trương Thiên Dương hỏi với vẻ mặt kỳ lạ. Đúng vậy, Trần Đức thong dong gật đầu. Trương Thiên Dương khựng một chút rồi nói, không biết cậu Trần nói diệt. Là diệt thế nào? Trần Đức nói đơn giản là khiến nhà họ Hàn ở Giang Bắc trở thành lịch sử, khiến Hàn Vân Sơn chết. Trương Thiên Dương. Mãi lâu sau, xác định Trần Đức không nói giỡn, ông ta mới nói tiếp, cậu Trần, nhà họ Hàn ở Giang Bắc đã chuyển qua bao đời, là danh môn vọng tộc chân chính, muốn diệt họ là rất khó vì họ có võ giả chống lưng. So với nhà họ Hàn thì tỷ phú khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng nằm trong top 3 thành phố Tần như Trương Thiên Dương lại chẳng là cái đinh gì, vì một gia tộc lớn chân chính thì đều có một số nhân vật đặc biệt chống lưng cho. Ví dụ như một số thế lực phía chính phủ Hoa Hạ, hay một vài võ giả. Không có những người này thì hoàn toàn không có khả năng cũng như cơ hội trở thành danh môn vọng tộc. Đó cũng là lý do tại sao Trương Thiên Dương tôn trọng và sùng kính Trần Bát Hoang như vậy. Chỉ cần nhà họ Trương có Trần Bát Hoang chống lưng thì khi anh mạnh lên, nhà họ cũng sẽ nước lên thuyền lên, thật sự củng cố được và trở thành gia tộc lớn chân chính. Thế nên tôi mới hỏi ông tình huống cụ thể của võ giả, Trần Đức cũng không hiểu mấy về võ giả, nếu không phải lần này trở về thành phố thì e rằng anh vẫn chẳng biết trên đời này còn có một đám người như vậy. Trương Thiên Dương dừng một lát, tổ chức ngôn ngữ rồi mới chậm rãi nói, cậu Trần, về võ giả, nói đơn giản đó là một quần thể. Đối với họ, chúng ta giống như là người thường. Người thường chỉ biết có người giàu tồn tại, chứ cũng không biết nhiều về cuộc sống của người giàu. Mà những người như chúng ta cũng vậy, chỉ biết là có võ giả, nhưng lại chẳng tiếp xúc gì nhiều với họ. Mà thường thì người bình thường còn không biết trên đời này còn có một cái quần thể đặc biệt như vậy. Đám người kia có vòng sinh hoạt của họ, người thường muốn tiếp xúc với họ, ngoài bất ngờ gặp được thì cực kỳ khó. Nói đúng hơn thì võ giả chính là võ giả thời xưa đột phá giới hạn của người thường. Mấy năm nay, vì muốn tìm được một số võ giả chống lưng cho nhà họ Trương mà Trương Thiên Dương đã tìm hiểu rất nhiều tài liệu. Giờ Trần Đức hỏi nên ông ta bèn nói hết những gì mình biết cho anh. Võ giả có một sự phân chia về cấp bậc hết sức nghiêm ngặt, nhỏ nhất là cấp 1 đến cấp 3. Họ thường là những người chỉ vừa đột phá giới hạn của cơ thể. Qua 3 cấp đó chính là võ sư, đại sư, tông sư.
cao hơn nữa thì không phải người như tôi có thể biết, nghe nói người có cấp bậc tông sư đã đếm được trên đầu ngón tay rồi. Vậy cấp bậc của tôi là, Trần Đức hỏi. Cái này, Trương Thiên Dương cười khổ, cậu Trần à, tôi thật sự không biết. Tôi cũng không biết nhiều về võ giả, chỉ biết sự phân chia cấp bậc, chứ cũng chẳng biết dựa vào cái gì để phân chia nữa. Vậy ông biết Hàn Thái không? Có, đó là cháu của Hàn Vân Sơn. Hơn nữa một tháng trước, tôi có gặp hắn ta ở trong vườn nhà họ Hàn, bên cạnh còn có hai võ giả cấp 1 và một võ sư tên là Lục Thập Phương. Cậu Trần định ra tay với hắn ta trước hả? Trương Thiên Dương vẫn hơi lo lắng nói, nhà họ Hàn thật sự rất khó đối phó, cậu Trần cứ suy nghĩ kỹ đi đã. Hàn Thái kia cũng không đơn giản đâu, hắn ta. Hắn ta đã chết, Trần Đức ngắt lời Trương Thiên Dương, là tôi giết. Cái gì? Trương Thiên Dương nói, cậu Trần ơi, cậu không thể nói lung tung như vậy được, nếu bị người khác nghe thấy. Tin hay không là chuyện của ông. Trần Đức cũng đã hiểu được đôi nét về võ giả, ngay cả một tên Lục Thập Phương cũng có thể gọi là võ sư, mà hắn ta chỉ vừa chạm đến ngưỡng cửa ngưng khí, và lại vẫn còn đang quanh quẩn bên ngoài. Còn anh, ít nhất cũng mạnh hơn Lục Thập Phương cả 10 lần. Khi tu luyện cảnh giới ngưng khí đến hậu kỳ thì cũng đã có sức mạnh cả 500 kg, còn anh là vận khí hậu kỳ, nếu dùng hết sức mạnh mà đánh ra một quyền bằng một tay thì đã có được 1.500 kg, tương đương 1,5 tấn. Lục Thập Phương chỉ là cộng hành mà thôi. Khi đối mặt với Trần Đức, Trương Thiên Dương cứ cảm thấy mình bé nhỏ, lúng ta lúng túng. Người thanh niên này cho ông ta một cảm giác cực kỳ kiêu ngạo và bá đạo. Ông ta biết Trần Bát Hoang không có nói dối. Trần Đức nói Hàn Thái đã chết, vậy hắn ta chắc chắn đã chết, và lại còn do chính tay anh giết. Trương Thiên Dương cắn răng, bất chấp tất cả nói, cậu Trần, rốt cuộc giữa cậu và nhà họ Hàn đã có xích mích gì thế? Tuy tôi không biết rõ, nhưng cậu có ơn cứu mạng với tôi nên tôi không thể trơ mắt nhìn cậu đi đến nhà họ được. Tôi hy vọng cậu đừng đi, có điều nếu cậu muốn đi thì. Quan Hổ, lập tức gọi vệ sĩ của Hân Nhiên, Trương Tử Dương đến. Với lại, cũng gọi mấy người đang âm thầm bảo vệ tôi tới, bất cứ lúc nào cũng phải nghe theo lệnh của cậu Trần. Vâng, Quan Hổ tuyệt đối trung thành với Trương Thiên Dương nên không có ý kiến gì hết, lập tức đi gọi người. Trần Đức cũng không ngăn cản việc đó. Đầu tiên, anh cũng muốn cho nhà họ Trương một cơ hội, thứ hai là một mình anh thì có một số việc cần làm sẽ khá rắc rối. Chưa đến 10 phút, họ đều đến đông đủ, tổng cộng có 8 người, ai cũng chỉ kém võ giả một bước nhỏ. Một người trong số đó từng đánh nhau với Trần Đức, hắn ta là vệ sĩ của Trương Tử Đằng. Cậu Trần, cậu định bao giờ đi, tôi sẽ sắp xếp may báy riêng đưa cậu đi luôn. Giờ đi. Tốc độ làm việc của Trương Thiên Dương cực kỳ nhanh, chưa đến nửa tiếng đã có máy bay riêng chờ sẵn. Ông ta và Quan Hổ tự mình đưa đám người Trần Đức lên máy bay. À đúng rồi, trước khi đi, Trần Đức bỗng nói, tôi có một kiện đồ cổ cần bán, tìm giúp tôi một phòng đấu giá. Vâng thưa cậu Trần. Trương Thiên Dương giật giật khóe miệng, lúc này rồi còn muốn bán đồ cổ. Ông ta thật sự càng ngày càng không hiểu nổi thanh niên bây giờ. Anh Dương, làm vậy có được không? Quan Hổ nhìn máy bay cất cánh bay đi, lo lắng hỏi, đó chính là nhà họ Hàn ở Giang Bắc đấy. Cược một lần, Trương Thiên Dương ngẫm nghĩ một lát rồi nói ba từ. Thực tế, ông ta quả thật là đang đánh cược một lần. Và lại đây còn là một cuộc đánh cược với cái giá cực lớn. Ông ta cược cả tính mạng, cược cả hai gia tộc. Lần này nếu thắng, vậy Trương Thiên Dương ông ta không những có thể nhanh chóng nhận lấy một số mối làm ăn của nhà họ Hàn, từ nay về sau cũng có được sự giúp đỡ từ Trần Bát Hoang, tiền đồ một mảng rộng mở. Nếu thua thì sao? Quan Hổ hỏi, tôi cho rằng, tỷ lệ mà cậu ấy có thể lật đổ nhà họ Hàn chỉ có 1% thôi. Thế 99% kia, coi như là tôi đền đáp ơn cứu mạng của cậu Trần vậy, Trương Thiên Dương cười khổ. Sao ông ta lại không biết tỷ lệ thắng là rất nhỏ cơ chứ? Đúng là Trần Đức là một võ giả đó, nhưng anh chỉ mới 20 tuổi, với số tuổi đó thì có thể mạnh bao nhiêu? So với một quái vật lớn như nhà họ Hàn thì anh chẳng là cái đinh gì hết. Đi thôi, Quan Hổ, trở về sắp xếp người trong nhà đi nước ngoài trốn thôi. Nếu lần này thắng, chúng ta sẽ lên một tầng cao mới, nếu thua, vậy mọi người hãy chạy trước, Trương Thiên Dương vỗ vai Quan Hổ nói. Sau đó quay người bước đi. Ban đêm, trên không trung không có lấy một ngôi sao, nhưng đèn đường hai bên đường lại vẫn sáng ngời, chiếu sáng cả một con đường nhựa.
mà Trần Bát Hoang lại thong dong dạo bước ở giữa con đường đầy yên tĩnh ấy. Anh đút một tay trong túi, tay khác thì cầm một bình rượu, cứ đi được mấy bước lại uống một hớp. Bóng anh bị ánh đèn chiếu sáng trải dài ra đằng sau. Mà đằng sau anh lại là một cảnh tượng hết sức quái dị. 8 người nâng một cái hộp hình vuông dài 4 mét, rộng 4 mét. Đó là một cái hũ cho cốt màu đỏ sậm. Trần Đức đi tuốt đằng trước, 8 người kia nhắm mắt theo đuôi, vẫn luôn cách anh khoảng 1 mét. Lúc này là ban đêm, cảnh tượng ấy khiến người ta hết sức sợ hãi. Một tiếng trước, Trần Đức đã đến Giang Bắc, việc đầu tiên anh đến đây là mua một hũ cho cốt như vậy. Và nó có giá trị cực kỳ xa xỉ, hơn 20.000 tệ. Do anh đặt riêng cho Hàn Vân Sơn và toàn bộ nhà họ Hàn. Cũng là quà gặp mặt mà anh tặng cho ông ta. Nơi này là khu Thiên Hào ở Giang Bắc nên trên đường thường có mấy chiếc xế xịn chạy ngang qua. Trên con đường dài ngoằng chỉ có đám người Trần Bát Hoàng là đi bộ, ngoài ra không còn bất cứ ai nữa. Bởi vì khu này là khu của nhà giàu. Nhà rẻ nhất ở đây cũng phải có giá 80.000 tệ một căn, đã thế, chỗ này cũng không có nhà bình dân, kém nhất cũng là biệt thự. Thế nên mới không có người đi đường, cũng không có ai đi đường. Đi ra ngoài, ít nhất cũng dùng xế xịn. Còn chuyện hóng gió, xin lỗi nha, không cần ra đường làm gì, đi trong vườn hoa cao cấp của biệt thự nhà mình đã đủ rồi. Càng đi vào sâu trong khu Thiên Hào thì càng là kẻ có tiền ở, phía ngoài chỉ là những căn nhà cao cấp bình thường, kế tiếp là chung cư, rồi đến từng căn biệt thự, sau đó là biệt thự trên đỉnh núi. Mà nhà họ Hàn lại ở chỗ sâu nhất của khu Thiên Hào, chiếm diện tích hơn 10.000 mét vuông. Khoảng đất ấy được xây dựng thành một trang viên. Đó là trang viên của nhà bọn họ. Chỉ riêng giá trị của cái trang viên ấy thôi chắc phải đến cả chục tỷ. Quan trọng nhất là một nơi rộng lớn tấc đất tấc vàng như vậy, chỉ cần có tiền thôi là không thể ở được. Thì có thể thấy địa vị của nhà họ Hàn ở Giang Bắc cao quý, giàu có cỡ nào rồi đó. Bên trong trang viên, bóng người đông đúc, hơn 100 người của Hàn Vân Sơn đã tập hợp lại. Tuy số lượng không nhiều lắm. Nhưng mỗi một cá nhân đều là những vệ sĩ mà ông ta tiêu một số tiền lớn để mời về. Lần này, Trần Bát Hoang tuyên bố muốn giết ông ta. Hàn Vân Sơn không có báo cảnh sát, cũng không tính báo cho phía chính phủ. Vì dù sao ông ta cũng không muốn cảnh sát bắt Trần Đức đi, mà là muốn tự tay giết chết cậu ta. Trong phòng khách, Hàn Vân Sơn sai đầu bếp làm một bữa tối phong phú, mỗi một món ăn trên bàn đều là những món mà có lẽ cả đời của người bình thường cũng không thấy được. Gan hổ, tim sói, thịt gấu, canh hạc, đều là những món sơn hào hải vị. Rượu cũng toàn là rượu lâu năm. Hàn Vân Sơn ngồi ở phía cuối, ngoài ra, còn có cháu trai Hàn Tùng cũng ngồi cùng ông ta. Mà hai bên trái phải lại là hai người đàn ông khoảng 30 tuổi, trước mặt lại là một người đàn ông trung niên trông hơn 40. Người đàn ông trung niên đó tên là Giang Hồ Hải, là võ giả mà Hàn Vân Sơn mời riêng tới. Sau lưng ông ta là một môn phái võ giả tên là Không Đồng. Vừa 40 tuổi, Giang Hồ Hải đã là cao thủ cảnh giới đại sư. Nhìn khắp cả phái Không Đồng, với số tuổi ấy lại có thành tựu như thế thì chỉ có một mình ông ta có thể làm được. Không có gì bất ngờ xảy ra thì ông ta chính là trưởng môn đời tiếp theo của phái Không Đồng. Tuy Hàn Vân Sơn không cho rằng Trần Bát Hoang có thể đánh thắng hơn 100 vệ sĩ của mình, nhưng để đảm bảo, vẫn mời Giang Hồ Hải đến. Hai người còn lại chính là đệ tử của ông ta, tên là Tống Bình và Mã Viễn, nghe nói là dẫn họ ra rèn luyện. Nào, Giang Đại Sư, cậu Tống, cậu Mã, tôi mời mọi người một ly. Nếu đêm nay có xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì dựa vào ba người hết đó, Hàn Vân Sơn đứng dậy, kính cẩn mời rượu cả ba. Bất kể đêm nay có cần tới họ hay không thì họ cũng là một sự giúp đỡ quan trọng đối với nhà họ Hàn. Nhà họ Hàn có thể đi đến ngày hôm nay vì lão tổ của họ là một võ giả. Giờ lão tổ bế quan chưa ra nên mọi công việc đều do Giang Hồ Hải xử lý. Giang Đại Sư, đêm nay ông nhất định phải bắt tên nhóc kia lại, để cháu trai có cơ hội trà đạp, làm nhục cậu ta, Hàn Tùng cũng âm u nói. Đối mặt với việc Hàn Vân Sơn mời rượu, hai đệ tử của Giang Hồ Hải cũng đứng lên cùng ly, mà ông ta thì tuy có nâng ly lên, nhưng lại không đứng dậy, vẫn bình tĩnh ngồi yên tại chỗ. Một thanh niên hai mươi mấy tuổi đã có thể giết chết cháu trai ông thì đúng là khá thú vị đó. Có điều, ông yên tâm, nếu dám đến nhà họ Hàn, Giang Hồ Hải ta sẽ khiến cậu ta có đi mà không có về. Không cần sư phụ ra tay đâu, Tống Bình nịnh, một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch thôi,
cứ giao cho con là được. Thậm chí ngay cả sư huynh cũng có thể ngồi cạnh xem thôi. Con đảm bảo sẽ dạy cho cậu ta một bài học. Hàn Tùng, đến lúc đó, tôi giải quyết cậu ta xong sẽ giao cho cậu, cậu muốn làm gì thì làm. Đúng thế, sư phụ chỉ cần ngồi xem trò hay là được, Mã Viễn hùa theo, chưa biết chừng còn không tới lượt chúng ta ra tay nữa là. Vậy thì cảm ơn anh Tống nhiều, Hàn Tùng như sắp thấy được cơ hội trả thù, mặt mày kích động, cả người cũng hơi run run. Vừa nhớ tới sự tủi nhục, đả kích do Trần Đức mang lại, hắn bèn hận không thể chặt anh ra làm tám khúc rồi nghiền xương thành tro. Bốn người uống một hơi cạn sạch ly rượu. Cách đó không xa là một màn hình tinh thể lỏng rất to, bên trong là mọi hoạt động trong trang viên nhà họ Hàn. Bọn họ chỉ cần ngồi ở đây là có thể thấy rõ hết mọi thứ. Dưới màn đêm, đám người Trần Đức thong thả bước đi, cách cả trăm mét, anh đã có thể thấy được trang viên to lớn, nguy nga tráng lệ, đèn đuốc sáng trưng kia. Nó trông như một hoàng cung cổ đại, tràn ngập phong cách cổ xưa, hào hùng và trang nghiêm. Mà bên ngoài trang viên là hai pho tượng sư tử đá, trông có chút đáng sợ. Dựa theo tài liệu mà Trương Thiên Dương đã cung cấp thì đây là trang viên của nhà họ Hàn. Trần Đức hơi dừng một chút, rồi bước tiếp. Hai phút sau, anh đã đi đến trước cổng trang viên, trước mặt là cánh cổng bằng sắt cao 3 mét, cao ngất. Riêng cánh cổng thôi, e rằng cũng là một con số cách xù. Trần Đức nhìn cánh cổng ấy im lặng không nói gì. Sau đó, anh giơ chân đá một phát. Ầm, một cước ấy như có được sức mạnh rời non lấp biển, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn như sấm vang lên, cánh cổng sắt đồ sộ, cứng rắn, đủ để chống đạn bỗng dưng biến hình. Rồi bất ngờ ầm ầm đổ xuống, bắn lên một lớp bụi bặm. Sau khi bụi bặm tan đi, Trần Dực mới dẫn theo tám người nâng hũ cho cốt bước vào trang viên. Kế tiếp, bịch, hũ cho cốt nặng trịch rơi bịch xuống đất. Hơn 100 người đàn ông cao to, vạm vỡ đứng ngay ngắn ở giữa trang viên, họ đã chờ thật lâu. Những người này có vẻ ngoài khác nhau, nhưng trên người họ lại cùng toát ra vẻ khát máu, chế giễu đầy sát khí. Hơn 100 người ấy đứng cùng nhau tạo nên một luồng sát khí sắc bén. Hiển nhiên, họ đã chờ rất lâu rồi. Vô số ánh mắt khác lạ liếc Trần Đức, rồi lại ngó tám người sau lưng anh, trong mắt toát ra vẻ chế giễu, khinh bỉ và châm chọc. Bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Hũ cho cốt vừa to vừa đỏ sẫm dưới ánh đèn có vẻ hết sức chói mắt. Bên trong biệt thự, Hàn Vân Sơn nhìn chằm chằm hũ cho cốt trong màn hình, sắc mặt lập tức trở nên âm u. Ông ta là một người làm ăn, còn lớn tuổi, có thể nói là đã già rồi nên đã thấy được rất nhiều điều, dẫn đến cũng hơi để ý tới mấy chuyện mê tín. Đặc biệt là đối với từ chết, gần như không có ai trong nhà họ Hàn dám nhắc tới từ đó trước mặt ông ta. Vậy mà, Trần Bát Hoang còn đưa luôn một cái hũ cho cốt tới cửa. Như có cảm ứng, Trần Đức bỗng ngước mắt nhìn về phía camera, nhìn từ trong màn hình thì giống như đang nhìn thẳng vào đám người Hàn Vân Sơn. Ông già kia, cái hũ này là để cất cho cốt của cả nhà họ Hàn ông đó. Giọng anh không lớn, nhưng thông qua thiết bị, vẫn được truyền đạt rõ ràng vào trong đại sảnh của biệt thự. Mẹ, thằng chó này kiêu ngạo quá rồi đó, Hàn Tùng giận không thể tả, đưa lên tận cửa còn ngông như vậy. Tôi thấy cậu ta chán sống rồi. A, ha ha, sắc mặt Hàn Vân Sơn cũng trở nên tối tăm hơn. Hàn Tùng, bình tĩnh, người trẻ tuổi ấy mà, luôn sẽ kiêu căng ngạo mạn chút, thích cho mình là thiên hạ vô địch, đừng bị cậu ta ảnh hưởng. Tối nay, bất kể thế nào thì tên nhóc kia cũng không có khả năng sống sót đi ra khỏi trang viên nhà họ Hàn. Ông tin hơn 100 vệ sĩ ngoài cửa, còn có Giang Đại Sư, cậu Tống và cậu Mã sẽ giúp cháu đòi lại công bằng. Rồi trả thù cho Hàn Thái. Vâng, Hàn Tùng cũng không nói nữa, trong mắt lóe lên vẻ phấn khích, hắn cực kỳ mong đợi khoảnh khắc được trà đạp, sỉ nhục, đùa giỡn Trần Bát Hoang. Hàn Tùng, cậu phải học hỏi ông nội cậu đi, giờ Hàn Thái đã chết, sau này nhà họ Hàn sớm muộn gì cũng rớt xuống vai cậu thôi, cơn giận còn con ấy cũng không nhịn được thì sao mà coi được. Giang Đại Sư ra vẻ người lớn nói, nào, uống một ly đi. Chúng ta vừa uống rượu vừa xem tên hề kia có qua được cửa bên ngoài không. Để xem rốt cuộc thì cậu ta có thực lực như thế nào. Đại sư dạy rất đúng, cháu sẽ nghe theo lời người, để cháu tự phạt một ly. Hàn Tùng đứng dậy, uống cạn ly rượu trắng trong tay, trên mặt đã có hơi say. Sư phụ nói đúng, nếu ngay cả cửa bên ngoài mà tên nhóc kia cũng không qua được thì cũng chẳng cần chúng ta ra tay. Tống Bình cười nói, hơn 100 người kia cũng khá mạnh. Chắc mạnh nhất cũng phải là võ giả cấp 3 ấy nhỉ.
Đúng vậy, bọn họ đều được xem là người của nhà họ Hàn, bình thường rất ít khi tụ tập lại cùng nhau, cũng ít khi đi ra ngoài, Hàn Vân Sơn nói, vì một thằng nhóc mà làm rầm rộ như này, cũng không biết có đáng hay không. Đồng thời lúc này, ở giữa trang viên, đối mặt với hơn 100 võ giả, Trần Đức mỉm cười. Những người này quả thực không tệ, chỉ có điều với thực lực hiện tại của bọn họ thì e là ngay cả lúc anh từng là binh vương thì bọn họ cũng không thể đánh lại anh. Chuyện giải quyết bọn họ cực kỳ đơn giản, cũng rất dễ dàng. Ánh mắt Trần Đức lạnh lùng quét một lượt đám người trước mặt, tôi không muốn nói nhảm, cũng không muốn giết những người không liên quan đến nhà họ Hàn. Sống hay chết là do các người tự lựa chọn. Giết. Câu trả lời đáp lại Trần Đức chỉ có một từ. Cũng không biết ai đã nói ra từ này. Ánh mắt âm u, dư tợn, tràn đầy tham vọng. Rầm. Rầm. Ngay lập tức, hơn 100 người lần lượt giơ vũ khí lên, không có ngoại lệ, trên tay ai nấy cũng đều là kim loại sáng chói mắt, mỗi người một loại, dao dài sắc bén, lưỡi dao run lên, phát ra từng đợt chấn động dị thường. Không một ai lùi bước, trong mắt bọn họ lóe lên vẻ hưng phấn, sự hưng phấn khi sắp giết người, trong mắt bọn họ, một mình Trần Đức có thể mạnh đến mức nào. Đối mặt với bọn họ, chẳng qua cũng chỉ là con dê con cừu mặc sức bị bọn họ tàn sát mà thôi. Hàn Vân Sơn nói rồi. Cắt đứt một ngón tay của Trần Đức thì sẽ được thưởng 1 triệu. Một cánh tay, 5 triệu. Một chân, 8 triệu. Tai, mũi, mắt, tim, gan, ruột, dạ dày. Mỗi bộ phận đều được ghi rõ giá tiền, bất kể lấy bộ phận nào cũng đều có thể nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Đặc biệt là đầu của Trần Đức, ai chặt được đầu của anh thì sẽ được thưởng 100 triệu. Phần thưởng hậu hĩnh như vậy, đối với đám võ giả trong thế gian này mà nói, ai nghe cũng đều sẽ nổi lòng tham, sẽ vì số tiền này mà liều mạng. Hơn nữa bọn họ còn là tử sĩ của nhà họ Hàn. Trong mắt bọn họ, Trần Bát Hoang giống như một ngọn núi vàng đang chờ được khai quật và thu hoạch. Dường như bọn họ đã nhìn thấy cảnh tượng người trước mắt bị phân thành từng mảnh. Bù! Một cơn gió lạnh thổi qua, ngay sau đó, hơn 100 người đã bắt đầu di chuyển, không ai lên tiếng nói lời nào, chen nhau tiến lên ra tay trước, không một tiếng động. Ha! Trần Đức cười khẩy, anh nói với 8 người phía sau, mọi người ở đây đợi tôi. Vừa dứt lời, anh cũng đã di chuyển. Rất nhanh ngay sau đó đã lao vào đám đông. Anh không hề động đến vũ khí. Hai tay trống không xông vào. Hơn 100 người kia không hề hoảng sợ, ai nấy cũng đều khát máu giơ dao lên chém về phía Trần Đức từ nhiều hướng khác nhau, sức mạnh cuồng bạo đó dường như khiến không khí tạo thành một cơn gió lạnh. Giây tiếp theo. A. À, răng rắc. Bộp. Một loạt âm thanh hỗn độn kèm theo tiếng la hét vang vọng khắp cả trang viên. 8 người đi theo Trần Đức cũng hoàn toàn sững sờ khi nhìn thấy một màn vô cùng chấn động thị giác này. Trần Bát Hoang như sói vào bầy dê, tốc độ của anh quá nhanh, hơn 100 người đồng thời tấn công anh, nhưng không hề chạm tới được một cọng tóc của anh. Thường thì số người muốn chạm vào anh đều sẽ chết ngay trong giây đầu tiên. Mỗi lần ra tay, 5 ngón tay của anh đều cắm sâu vào trong cơ thể đối phương, còn cứng hơn cả lưỡi dao sắc bén, trực tiếp siết chặt từng đám da thịt, bẻ gãy từng cánh tay. Anh quá hung ác giống như sát thần giáng thế, thủ đoạn đẫm máu cực kỳ tàn nhẫn. Hết kẻ này đến kẻ khác bị anh đánh bay, trọng thương, mất mạng. Đa số những kẻ từng bị anh đụng đến, không ai hoàn chỉnh cả, nằm bất động trên mặt đất không biết sống chết. Chỉ với thời gian 1 phút, trên người Trần Bát Hoang đã bê bết máu. Chỉ có điều, những vết máu kia không phải của anh, mà là của kẻ địch. Dưới chân anh, hơn 60 thi thể đã ngã xuống. Đột nhiên, Trần Bát Hoang dừng lại. Không đánh tiếp nữa. Dường như có một bức tường vô hình đang bao bọc xung quanh anh, có mấy chục người đang đứng vây chặt anh nhưng bọn họ căn bản không dám đến gần. Trong mắt bọn họ tràn đầy sợ hãi, hoảng loạn, kinh hoàng. Keng! Anh vứt con dao gãy dính máu trên tay xuống. Có thể thấy rõ ràng. Con dao gãy dính đầy máu đập mạnh xuống nền nhà lát đá cẩm thạch, cả một mảng đá cẩm thạch bị nứt thành một đường dài từ điểm mũi dao đâm xuống. Rắc! Sau đó... Một số vết nứt lan dần ra giống như thủy tinh bị vỡ. Im lặng. Lúc này, bầu không khí xung quanh im lặng đến lạ lùng. Im lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng tim đập. Tiếng tim đập mãnh liệt, dồn dập, thình thịch. Mùi máu tanh nồng lan tỏa khắp trong không khí, nồng nặc muốn nghẹt thở. Ngoài ra còn có sự sợ hãi,
hoảng hốt, kinh hoàng. Còn lại khoảng 50-60 võ giả đang nhìn chòng chọc về phía thanh niên bị máu tươi nhuộm đỏ, sắc mặt cực kỳ khó coi, lúc này không có ai dám ra tay tiếp. Dường như xung quanh Trần Bát Hoang có một loại không khí vô hình, ngăn cản bước chân của bọn họ, khiến bọn họ khó có thể tiến lên nửa bước. Một phút, 60 giây. Chỉ trong 60 giây, dưới chân Trần Bát Hoang đã có hơn 60 người ngã xuống. Trung bình chưa đến một giây, đúng vậy, trong vòng chưa đầy một giây đã có một người ngã xuống. Tốc độ như này, sức mạnh như này. Có ai ở đây có thể làm được? Trần Bát Hoang so với đám người này hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Không cùng cảnh giới. Tám người đi theo Trần Đức đều cảm thấy sống lưng lạnh toát, vốn dĩ bọn họ nghĩ rằng Trần Bát Hoang đến nhà họ Hàn thì khó mà rời đi được, sẽ hại bọn họ bị liên lụy. Nhưng, sau khi nhìn thấy bản lĩnh của anh, ai nấy cũng đều vui mừng không thôi. Vui mừng vì bọn họ không phải là kẻ thù của người này. Con dao gãy cắm vào sàn đá cẩm thạch. Ánh sáng của con dao phản chiếu từng khuôn mặt kinh hãi, Trần Đức đứng trước con dao, áo quần, giày dưới chân, lòng bàn tay, ngoại trừ khuôn mặt, hầu như chỗ nào cũng vấy máu. Sao không đánh tiếp nữa? Không phải muốn giết sao? Lời nói rửng rưng lạnh băng của anh đã phá vỡ sự im lặng đáng sợ đó. Chỉ là lần này, câu nói này, không ai dám xem nhẹ, không ai dám khinh thường nữa, nó giống như một tiếng sấm mùa hạ, vang vọng trong tâm trí mọi người. Trần Đức ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào một người trong đám đông. Theo trực giác của anh, đây là người mạnh nhất. Sắc mặt Trần Đức không chút thay đổi, giọng điệu thờ ơ, lãnh đạm, yết hầu khẽ di chuyển, một lần nữa lên tiếng. Chữ giết lúc nãy là mày nói nhỉ, bây giờ, mày ra tay đi chứ. Trong nháy mắt, tên đó hồn bay phách lạc, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy trắng, cả người run lên dữ dội, giống như bị ma quỷ nhắm trúng, da đầu tê dần dần từng cơn. Lúc này, Trần Đức đã đến trước mặt hắn. Cách hắn chưa đầy nửa mét. Run gì chứ, trận chiến chỉ vừa mới bắt đầu thôi, mày sợ cái gì? Không phải muốn giết tao sao? Hiện tại, tao đang đứng trước mặt mày đấy. Chém đầu tao, giết chết tao. Hàn Vân Sơn sẽ thưởng cho mày một khoản tiền lớn, rất hậu hĩnh đúng không? Trần Đức đang khiêu khích hắn, anh chỉ muốn chọc tức những người này, từ khi Hàn Thái bắt đầu ra tay với những người xung quanh anh, trong lòng anh đã hừng hực lửa giận. Cơn giận này không vì cái chết của Hàn Thái mà tiêu tan. Chỉ là một tên Hàn Thái bé nhỏ, không thể gánh nổi trách nhiệm của chuyện này. Trần Đức chỉ muốn giết người, muốn chiến đấu. Anh hy vọng đám người này sẽ tàn nhẫn hơn. Mạnh mẽ hơn và quyết liệt hơn, để anh có thể chút được lửa giận trong lòng. Chỉ tiếc là, những người này quá yếu. Yếu như sên. Ngay cả một chiêu của anh cũng không đỡ được. Thực sự là khiến anh rất thất vọng đến tột cùng. Nhặt dao của mày lên, chém tao, Trần Đức bình tĩnh nói, nhanh lên. Sắc mặt tên này tái mét, hắn thật sự không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, cho dù hắn là tử sĩ. Là tử sĩ được nhà họ Hàn nuôi dưỡng. Nhưng, hắn thực sự không muốn chết. Tay cầm dao của hắn run lên dữ dội. Trần Bát Hoang rõ ràng đang ở trước mặt hắn. Nhưng hắn không đủ can đảm để nâng dao lên. Mày không ra tay phải không? Cả đám bọn mày, đều không ra tay đúng không? Được, nếu mày không ra tay thì để tao. Dầm, đột nhiên, Trần Đức lại cử động. Anh siết chặt hai tay, nắm thành nắm đấm. Giáng vào ngực kẻ mạnh nhất, chỉ nghe thấy vài tiếng răng rắc, kẻ mạnh nhất trực tiếp bay ra xa, ngã xuống đất cái rầm. Bằng mắt thường có thể thấy lồng ngực của hắn đã bị móp sâu và biến dạng đến mức không thể biến dạng được nữa. Chết rồi. Hắn trực tiếp bị một đấm Trần Đức đánh chết. Đây, chỉ mới là khởi đầu. Bóng dáng Trần Đức lại di chuyển, một lần nữa lao vào đám đông. Rầm 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 rầm. Giây tiếp theo. Trong trang viên. Những bóng người bay cao và đáp xuống một cách nặng nề, Trần Đức giống như một bóng ma, đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất. Mỗi lần xuất hiện đều kèm theo một cú đấm dữ dội, một bóng người bay ra trước khi gào thét, thi thể đã bị biến dạng và chết ngay tại chỗ. Anh giống như ác quỷ. Mọi cú đấm đều giáng vào cùng một vị trí. Những võ giả còn lại, ai cũng biết rõ anh sắp xuất hiện, anh sắp giết người, thậm chí còn biết nắm đấm của anh sẽ đánh vào ngực bọn họ. Nhưng, điều đáng sợ là không ai có thể trốn thoát và không ai có thể ngăn cản chuyện đó. Bất lực. Đối mặt với Trần Bát Hoang,
bọn họ có cảm giác bất lực đến cùng cực. Sự chênh lệch về sức mạnh giữa bọn họ quá lớn, không cùng đẳng cấp chút nào. Trần Đức dừng lại, còn có 8 người đang đứng. Hơn 100 người, chỉ còn lại 8 người bọn họ. Lúc này, bọn họ vừa hoảng loạn, vừa bất an, vừa sợ hãi. Là tử sĩ, cái chết đối với bọn họ không đáng sợ đến vậy, cho nên dù Trần Đức có mạnh đến đâu, bọn họ cũng không trốn tránh, không bỏ chạy. Nhưng cho dù không sợ chết, bọn họ vẫn đang cực kỳ sợ hãi, không phải sợ chết, mà là sợ Trần Bát Hoang. Đây là một loại tâm lý rất mâu thuẫn, nhưng nó là một tồn tại thực tế. Chỉ vì đối thủ quá mạnh, đã vượt ra khỏi khả năng hiểu biết của bọn họ. Cũng bởi vì đồng đội của bọn họ đã chết quá thảm hại. Vũ khí trong tay của 8 người đó không biết từ khi nào đã rơi xuống đất, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng lăn xuống. Ực, ai đó bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Không phải người. Thực sự là không phải người. Bọn họ không thể tìm ra lý do tại sao lại có người mạnh hơn bọn họ nhiều đến vậy. Phải biết rằng, bọn họ là võ giả. Đã vượt hẳn sự tồn tại của người thường. Tuy nhiên, đứng trước Trần Bát Hoang, bọn họ vẫn chỉ là rác, rác trong đống rác. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Trần Đức không nói gì, chỉ đứng đó nhìn bọn họ. Giây tiếp theo, 8 người trực tiếp quỳ xuống, thành khẩn quỳ trên mặt đất, cong người xuống, mặt đã áp sát đất. Quỳ lạy, thành tâm quỳ lạy, hoặc nói cách khác, là đang cầu xin tha mạng. 8 người phía sau Trần Đức bước tới trước, kề dao vào cổ 8 người kia, cứ nhẹ, 8 người đó liền ngã xuống đất, không chút phòng ngự hay kháng cự. Bởi vì, Trần Bát Hoang đang ở đây. Mọi sự kháng cự đều vô ích, không có tác dụng gì cả. Bọn họ chỉ muốn giữ nguyên thi thể. Bên ngoài trang viên, hơn 100 võ giả đều bị tiêu diệt. 8 người do Trương Thiên Dương phái đến lại nâng chiếc hũ cho cốt khổng lồ lên. Theo bước chân của Trần Đức đi về phía ngôi biệt thự cao lớn, nguy nga tựa như cung điện. Bước đi không nhanh, giống như đang đi dạo. Trong đại sảnh của biệt thự, hai ông cháu Hàn Vân Sơn và Hàn Tùng đều sững sờ, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Hàn Vân Sơn vốn đang rất bình tĩnh, nhưng lúc này ánh mắt ông ta đang nhìn chằm chằm Trần Đức trên màn hình, mí mắt giật liên hồi, ông ta nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn nói. Giang Đại Sư, cứu tôi! 138 võ giả, những người này đều là tử sĩ của nhà họ Hàn, do tổ tiên nhà họ Hàn lựa chọn trong số những người bình thường có khả năng trở thành võ giả nhất, phải mất rất nhiều tiền bạc và thời gian mới có thể bồi dưỡng thành cấp độ như ngày hôm nay. Nhưng, 3 phút, chỉ trong 3 phút ngắn ngủi, tất cả đều bị trọng thương và bị giết. Hàn Vân Sơn vốn nghĩ rằng, cho dù Trần Bát Hoang có mạnh đến đâu, dù hơn 100 người kia không giỏi bằng anh thì ít nhất cũng có thể khiến anh hao mòn, làm anh kiệt sức, thậm chí có thể khiến anh bị thương nặng. Nhưng hiện thực lại giáng cho ông ta một tát, cái tát này đến quá bất ngờ khiến Hàn Vân Sơn trở tay không kịp, hoảng loạn sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Thời gian 3 phút đó, thực sự là quá sốc. Hơn 100 nhân vật quan trọng của nhà họ Hàn, cứ như vậy mà chết. Bảo ông ta phải giải thích với nhà họ Hàn thế nào? Phải giải thích với tổ tiên nhà họ Hàn ra sao? Lúc này hai ông cháu nhà họ Hàn đều đã nhận thức được sức mạnh của Trần Đức, sắc mặt cả hai cực kỳ khó coi. Tống Bình và Mã Viễn cũng khá ngạc nhiên, bọn họ không ngờ trong thế tục lại có một thanh niên mạnh mẽ như vậy. Chỉ có Giang Hồ Hải là vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì, thản nhiên gắp thức ăn, uống rượu. Giang Đại Sư, ông nhất định phải cứu tôi, hôm nay thằng nhóc đó tuyệt đối không thể sống sót rời khỏi nhà họ Hàn. Hàn Vân Sơn rất vui mừng vì ông ta không khinh địch, đã mời Giang Hồ Hải đến. Nếu không, hôm nay thật sự là lành ít dữ nhiều. Tên nhóc này quả thực có chút bản lĩnh, Giang Hồ Hải hờ hững đưa ra một lời nhận xét, sau đó nói tiếp, có điều cũng chỉ có thể nhảy loạn xạ trong nhà họ Hàn các người mà thôi. Yên tâm đi, dựa vào chút sức lực này, hắn không đụng được một cọng tóc của các người đâu. Tống Bình, Mã Viễn. Có đệ tử. Tống Bình và Mã Viễn đồng loạt đứng lên đáp. Giang Đại Sư nói, hai người các con bắt hắn qua đây, cúi đầu nhận tội với gia chủ nhà họ Hàn và Hàn Tùng. Sư phụ yên tâm, vẫn là câu nói đó, không cần Mã sư huynh ra tay, một mình con là đủ rồi, vẻ mặt Tống Bình vô cùng kiêu ngạo, mặc dù thấy Trần Bát Hoang đã giết chết hơn 100 người, nhưng hắn vẫn không có chút gì gọi là sợ hãi hay kiêng nể. Đặt mình vào vị trí đó. Nếu hắn là Trần Bát Hoang,
hơn 100 người đó cũng không thể sống sót. Là một võ giả, mọi cấp độ đều khác nhau rõ rệt. Kẻ mạnh nhất trong số hơn 100 người kia chỉ mới là võ giả cấp 3 mà thôi. Tống Bình hắn rất tự tin là có thể một đấm đánh chết ngay tại chỗ. Không được khinh địch, tên nhóc đó quả thực rất có bản lĩnh, Giang Đại Sư vừa uống rượu vừa bình thản nói. Sư phụ dạy rất phải. Đi thôi sư đệ, đi dạy dỗ tên nhóc kia. Chờ đã, đem theo cái này. Giang Đại Sư lấy ra một thanh trường kiếm dài 3 thước từ bên hông ra, dùng thanh phong chặt đứt tay chân của tên nhóc đó. Linh khí. Nhìn thấy thanh trường kiếm dài 3 thước, Tống Bình kinh ngạc nhận lấy thanh phong bằng hai tay. Sư phụ yên tâm, có nó, tên nhóc kia nhất định sẽ không sống sót. Không chỉ Tống Bình, mà hai mắt của Mã Viễn cũng lóe lên vẻ phấn khích khi nhìn thấy thanh phong. Chuyến đi này không phải là không có kết quả. Kiếm thanh phong này là linh khí duy nhất ở không đồng. Nó được làm bằng vật liệu đặc biệt, khác với binh khí thông thường đòi hỏi ít nhất là cao thủ cấp tông sư mới có thể truyền linh lực vào binh đao. Còn linh khí, chỉ cần đạt tới cấp võ sư, trong cơ thể có một chút linh lực đều có thể tương thông với nó, có được linh khí thì khả năng chiến đấu của võ giả có thể tăng lên gấp bội. Trước đây, Tống Bình và Mã Viễn không có cơ hội sử dụng thanh kiếm này. Hôm nay có được nó khiến cả hai đều cực kỳ phấn khích. Đi đi, đừng phụ lòng nó, Giang Đại Sư xua tay. Trong trang viên, Trần Đức dẫn 8 người kia càng ngày càng đến gần biệt thự. Lúc này, cánh cửa biệt thự đang đóng chặt bỗng nhiên mở ra. Tống Bình và Mã Viễn bước thẳng ra khỏi biệt thự, đi đến nơi cách Trần Đức chưa đầy 3 mét. Sư huynh, huynh đang mang thanh phong, cứ đứng một bên xem là được rồi, giết gà há phải dùng đến dao mổ trâu. Tên nhóc này giao cho đệ, Tống Bình vô cùng ngạo mạn, mỉa mai nói. Về phần 8 người đứng sau Trần Bát Hoang, Tống Bình hoàn toàn không coi bọn họ là người, chỉ cần giải quyết xong Trần Bát Hoang thì đám người đó. Còn là người sao? Được thôi sư đệ, huynh sẽ đứng bên cạnh xem đệ phát huy, Mã Viễn cười khẩy, những lời Tống Bình nói giống hệt suy nghĩ của hắn. Giết gà, há phải dùng đến dao mổ trâu. Lúc này, Tống Bình mới tiến lên vài bước. Ánh mắt nhìn về phía Trần Đức, Trần Bát Hoang, biết điều thì tự giác quỳ xuống. Dầm! Tống Bình còn chưa nói hết câu. Đột nhiên, Trần Đức đã hành động. Trong lòng anh vẫn đang bừng bừng lửa giận, không muốn nói nhảm, cũng không muốn nhiều lời. Anh giống như một con sói hoang đói khát, ánh mắt tàn nhẫn, lãnh khốc, băng giá. Giây tiếp theo, Trần Đức đã đến trước mặt Tống Bình, siết chặt cổ hắn, dùng sức từ từ nâng hắn lên khỏi mặt đất. Không thể chống cự. Tống Bình hoàn toàn không có sức lực chống cự. Hắn là võ giả cấp võ sư. Nhưng nằm trong tay Trần Bát Hoang lại giống như một con gà con bị túm cổ. Tống Bình chỉ cảm thấy một luồng khí tức đầy chết chóc đang bao trùm lấy mình, khoảnh khắc đối mặt với Trần Bát Hoang giống như rơi vào một động băng lạnh buốt thấu xương, bầu trời lúc nãy đang còn trong xanh, lúc này đã âm u đen kịt. Hắn vùng vẫy, giãy giụa, vặn vẹo. Nhưng đều phí công vô ích. Bàn tay kia của Trần Bát Hoang giống như một cái kìm sắt, bất kể hắn giãy giụa hay vùng vẫy thế nào cũng đều yếu ớt không chút sức lực. Lúc nãy, mày muốn nói gì? Trần Đức một tay túm chặt cổ Tống Bình, vẻ mặt lãnh đạm, giọng nói bình tĩnh, là. Muốn tao quỳ xuống sao? Răng rắc. Không đợi Tống Bình trả lời. Trần Đức đã dùng sức siết mạnh. Phập. Năm ngón tay, đốt ngón tay của anh đã cắm sâu vào cổ Tống Bình. Giây trước Tống Bình còn đang giãy giụa, giây sau bỗng yên lặng như một con diều, yếu ớt không có sức lực nằm trong tay Trần Đức. Xoẹt, vặn nhẹ một cái, cổ họng nối liền với các bắp thịt và xương ở cổ của Tống Bình đều bị Trần Đức xé rách. Trong phút chốc, máu đỏ phun ra dữ dội. Tống Bình cứ như vậy mà chết, chết nhanh đến nỗi không thể nhanh hơn nữa. Kiêu căng, ngạo mạn, chỉ một lòng muốn giết chết Trần Bát Hoang hòng chứng minh thực lực, múa rìu trước mắt Giang Đại Sư một phen. Tiếc là, ngay cả cơ hội để ra tay cũng không có. Thậm chí, ngay cả lời muốn nói cũng chưa kịp dứt câu. Trong biệt thự, đám người Hàn Vân Sơn, Hàn Tùng bày ra vẻ mặt vừa khó coi vừa ngỡ ngàng, cảm giác nguy cơ chợt dâng lên. Giang Đại Sư, đây là, sắc mặt Hàn Vân Sơn trở nên kỳ dị, Giang Hồ Hải đau đớn vì mất đi đệ tử, ông ta lo lắng người sau đó sẽ nổi giận. Ai ngờ, ngoài việc hơi sửng sốt một chút ra, Giang Hồ Hải không có bất kỳ phản ứng nào khác, ngược lại còn an ủi Hàn Vân Sơn, người học võ sống chết có số cả,
Tống Bình Kiêu căng ngạo mạn, đã sớm có ngày hôm nay, yên tâm đi, có họ Giang ta ở nhà họ Hàn, sẽ không việc gì xảy ra đâu. Chúng ta cứ quan sát tiếp đã, xem thử hôm nay tên kia có thể vượt qua được đệ tử Mã Viễn của ta không. Mã Viễn là đệ tử đắc ý nhất của ta, thiên phú luyện võ không thua kém ta chút nào đâu. Nó sẽ giúp chúng ta xử gọn Trần Bát Hoang. Phía trước biệt thự, thi thể Tống Bình ngã rầm xuống đất, không khác gì một túi rác nặng nề bị Trần Đức ném xuống. Sau đó anh ngước mắt lên, nhìn về Mã Viễn đang cầm trường kiếm trong tay, bây giờ mày quỳ xuống đầu hàng, hay là chọn cái chết? Mã Viễn lẳng lặng đứng yên tại chỗ. Cái chết của Tống Bình, thực ra không ảnh hưởng đến hắn quá nhiều. Nói cho đúng là hoàn toàn không hề ảnh hưởng. Thế giới của người luyện võ luôn tàn bạo, khốc liệt như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng. Có đôi lúc, giết người hoặc bị người giết, về cơ bản không có lý do gì cả. Cái chết lại càng là một chuyện quá đỗi bình thường. Chỉ cần kẻ chết không phải mình là được. Huống hồ, xét về một ý nghĩa nào đó, Tống Bình và Mã Viễn là đối thủ cạnh tranh, người trước đã chết, vậy sau này những tài nguyên giang hồ hải nắm trong tay sẽ tập trung vào hắn. Mã Viễn rất thản nhiên, thực lực của hắn đủ để hắn bình tĩnh, tự tin và tự hào. Một võ sư đỉnh cấp. Hắn chỉ còn kém một chút là có thể trở thành đại sư. Huống hồ, trong tay hắn còn có thanh phong, linh khí do giang hồ hải tặng. Tay cầm linh khí, hắn có sự tự tin tuyệt đối. Rằng mình có thể đánh một trận long trời lở đất với người luyện võ sơ cấp đại sư. Mà Trần Bát Hoang, tuổi tác cao lắm chỉ mới ngoài 20. Hắn không tin một người còn trẻ như vậy đã đạt đến cảnh giới đại sư. Do đó, hắn càng bình thản, hoàn toàn không có chút sợ hãi nào. Trần Bát Hoang, bản lĩnh mày không tệ, Mã Viễn ôm thanh phong, giọng điệu giễu cợt, giết chết được Tống Bình, thật lòng mà nói tao cũng hơi bất ngờ, có điều. Trong mắt tao, mày chẳng qua chỉ là một con chó bông, cơ mà mày khá hơn chó bông một chút, đó là mày biết sủa. Nói đến đây, Mã Viễn bắt đầu từ tốn rút thanh trường kiếm ra, một cây kiếm có màu xanh biếc chậm rãi hiện ra từ trong vỏ, thân kiếm lóe sáng. Thanh phong đã rời vỏ, mỗi tấc đều tỏa ra hàn ý lạnh người. Giây tiếp theo, Mã Viễn lắc mình. Thân thủ hắn cực nhanh, chỉ cần chưa đến nửa giây, hắn đã tiếp cận Trần Đức cách đó mấy mét. Mũi kiếm chĩa thẳng vào cổ họng Trần Đức. Về phần Trần Đức, anh vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Mã Viễn cười nhạt. Chó bông vẫn chỉ là chó bông thôi. Trước thế công như vũ bão của hắn, cơ bản là không kịp trở tay. Một con chó bông như mày được chết dưới linh khí của tao, chết trong tay tao, đó là vinh dự lớn của mày. Mũi kiếm của Mã Viễn càng lúc càng gần, gần hơn nữa, trên thân kiếm lóe lên hai gương mặt. Là Mã Viễn với nụ cười nhếch mép và Trần Bát Hoang thờ ơ lạnh nhạt. Quả thật là một thanh bảo kiếm. Như gió rền sấm dữ, như rồng như hổ, khí thế nghiêng trời, cùng với âm thanh xé gió đầy sát ý, trong không khí không ngừng rít lên tiếng ma sát ken két rợn người. Mã Viễn rất hiểu thực lực của mình, hắn đã thăng hạng không chỉ một đẳng cấp, nắm chặt nó trong tay, cũng giống như nắm chặt sống chết của kẻ khác vậy. Trần Bát Hoang, chết đi. Mã Viễn hưng phấn. Kiêu ngạo, hắn muốn một kiếm xuyên yết hầu. Xuyên thủng yết hầu Trần Bát Hoang. Nhớ kỹ, tên của tao, là Mã. Lời còn chưa dứt đã ngừng bặt. Ngay sau đó, nụ cười trên mặt Mã Viễn đột ngột đông cứng. Kiếm của hắn, chẳng những không đâm thủng được yết hầu Trần Bát Hoang một ly nào, mà còn khựng lại. Hắn trợn trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Mã Viễn như nhìn thấy ma quỷ. Kiếm thanh phong. Bị hai ngón tay kẹp lấy. Đó chính là tay của Trần Bát Hoang. Ngay khoảnh khắc mà hắn cho rằng Trần Bát Hoang bị kiếm đâm xuyên cổ họng, máu ộc ra, chết không nhắm mắt. Hắn thậm chí còn không thấy rõ chuyện gì đang xảy ra. Sao lại, như vậy, hai mắt Mã Viễn co giật. Hắn không tin một thanh niên mới 20 tuổi lại có thể dùng hai ngón tay chặn đứng đòn tấn công của hắn. Kiếm tốt đấy, chỉ tiếc, người dùng kiếm là rác rưởi. Ngay lúc đó, Trần Bát Hoang lạnh nhạt lên tiếng. Đồng thời, tay kia của anh nắm chặt thành quyền, đấm thẳng vào đầu Mã Viễn, tốc độ như đại bác bắn ra khỏi nòng. Bốp, binh, binh. Sức nặng ngàn cân, tựa Thái Sơn đè đầu. Nhớ cho kỹ, tên của người chết không xứng nói cho tao biết. Đây là lời cuối cùng Mã Viễn nghe được, một giây sau hắn văng ngược ta bên ngoài, trên không trung,
thân thể hắn bay theo một đường cong, chỉ nghe rầm một tiếng, nặng nề rơi huỵch xuống đấy. Cái đầu hắn hoàn toàn biến dạng. Giống như bị cánh cửa kẹp nát, ngũ quan méo mó gãy vụn, đùn lại một chỗ, thất khiếu máu chảy ròng ròng. Hắn chết rồi. Nhưng mà, thân thể vẫn còn đang co giật. Đấy là thông tin cuối cùng mà não bộ hắn truyền tới thân thể. Sợ hãi. Kinh hoàng. Mãi đến khi hồn lìa khỏi xác, thông tin đó mới đến nơi. Vậy nên, sau khi đã chết, thân thể vẫn còn đang run giật, co quắp. Cảm ơn thanh kiếm của mày. Trần Đức vuốt ve thanh phong trong tay. Anh nhận ra, thanh kiếm này khác hẳn những thanh kiếm bình thường khác. Khoảnh khắc hai ngón tay anh kẹp lấy nó, lập tức nảy sinh một cảm giác gắn bó như máu thịt. Linh khí. Bây giờ chẳng lẽ anh còn không biết linh khí là gì nữa sao? Kiếm được đấy, chỉ tiếc, người gì yếu quá, Hàn Vân Sơn, chẳng lẽ thuộc hạ của ông không có ai coi được một chút à? Trần Đức rất không vui. Phải biết là anh rất mong mỏi gặp được đối thủ mạnh, để anh có thể đánh một trận thật đã đời. Chỉ là, buồn cười nhất chính là, nhiều người ra mặt như vậy, thế mà không kẻ nào đáng để anh ra chiêu thứ hai. Nhà họ Hàn ở Giang Bắc, là một gia tộc chỉ cần dẫm chân một cái là có thể khiến cả Giang Bắc run rẩy khiếp sợ. Vậy là thực lực chỉ như thế thôi à? Thật sự khiến anh thất vọng. Phía sau lưng Trần Đức, tám người đưa mắt nhìn nhau, tâm trạng rối bời. Nhìn người thanh niên trước mặt với ánh mắt hoàn toàn khác, giờ phút này rốt cuộc họ cũng hiểu vì sao Trương Thiên Dương muốn bọn họ đi theo, bọn họ quả thật tâm phục khẩu phục ánh mắt của ông ta rồi. Hàn Vân Sơn, không có ai đánh được nữa hả? Hả? Trong biệt thự, gương mặt Trần Bát Hoang hiện lên trong màn hình camera, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy tàn nhẫn, lại vừa như mỉa mai, châm chọc, trên khuôn mặt ngũ quan sáng sủa lếm lem vết máu, thoạt nhìn trông càng dữ dằn. Ông ơi! Làm sao bây giờ, Hàn Tùng càng sợ hãi hơn, ban đầu khi Hàn Công Quyết và chú cung thất bại, hắn chỉ cho rằng đó là việc ngoài ý muốn, không ngờ Trần Bát Hoang lại thực sự mạnh đến như vậy. Bị hắn ta đánh tới trong nhà thật rồi sao? Nếu thật sự bị đánh tới trong nhà, tất cả chắc chắn sẽ chết. Hàn Tùng, gặp chuyện không nên hoảng hốt, chúng ta còn có Giang Đại Sư ở đây mà, Hàn Vân Sơn vốn cũng thoáng chút sợ hãi trong lòng, dù sao ông ta cũng chỉ là một ông già bình thường. Rất bình thường. Gặp một thanh niên có sức mạnh kinh khủng như vậy, nói không sợ là nói dối. Thế nhưng, Giang Hồ Hải ngồi ở chủ vị vẫn thản nhiên như cũ. Chỉ là, ông ta có thể cảm nhận được. Cái chết của Mã Viễn đã chọc giận Giang Đại Sư, dù chỉ là một người bình thường, lúc này ông ta cũng có thể cảm nhận được sát khí tràn ngập bàn ăn. Giang Đại Sư bị động ổ rồi. Trưởng môn đời tiếp theo của phái Không Đồng thực lực đến đâu. Hàn Vân Sơn hiểu rất rõ, trước đây ông ta đã từng nhìn thấy Giang Đại Sư ra tay. Ông ta nhớ mang máng. Đó là một con hổ. Không phải hổ được nuôi trong sở thú. Mà là một con hổ vùng Đông Bắc vừa được bắt về, dã tính còn nguyên vẹn, bản năng tấn công cực mạnh. Chỉ một cú đấm, Giang Hồ Hải gần như chỉ cần một cú đấm. Đã có thể giết chết con hổ hung dữ nọ. Mà, mới chỉ 3 năm trước thôi. Sau 3 năm. Thực lực của Giang Hồ Hải chỉ e đã vượt xa trước đó. Lúc này, ông ta đã nổi sát ý. Hàn Vân Sơn tin chắc, phen này Trần Bát Hoang tuyệt đối không có cơ hội sống sót. Có chuyện rồi, có chuyện là đây đó hả? Giang Đại Sư phì cười, nhìn Trần Đức trong màn hình, cố ý nói, có chuyện mà mấy người nói là hắn đấy à? Giang Hồ Hải ngồi yên tại chỗ, như một bậc cao tăng, nhìn vào màn hình, Trần Bát Hoang đang càng lúc càng tiến gần biệt thự. Vẻ ngoài vẫn bình tĩnh thản nhiên, nhưng trong lòng sát khí cuồn cuộn. Hắn ta chỉ mới hoa tay múa chân một chút, vậy mà đối với các người đã là, có chuyện, rồi sao? Hàn gia chủ, ông đoán thử xem, nếu thằng nhãi này đến trước mặt ta, vậy thì Giang Hồ Hải ta sẽ giết chết nó trong vòng mấy chiêu, ánh mắt Giang Hồ Hải không giấu vẻ khinh thường, kèm theo dữ tợn. Khinh thường, chính là khinh thường thực lực của Trần Bát Hoang. Còn dữ tợn. Là bởi vì Trần Bát Hoang liên tục giết chết hai đệ tử của ông ta, mà một trong số đó là đệ tử có thiên phú võ học cực mạnh mà ông ta kỳ vọng. Điều này khiến cho ông ta cảm thấy cực kỳ mất mặt trước nhà họ Hàn, trước đó ông ta còn mạnh mồm tuyên bố, rằng hai đệ tử này dư sức giết Trần Bát Hoang. Vậy mà chỉ trong phút chốc, hai tên đệ tử tâm đắc cứ thế bỏ mạng. Không chỉ bỏ mạng, mà linh khí thanh phong còn bị đối phương cướp đi. Bất kể ra sao.
ông ta cũng phải giết Trần Bát Hoang. Để trả thù cũng được, để vớt phát mặt mũi cũng được, Trần Bát Hoang đều chắc chắn phải chết. Đổ ực ly rượu Hầu Nhi xuống cổ họng, ly rượu giống trong tay Giang Hồ Hải bất giác nát bét, ngay sau đó ông ta nhẹ nhàng mở tay ra, trong lòng bàn tay chỉ còn bột thủy tinh mịn trắng xóa. Giang Đại Sư, tôi không phải người học võ, không thể đoán được, Hàn Vân Sơn là một con cáo giả, không phải ông ta không biết, mà là ông ta muốn để Giang Hồ Hải tự mình nói ra. Thực lực của hắn vừa rồi chẳng qua chỉ là hậu kỳ võ sư mà thôi, còn ta, đường đường là bán bộ tông sư. So với ta, hắn chỉ như một con kiến hôi đứng trước voi dữ, hoàn toàn chênh lệch. Giang Hồ Hải bật ngón tay. Một chiêu, không, chỉ cần nửa chiêu thôi, ta có thể biến hắn thành một con chó chết. Đại sư thật uy dũng, Hàn Tùng kích động, có đại sư ở đây, hôm nay nhất định sẽ được chứng kiến Trần Bát Hoang gục ngã, ha ha ha. Giang Đại Sư đúng là bậc anh hùng hào kiệt, trên dưới nhà họ Hàn hôm nay đều trông cậy cả vào Giang Đại Sư, nghe Giang Hồ Hải nói như vậy, tảng đá trong lòng Hàn Vân Sơn rốt cuộc cũng nhấc xuống. Giang Hồ Hải không nói gì. Ông ta đang chờ đợi. Chờ đợi Trần Bát Hoang đẩy cửa biệt thự bước vào, nhận lãnh cái chết. Giây tiếp theo. Rầm. Cửa biệt thự được đúc bằng hợp kim nguyên khối đột nhiên rung lên, hai cánh cửa vốn đang khép chặt bị một cú đá hất toang ra. Rầm. Cánh cửa tung lên trời, nhắm hướng bàn ăn rơi xuống. A. Giang Đại Sư cười nhạt, vung tay lên. Khoảnh khắc cánh cửa gần chạm vào bàn ăn, lại bị một chiếc đũa hất ra. Văng rầm vào một góc trên mặt đất. Cùng lúc, Trần Đức xuất hiện ngay cửa lớn. Sau lưng anh là 8 người khiêng hũ cốt, lặng lặng nối gót không một tiếng động. Cộp, cộp, cộp. Anh chậm rãi bước từng bước vào trong biệt thự. Bàn chân dẫm lên sàn đá cẩm thạch sạch như ly như lau, thậm chí còn phản chiếu ánh sáng, bước chân đều đặn theo nhịp điệu đều đều vang lên. Trần Bát Hoang, thực lực của cậu không tồi, Hàn Vân Sơn nhìn Trần Đức, tùy tiện nói, tiếc là, cậu lại chọc vào nhà họ Hàn, ông trời đã định sẵn, thế gian này có những gia tộc mà đám kiến hôi như các cậu không thể dây vào được đâu. Ha 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 Trần Bát Hoang, mày tưởng mình là người học võ thì trâu bò lắm à? Tưởng rằng mày có thể bước vào phòng khách nhà này là giỏi lắm rồi, Hàn Tùng cũng mỉa mai, Giang Hồ Hải Giang Đại Sư của núi không đồng đang ở đây, mày chẳng qua chỉ là con sâu cái kiến, có thể bị dẫm chết bất cứ lúc nào, có hiểu không hả? Trần Đức khoát tay, 8 người đằng sau buông hũ cốt xuống, lạnh lùng nói. Mày nói đúng, có một số người không phải loại con sâu cái kiến có thể chọc vào được, cho nên. Ngày hôm nay, cũng chính là ngày chết của mày, cùng toàn bộ nhà họ Hàn các người. Người trẻ tuổi, đừng kiêu ngạo như vậy. Giang Đại Sư tự tay rót một ly rượu, chậm rãi nhấp một ngụm, cậu quả thực không tệ, tuổi tác mới ngoài 20 thôi phải không? Ở tuổi này mà chỉ thiếu bán bộ nữa là có thể trở thành Đại Sư đã là rất giỏi rồi, hoặc có thể nói. Rất hiếm. Xem như là thiên tài trong giới võ lâm, nhưng, cậu không nên kiêu ngạo như vậy, cũng không nên giết hai đồ đệ của ta. Vẻ mặt Giang Hồ Hải thờ ơ, Trần Bát Hoang đã là con cá trên thớt. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị giết thịt, cho nên ông ta không hề hoảng loạn, cũng không vội. Nếu như hai người đồ đệ của ta không chết, có lẽ ta có thể giữ lại mạng của cậu, để cậu làm đồ đệ của ta, thiên tài mà. Dù sao thì trước khi trưởng thành cũng phải khiêm tốn một chút mới tốt. Giang Hồ Hải ta cũng xem như là bậc tiền bối, nếu ta ra tay với một người trẻ tuổi như cậu, chuyện này bị truyền ra ngoài sợ là người ta sẽ nói ta bắt nạt cậu. Như này đi. Ta cho cậu hai sự lựa chọn, một là quỳ xuống dập đầu xin lỗi ta trước, sau đó để Hàn Tùng và gia chủ nhà họ Hàn đánh cậu một trận, đánh đến khi bọn họ cảm thấy hả giận, xong chuyện sẽ cho cậu chết một cách thoải mái. Còn lựa chọn thứ hai, chính là ta đích thân ra tay, chỉ có điều, vì để tránh chuyện người khác nói ta bắt nạt cậu, ta sẽ chỉ dùng một tay, Hơn nữa, sẽ nhường cậu 3 chiêu. Trong lời nói của Giang Hồ Hải toàn là sự cuồng ngạo. Lúc 40 tuổi ông ta đã đạt được cấp bán bộ tông sư, ông ta vốn có tính kiêu ngạo, ngay cả một số lão tông sư khi nhìn thấy ông ta cũng phải nể mặt 3 phần. Nhưng từ đầu đến cuối, Trần Bát Hoang đều không xem ông ta ra gì, bây giờ ông ta đang nghĩ sau khi Trần Bát Hoang quỳ xuống thì sẽ tra tấn anh như thế nào. Nên dùng chân dẫm lên mặt anh, khiến mặt anh ma sát với mặt đất hay để anh dùng lưỡi liếm sạch bụi trên giày ông ta, hay là dùng hết cả hai cách này đây? Dù sao, nếu là một người khôn ngoan, khi nhìn thấy ông ta,
cảm nhận được nguồn linh lực đang dâng trào trong cơ thể ông ta thì đều biết nên chọn thế nào. Trần Đức không lên tiếng đáp lại, anh nhấc chân, từng bước đi về phía Giang Hồ Hải. Giang Hồ Hải vẫn đang uống rượu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, Trần Bát Hoang đi về phía này, đây là chuyện trong dự liệu, ông ta nhẹ giọng nói, gia chủ Hàn, ông thấy chưa, ta đã nói rồi hắn không phải vấn đề gì lớn cả, lúc nãy hắn kiêu ngạo như vậy, bây giờ không phải vẫn đi về phía ta, sắp quỳ xuống dập đầu sao? Hai người đã nghĩ xong làm thế nào để hành hạ hắn chưa? Đương nhiên là nghĩ xong rồi, Hàn Vân Sơn còn chưa kịp lên tiếng, Hàn Tùng đã kích động nói, tôi muốn hắn ngồi xổm dưới người tôi, ăn phân tươi roi rói nóng hổi mà tôi thải ra. Sằng bậy, Hàn Vân Sơn mắng, Giang Đại Sư đang uống rượu, sao có thể nói ra những lời kinh tởm như vậy? Lần sau chú ý chút. Không sao, người luyện võ có chuyện gì là không chịu được, Giang Hồ Hải lãnh đạm nói, có điều, cách này thật sự rất hay. Khoảng cách giữa Trần Bát Hoang và ba người họ ngày càng gần. Giang Hồ Hải bất giác ngồi thẳng lưng, nở nụ cười tự mãn, ra dáng một vị bề trên, sẵn sàng nghênh đón màn quỳ gối dập đầu của đối phương. Đôi chân của ông ta đã chuẩn bị tư thế dẫm lên đầu và mặt của Trần Đức, dẫm đạp mặt anh một trận dã man, nếu không ông ta làm sao xứng đáng với hai đệ tử đã chết và thể diện đã mất của ông ta. 5 giây sau, Trần Bát Hoang đã đi đến trước mặt Giang Hồ Hải. Một đôi mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ông ta. Đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau quỳ xuống, Giang Hồ Hải nhẹ giọng nói, thần thái ngạo mạn, cao cao tại thượng. Ồ, Trần Đức hờ hững đáp lại một tiếng. Ngay sau đó, anh giơ nắm đấm lên cao. Không lên tiếng, không báo trước, cú đấm này đã tập hợp gần như toàn bộ sức mạnh của Trần Đức. 1,5 tấn. Không, không chỉ 1,5 tấn. Sức mạnh của thể xác, cộng với sức mạnh của linh lực trong người anh. Cùng với sức mạnh của toàn bộ cơ thể đều tập hợp lại trên nắm đấm, sức mạnh của một đấm này ít nhất phải nhân 2 lên. Sức mạnh của 3 tấn. Sức mạnh của 3 tấn, cuồng bạo, hung tợn và dồn dập, ngay cả một chiếc xe tải cũng sẽ bị đánh bay bởi cú đấm này. Giây tiếp theo. Giang Hồ Hải vốn đang ngồi vững vàng trên ghế như một con chó giả đợi Trần Bát Hoang quỳ xuống thì lúc này sắc mặt ông ta bỗng tối sầm. Nguy hiểm. Ông ta cảm giác được một sự nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt, cực kỳ đáng sợ. Nắm đấm của Trần Bát Hoang không lớn, nhưng ông ta lại có cảm giác giống như một ngọn núi khổng lồ đang đổ về phía ông ta, thậm chí ông ta cảm thấy không khí và không gian xung quanh đều bị cú đấm này làm cho biến dạng, trở nên méo mó. Trong phút chốc, tất cả lông tơ trên người ông ta đều dựng đứng. Không thể không nói, quả thực là ông ta sở hữu một thiên phú tu võ nhất định, gần như ngay lúc đó. Bản năng chiến đấu đã khiến ông ta giơ nắm đấm lên hướng về phía Trần Đức. Đó là phản ứng duy nhất ông ta có thể làm. Nếu đổi lại là người khác, chẳng hạn như cấp bậc võ giả của Tống Bình và Mã Viễn thì căn bản không thể làm được trong tình huống đột ngột như này. Ông ta có thể phản ứng đã là cực kỳ tốt rồi. Khoảnh khắc tiếp theo. Trong đại sảnh nguy nga tráng lệ đột nhiên vang lên một tiếng nổ. Bụp. Choang. Hai nắm đấm chạm vào nhau. Ly rượu trên bàn ăn vỡ tan tành, đồng thời đèn trần cũng gần như nổ tung. Mảnh vụn thủy tinh rơi xuống đất. Ở bên cạnh, hai ông cháu Hàn Vân Sơn và Hàn Tùng dường như đã bị một đòn đả kích nào đó, một làn sóng kỳ lạ xuất hiện trên da thịt của bọn họ, như thể bị đẩy mạnh một phát, khiến bọn họ bất giác phải lùi lại 2 bước. Còn Giang Hồ Hải, người mà bọn họ luôn gọi là Giang Đại Sư, lúc này càng thảm hơn, với cấp bán bộ tông sư của ông ta. Sức mạnh có thể vung ra trong lúc đường đột cũng chỉ là 1 tấn mà thôi. Mặc dù, trong lúc cấp bách có thể phản ứng như vậy thì đã là rất tốt của rất tốt rồi. Đáng tiếc, đây không phải là một cuộc thi, cũng không phải là một cuộc giao lưu hữu nghị. Đây là một trận chiến sinh tử. So với sức mạnh của Trần Bát Hoang, sức mạnh của ông ta nhỏ hơn 3 lần, vừa đúng 3 lần. Ông ta bị cuốn trong vòng xoáy của sức mạnh kia. 5 ngón tay và các khớp xương tay đều bị đánh tan tành, thịt trên cánh tay của ông ta dường như đã bị máy xay nghiền nát, xé vụn ra từng ly từng tí, một luồng sức mạnh còn sót lại dồn vào cơ bắp, kinh mạch và xương cốt dọc theo cánh tay của ông ta. A! À, Giang Đại Sư bất giác hét lên một tiếng, ngay sau đó một ngụm máu đỏ phun ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai chân bủn rủn, lảo đảo lùi về phía sau, cho đến khi sát mép tường mới có thể dừng lại. Không! Sao lại thế này? Giang Hồ Hải kinh hãi tột đột,
Ông ta nhìn chòng chọc về phía Trần Đức, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi cùng kinh ngạc, thở liên hồi, hơi thở nặng nề, tim đập loạn, hoảng sợ đến cùng cực. Sao, sao có thể mạnh như vậy? Ông ta không dám tin, sức mạnh của cú đấm đó hoàn toàn đè bẹp ông ta, tuy lúc nãy ông ta vội vàng đánh trả, nhưng... cho dù nghiêm túc thì ông ta cũng chắc chắn không phải là đối thủ của anh. Sao lại như vậy được? Hơn 20 tuổi, sao lại có thể có được sức mạnh như vậy? Lẽ nào, tên này là một trong số đám yêu nghiệt kia? Không, không thể nào. Những tên yêu nghiệt đó không thể nào đến thế tục được. Giang Hồ Hải là bán bộ tông sư, chỉ thiếu bán bộ nữa là có thể trở thành tông sư, còn thanh niên trước mặt này, một thanh niên tuổi đời còn trẻ mà đã là cao thủ cấp tông sư rồi. Tông sư hơn 20 tuổi. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến Giang Hồ Hải bất giác run sợ. Ông ta vốn dĩ rất kiêu ngạo và tự tin, trong mắt ông ta, Trần Bát Hoang chỉ là một con kiến, cho dù có lợi hại hơn chút thì cũng chỉ là một con kiến lớn mà thôi. Lúc trước ông ta khoác lác rằng chỉ với nửa chiêu là có thể khiến Trần Đức mất mạng. Nhưng thực tế là, đối phương chỉ mới xuất một chiêu đã hạ gục ông ta, hạ gục hoàn toàn. Sau khi trải qua cú đấm này, sự kiêu ngạo, tự tin và điềm tĩnh của ông ta đã hoàn toàn mất sạch, cú đấm đó đã đẩy tuyến phòng ngự tâm lý của ông ta xuống vực thẳm. Bất khả chiến bại. Đây là đánh giá hiện tại của ông ta về Trần Bát Hoang. Lúc này ông ta mới nhận ra, con kiến thực sự, rác rưởi thực sự, không phải là Trần Bát Hoang, mà là chính bản thân ông ta. Tông sư, một tông sư mới ngoài 20 tuổi. Trước đó, ông ta hoàn toàn không dám nghĩ. Giang Hồ Hải ngồi một xó ở góc tường, trong lòng kinh hãi vô cùng, còn Hàn Vân Sơn và Hàn Tùng đứng một bên càng thêm ngẩn người, cả hai ngồi dưới đất run bần bật. Hàn Tùng sợ đến nỗi tè cả quần. Giang Hồ Hải, Giang Đại Sư, trưởng môn tiếp theo được nội bộ không đồng quyết định, vậy mà lại bị đánh bại. Đã nói là đánh một tay, nhường ba chiêu. Bây giờ lại bị đánh bại bởi một cú đấm. Đoàng đoàng đoàng. Trong đầu bọn họ giống như có tiếng sấm rền vang, hai ông cháu hoàn toàn sững sờ, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Biết trước Trần Bát Hoang sắp đến. Bọn họ tưởng là đã chuẩn bị đầy đủ, chính vì sự tự tin này nên bọn họ đã không hề gọi cảnh sát, chứ đừng nói đến việc gọi những người còn lại trong nhà họ Hàn đến đây. Suy cho cùng, Trần Bát Hoang đến đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hàn Vân Sơn chỉ gọi một mình Hàn Tùng đến xem, để hắn chút giận và báo thù. Chỉ là, không ngờ. Hiện thực lại trái ngược như vậy. Rõ ràng là Giang Hồ Hải rất mạnh mẽ, 3 năm trước, một con hổ dữ cũng bị ông ta giết chết chỉ với một cú đấm. Bán bộ tông sư, tìm khắp Giang Bắc này, cường giả mạnh như vậy cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà Giang Hồ Hải lại chính là người tài ba nhất trong số này, tiếng tăm vang dội, vốn luôn kiêu ngạo, tự tin và liều lĩnh. Nhà họ Hàn, chính là nhờ có hơn 100 võ giả cùng với sự hỗ trợ của ông ta nên mới có thể giữ vững trạng thái hưng thịnh trong lúc lão tổ của nhà họ Hàn bế quan. Một người bá đạo như vậy, sao .sao có thể bị đánh bại được chứ? Hàn Vân Sơn ngồi bệt trên mặt đất, vẻ mặt bất an hoảng loạn, cả người như già đi chục tuổi. Một đấm của Trần Bát Hoang đã đánh bại không chỉ một mình Giang Hồ Hải. Anh đã đánh bại sự tự tin của nhà họ Hàn, cũng như sức mạnh, tâm trí và linh hồn của Hàn Vân Sơn, ông ta cảm thấy cả nhà họ Hàn có lẽ đã bị cú đấm đó nghiền nát. Không. Vẻ mặt Hàn Vân Sơn cực kỳ tuyệt vọng. Lão tổ của nhà họ Hàn không có ở đây, Giang Hồ Hải đã bị đánh bại. Ai có thể chống lại thanh niên này? Trời ơi, Hàn Vân Sơn tuyệt vọng, trước đây ông ta cực kỳ tự tin, không xem Trần Bát Hoang ra gì. Chỉ là khoảnh khắc này, một đôi mắt già nua đầy tuyệt vọng. Người nhà họ Hàn, rốt cuộc đã chọc phải người nào thế này, ông ta ngồi thử dưới đất, tâm tình phức tạp, vừa hối hận vừa sợ hãi. Tại sao ông ta lại bảo Hàn Tùng đến nhà họ Tống? Tại sao lại để cho tên biến thái Hàn Thái kia đi xử lý Trần Bát Hoang? Tại sao lại ra vẻ trong video, ra vẻ trước mặt Trần Bát Hoang làm gì? Tại sao lại để anh tìm đến tận cửa? Không nên mà. Biết vậy đã chẳng làm. Từ đáy lòng Hàn Vân Sơn dâng lên một nỗi tuyệt vọng vô tận, ông ta thất thần. Lẽ nào, nhà họ Hàn lớn mạnh, nhà họ Hàn được truyền thừa qua nhiều thế hệ, bây giờ thực sự sắp bị tiêu diệt rồi sao? Giang Hồ Hải bị đánh bay, Hàn Vân Sơn và Hàn Tùng ngồi thử trên mặt đất, vẻ mặt khiếp sợ, trong lòng nổi lên từng đợt sóng gió.
Ngược lại, sau khi Trần Bát Hoang đấm xong cú đấm đó, anh không tiến lên nửa bước cũng không lùi lại nửa bước, thân hình cao lớn, đứng thẳng ở chỗ cũ, vẻ mặt lãnh đạm. Như thể mọi thứ đều trong dự tính của anh. Trên thực tế, quả thực là chuyện trong dự tính, thời điểm nhìn thấy Giang Hồ Hải, anh đã có thể thấy được cảnh giới của đối phương. Dùng cảnh giới tu luyện của anh phán đoán, Giang Hồ Hải chẳng qua chỉ mới miễn cưỡng đạt đến cảnh giới ngưng khí hậu kỳ. Khoảng cách giữa hai người là rất lớn, giống như sự khác biệt giữa mây và bùn. Tám người do Trương Thiên Dương phái đến đều kinh hãi không thôi, đêm nay tư tưởng vốn có của bọn họ hết lần này đến lần khác được làm mới, không ngừng bị phá vỡ, rồi lại được làm mới. Vốn nghĩ rằng chuyến đi này chắc chắn sẽ toàn là gió tanh mưa máu, cực kỳ tàn khốc và đầy thử thách. Không thể ngờ nổi là bọn họ chỉ đoán đúng phân nửa. Suốt cả quá trình, thật sự gió tanh mưa máu, tàn nhẫn khốc liệt. Nhưng, khiêu chiến ư, dường như một chút cũng không có. Kể từ lúc bước vào khuôn viên nhà họ Hàn, cho đến lúc đánh gục Giang Hồ Hải, toàn bộ quá trình không quá 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ. Ai mà ngờ được, một thanh niên mới ngoài 20, vậy mà đã một thân bản lĩnh, chỉ trong vòng 5 phút ngắn ngủi đã hoàn toàn phá nát phòng ngự của nhà họ Hàn. Không những vậy, trong suốt quá trình hoàn toàn bẻ gãy, nghiền nát, không ai chống lại nổi, cũng không ai cầm chân được. Lặng phát. Trong biệt thự, không gian tuyệt đối im lặng, Trần Bát Hoang không mở miệng, không ai dám phá vỡ sự im lặng vừa mong manh vừa kỳ dị này. Rốt cuộc. Vài giây sau, Trần Đức nhấc bước, đi về phía Giang Hồ Hải, từ tốn từng bước, đến trước mặt ông ta, nhìn ông ta từ trên cao xuống, cái bóng bao phủ cả người bên dưới. Cậu, muốn gì? Giang Hồ Hải như bị ma ám, con ngươi răng đầy tơ máu, ngửa đầu lên nhìn gương mặt trầm mặc như nước đọng ao tù của Trần Đức. Trong mắt ông ta tràn ngập sợ hãi và cảnh giác. Bây giờ ông ta đã trọng thương, đúng vậy, chỉ một cú đấm đó thôi đã khiến ông ta bị thương nặng. Nếu không phải ngay khoảnh khắc va chạm, Trần Bát Hoang cố tình thu hồi một chút lực đạo, có lẽ lúc này ông ta đã chết rồi. Hiện tại, với tình trạng hoàn toàn bị khuất phục này của ông ta, Trần Bát Hoang có thể tùy ý chà đạp, đùa giỡn với ông ta tuyệt đối không có sức chống trả. Ông ta tâm phục khẩu phục. Ông ta thực sự tâm phục khẩu phục rồi. Ông ta hoàn toàn bị Trần Bát Hoang đánh bại. Ngay lúc này, trong cảm nhận của ông ta, người trước mặt sùng sững như ngọn núi. Ngọn núi khổng lồ không vượt qua nổi. Ông vừa bảo là muốn tôi quỳ xuống, dập đầu nhận lỗi, đúng không? Nhìn xuống Giang Hồ Hải, Trần Đức hờ hững hỏi. Giang Hồ Hải im bặt, lời đó đúng là ông ta nói, không thừa nhận cũng không được, thậm chí ông ta còn muốn chặt đầu lột ra Trần Bát Hoang, coi như quả bóng để chà đạp giày xéo. Ông cho tôi hai lựa chọn, vậy tôi cũng cho ông hai lựa chọn, Trần Đức lạnh nhạt nói, thứ nhất, từ nay về sau, làm nô lệ của tôi. Thay tôi tiêu diệt nhà họ Hàn, thứ hai, bị tôi giết. Ông chọn cái nào? Nhà họ Hàn dù sao cũng là một gia tộc lớn, nếu chỉ giết Hàn Tùng, hoặc Hàn Vân Sơn, tuy có thể khiến nhà họ Hàn chịu ảnh hưởng một thời gian dài. Nhưng mà, nhà họ Hàn vẫn là nhà họ Hàn. Vẫn là nhà họ Hàn chỉ cần dẫm chân một cái sẽ rung chuyển cả vùng Giang Bắc, như vậy tương lai nó vẫn là một mối nguy hại. Nhà họ Hàn rất lớn. Nhưng không phải Trần Đức không thể tự mình tiêu diệt, chỉ là sẽ rất phiền phức. Giang Hồ Hải thì khác, sau lưng ông ta có phái không đồng chống đỡ, nếu ông ta ra tay sẽ tiện hơn anh rất nhiều. Hơn nữa, Trần Đức hiểu rằng, anh cần một trợ thủ mạnh mẽ một chút. Bây giờ xem ra, Giang Hồ Hải là một lựa chọn không tồi. Giọng nói âm u lạnh lùng quanh quẩn bên tai Giang Hồ Hải, trong lòng ông ta rất không cam tâm. Chết, hay là làm nô lệ? Hai lựa chọn, bất kể cái nào ông ta cũng đều không muốn. Nhưng mà, người ta là dao là thớt, ông ta là con cá, ông ta buộc phải chọn lựa. Tôi chọn làm nô lệ cho cậu, tiêu diệt nhà họ Hàn, hồi lâu sau, Giang Hồ Hải mới mở miệng. Chết ư, ông ta không muốn. Ông ta chỉ mới 40 tuổi, trong võ giới, tuổi này chưa phải là già, hơn nữa, với tư chất tu luyện của ông ta, tương lai chắc chắn có thể đột phá thiên địa. Cho nên cũng không quá khó khăn để lựa chọn. Lão tổ nhà họ Hàn không có ở đây, đối với ông ta mà nói, tiêu diệt nhà họ Hàn là việc không khó. Dùng sống chết của một gia tộc đổi lấy tính mạng cho mình, đáng giá quá đi chứ. Còn về phần, làm nô lệ, ông ta tạm thời đi theo Trần Đức vậy. Một bậc tông sư mới ngoài 20 tuổi,
trong thế giới bình thường này, người trẻ tuổi như vậy đạt đến cảnh giới đó, chắc chắn phải hình dung bằng mấy chữ, không thể tin được. Dù là trưởng môn đương nhiệm của phái Không Đồng, cũng không vượt qua nổi. Đi theo một người như vậy, cũng không có gì mất mặt. Chí ít, ngay lúc này, trong mắt ông ta, Trần Bát Hoang giống như một bức tượng thần. Trên người anh tỏa ra một hơi thở chí tôn vô thượng không gì sánh nổi, hơi thở ấy cùng với thực lực cao tuyệt bá đạo kia đủ cho ông ta quy thuận. Giang Hồ Hải bị một cú đấm của Trần Đức làm cho kinh hồn táng đảm. Không, cách đó không xa, Hàn Tùng và Hàn Vân Sơn nghe cuộc đối thoại giữa Giang Hồ Hải và Trần Đức, sắc mặt trắng bệch. Đặc biệt là Hàn Vân Sơn, ông ta như ngừng thở. Ông ta là gia chủ nhà họ Hàn, gánh trách nhiệm lãnh đạo gia tộc, có sứ mạng làm cho nhà họ Hàn kiêu ngạo vững bước, nhưng bây giờ, lại sắp bị tiêu diệt. Ông ta mặt mũi nào đi gặp tổ tiên? Làm sao đối mặt với lão tổ nhà họ Hàn đang bế quan kia? Một cảm giác lạnh lẽo xuyên thấu cơ thể ông ta, trong lòng Hàn Vân Sơn run rẩy sợ hãi, cả người ớn lạnh từng hồi. Giang Hồ Hải là do ông ta mời đến. Hơn nữa, còn là cường giả mà nhà họ Hàn hợp tác mật thiết, giữ mối bền vững suốt mấy năm nay, không tiếc công sức cung phụng, không biết bao nhiêu tiền bạc và tâm huyết nhà họ Hàn đã bỏ ra chỉ để giữ quan hệ hữu hảo với ông ta. Vậy mà hiện tại, ngay lúc này, người mà bọn họ mời đến kia chỉ sau chưa đầy vài phút gặp gỡ Trần Bát Hoang, lại muốn quay đầu lại đối phó bọn họ. Một pha quay xe khốc liệt như vậy, nếu là trước đây, bất kể thế nào Hàn Vân Sơn cũng không thể nghĩ tới. Đối với nhà họ Hàn bọn họ, Giang Hồ Hải có thể nói là nắm trong lòng bàn tay. Mấy năm nay, vì để dựa hơi ông ta, mọi thứ của nhà họ Hàn gần như đều bị vạch trần dưới mắt ông ta, nếu như ông ta thật sự tiêu diệt nhà họ Hàn, vậy chỉ có thể nói rằng, chết chắc. Tuyệt vọng. Hàn Vân Sơn hoàn toàn tuyệt vọng. Còn cháu nội ông ta, Hàn Tùng, đã sợ hãi đến cực độ rồi, hắn quỳ mọp dưới đất không dám cất đầu lên. À! Trần Đức ngoái đầu nhìn lại, thấy hai người nọ, chợt bật ra một tiếng cười khẩy, đây chính là hiệu quả mà anh cần, phải khiến cho người nhà họ Hàn tự trải nghiệm cái gọi là tuyệt vọng, bất lực và sợ hãi. Một khi đã dám ra tay với người nhà, bạn bè, và cả người đàn bà của anh, chỉ có một thứ giác ngộ sau cùng là cái chết, không chỉ phải chết, mà còn phải mang theo sự sợ hãi tột bậc bước về phía cái chết. Cậu Trần! Đột nhiên Hàn Vân Sơn bật dậy, lao đến chỗ Trần Đức, quăng mình xuống nghe phịch một tiếng, quỳ trước mặt anh, cái đầu già nua gắng sức đập binh binh xuống sàn, giọng nói run rẩy, khổ sở cầu xin. Cậu Trần, tôi sai rồi, tôi có mắt như mù, tôi không bằng heo chó, dám chọc giận cậu, van xin cậu hãy tha cho tôi, tha cho nhà họ Hàn, van xin cậu mà, có được hay không? Hàn Vân Sơn rối bời, không ngừng đập đầu xuống đất, trán ông ta nhanh chóng tóe máu, có thể thấy ông ta dùng sức mạnh đến cỡ nào, nặng đến cỡ nào. Binh, binh, binh. Hàn Vân Sơn rất thành khẩn. Càng lúc động tác dập đầu càng nặng nề hơn, tàn nhẫn hơn, chỉ hy vọng người thanh niên trước mắt có thể tha mạng cho ông ta, cho nhà họ Hàn một con đường sống. Cậu Trần, tôi sai rồi, chỉ cần cậu đồng ý tha cho tôi, cho nhà họ Hàn, mọi việc đã xảy ra nhà họ Hàn chúng tôi tuyệt đối không truy cứu, nhà họ Hàn chúng tôi bằng lòng trả cho cậu 100 triệu, không, 10 tỷ, để mua đường sống cho nhà họ Hàn. Tôi cầu xin cậu. Cậu Trần, tôi không thể chết, nhà họ Hàn cũng không thể bị tiêu diệt, một khi lão tổ xuất quan chắc chắn sẽ đi tìm cậu, lúc đó chắc chắn cậu sẽ gặp phiền phức. Vừa nói vừa dập đầu thêm cái nữa. Câu nói vừa rồi của Hàn Vân Sơn có thể nói là hoàn hảo vô cùng, cùng một lúc dùng tiền mua chuộc Trần Đức, mặt khác dùng lão tổ nhà họ Hàn uy hiếp Trần Bát Hoang. Như muốn nhắn nhủ với anh rằng, lão tổ nhà họ Hàn đang bế quan kia. Cực kỳ mạnh. Mạnh hơn Giang Hồ Hải rất nhiều. Nếu tiêu diệt nhà họ Hàn, lão tổ tuyệt đối sẽ không tha cho anh. Rõ ràng, ý tại ngôn ngoại, làm sao Trần Đức lại không nghe ra. Anh hơi khom người xuống, túm tóc Hàn Vân Sơn, giật đầu ông ta ngửa lên, nhìn chằm chằm, ông nhìn đi, hũ cho kia tinh xảo thế nào, đó chính là quà tặng mà tôi đã chu đáo đặt làm riêng cho nhà họ Hàn các người, dùng để đựng cho cốt các người đấy. Người khác không thể. Cũng không xứng được đứng trong đó, chỉ có người nhà họ Hàn là đủ tư cách mà thôi, ông thấy đấy, tôi đã dành cho các người đãi ngộ đặc biệt như thế, chẳng lẽ ông còn chưa hài lòng? Lão già, tôi đã từng nói thế nào, ông sẽ chết còn thảm hại hơn cả Hàn Thái. Lúc ấy ông nói gì nhỉ?
tôi không nhớ rõ cho lắm, chỉ nhớ hình như ông nói rất chờ mong tôi quay lại nhà họ Hàn cơ mà. Bây giờ tôi đến rồi đây này, mục đích là gì, hẳn là ông phải hiểu rõ chứ, đúng không? Vậy mà bây giờ, ông lại muốn tôi tha cho ông, bộ tôi không cần mặt mũi à? Giọng Trần Bát Hoang đều đều, nhẹ như lông ngỗng, từ lúc đến nhà họ Hàn, anh vẫn giữ nguyên giọng điệu như thế, vô cùng bình thản, như thể đang nhàn nhã trò chuyện lông gà vỏ tỏi, chuyện cửa chuyện nhà. Nhưng mà, lời nói thản nhiên ôn hòa như vậy lại chẳng khác gì lời xét xử, tuyên án và phán quyết của thần chết, có nghe cũng không thấy chút cảm xúc nào, ngôn từ lạnh nhạt, nhưng lại tràn ngập sát ý. Không hề có bất cứ cơ hội thương lượng lại, hay cơ hội quay đầu nào. Trần Đức chính là loại người như vậy. Khi anh muốn giết người, muốn trả thù, không ai chống lại nổi. Dù là quá khứ hay hiện tại cũng đều như thế. Người không đụng ta, ta không dụng người. Nhưng nếu người đã phạm đến ta, vậy thì chưa chết chưa thôi. Hàn Vân Sơn quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn gương mặt trẻ tuổi, ung dung điềm đạm, lại không thiếu bá đạo ngông cuồng của Trần Đức. Gương mặt ấy giờ phút này, trong mắt ông ta lại không khác gì ma quỷ, tử thần. Khiến cho ông ta sợ hãi vô hạn, sợ hãi vô cùng tận. Hàn Vân Sơn đã 60-70 tuổi đời, nhưng từ lúc sinh ra đến giờ chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như thế. Một kẻ lọc lõi già đời như ông ta vốn phải bình tĩnh, hiểu thấu sự đời mới đúng, nhưng hiện tại lại lạnh run lẩy bẩy, thấp thỏm lo âu. Tôi biết rồi. Ánh mắt Hàn Vân Sơn tối lại, ông ta hiểu, ngày hôm nay ông ta chắc chắn phải chết. Ông ta đành chịu. Cậu Trần, cậu muốn tôi chết, thì thôi cũng đành, tôi bằng lòng, thậm chí tôi có thể tự sát, nhưng tôi mong cậu hãy tha cho nhà họ Hàn chúng tôi, chỉ cần cậu buông tha nhà họ Hàn, trước khi chết tôi sẽ giao đủ tiền cho cậu, đồng thời ra lệnh cho người nhà họ Hàn sau này nếu gặp cậu cũng như nhìn thấy tổ tiên, coi cậu là chủ nhân lớn nhất. Giọng Hàn Vân Sơn mang theo cầu xin thành khẩn. Ông ta muốn dùng tính mạng của mình, cùng với việc khuất phục, hòng đổi lấy con đường sống cho nhà họ Hàn. Con người già nua nhìn Trần Đức, ánh nhìn tha thiết, khao khát cháy lòng, cậu Trần, điều kiện này. Có được không, tôi van xin cậu. Không thể. Trần Đức kiên quyết đáp, vô cùng dứt khoát, vô cùng lạnh lùng, hoàn toàn cắt đứt ý nghĩ của Hàn Vân Sơn. Đối với kẻ địch, xưa nay anh chưa từng rủ lòng thương hại. Nếu đổi lại lúc này tù nhân là anh chứ không phải Hàn Vân Sơn, anh tin Hàn Vân Sơn cũng sẽ không tha cho anh không có khả năng sống sót rời khỏi nhà họ Hàn. Thương hại kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân. Hàn Vân Sơn im lặng, không biết nói gì để đáp lại, ông ta vốn cho rằng, chỉ là mình chọc giận Trần Bát Hoang, vậy thì chỉ cần ông ta chết, thêm nữa là trả cho Trần Bát Hoang số tiền lớn kia, thì anh sẽ bỏ qua, cho nhà họ Hàn một con đường sống. Dù sao, Trần Bát Hoang thực sự quá mạnh, lúc này anh đã hoàn toàn nắm phần thắng, thời gian sắp tới, ít nhất trước khi lão tổ nhà họ Hàn xuất quan, chắc chắn sẽ không ai trong nhà họ Hàn tìm anh để rước phiền toái. Nhưng không ngờ, Trần Bát Hoang hoàn toàn không mảy may có ý tha cho nhà họ Hàn. Ông ta thở dài một hơi. Hàn Vân Sơn hiểu. Sau tối nay, nhà họ Hàn sẽ biến mất. Hoàn toàn biến mất. Nhà họ Hàn vốn chiếm ưu thế tuyệt đối. Từ nay về sau sẽ trở thành lịch sử của Giang Bắc. Hàn Vân Sơn tuyệt vọng, trong lúc đó, Hàn Tùng vẫn quỳ mọp trên mặt đất, đầu chôn vào cơ thể run lẩy bẩy, một câu cũng không dám nói, chỉ hận một nỗi mình không thể tàng hình để không ai chú ý đến. Phụp! Không để cho Hàn Vân Sơn thêm cơ hội nào nữa, Trần Đức rút kiếm thanh phong trong tay ra, giơ lên, chém xuống. Kiếm thanh phong! Như một ngọn gió! Một đường chém xuống! Đầu Hàn Vân Sơn từ trên cổ lăn lông lốc xuống, máu tươi phun ra, trên mặt đất bê bết máu, vô cùng khó chịu. Có điều, Trần Đức từ đầu đến cuối mắt cũng không hề chớp, lãnh đạm nhìn hết thảy, lạnh lùng không gì sánh được. Dám động đến Tử Hàm, đó chính là chạm đến vảy ngược của Trần Đức, không ai được phép động tới em gái của người anh em đã vì anh mà chết, không một ai. Hàn Vân Sơn có chết cũng không hết tội. Người kia, giao cho các người đấy. Trần Đức thoáng nhìn Hàn Tùng run lẩy bẩy dưới đất, hất hàm với 8 người Trương Thiên Dương gọi đến. Hàn Tùng chỉ là một người bình thường. Hai người dễ lối 8 người bước ra đi đến chỗ Hàn Tùng, trong tay mỗi người đều cầm một thanh trường kiếm sắc bén. Không, đừng mà. Hàn Tùng trợn to hai mắt, điên cuồng giày giụa, đừng mà, Trần Bát Hoang, tôi bằng lòng làm trâu làm ngựa, cầu xin anh, tha cho tôi,
tha mạng chó này cho tôi đi mà, làm ơn, cầu xin anh. Được không? Phục. Hàn Tùng còn chưa dứt lời, một thanh trường đao đã đâm vào bụng hắn. Hắn trợn tròn mắt, không đến 3 giây đã ngã lăn ra đất. Chuyện kế tiếp giao cho ông, có vấn đề gì không? Trần Đức liếc nhìn Giang Hồ Hải. Cậu chủ cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm thật tốt, đảm bảo khiến cậu hài lòng. Giang đại sư vội vàng hành lễ với Trần Đức, thái độ sợ hãi xen lẫn vài phần thành khẩn. Cậu chủ, Trần Đức nhíu mày, xưng hô này là để ông gọi à? Giang Hồ Hải sợ run, cuống quýt nói, chủ nhân. Đem đầu Hàn Vân Sơn treo ở nơi cao nhất trong biệt thự, để ông ta tận mắt nhìn thấy nhà họ Hàn bị diệt, Trần Đức thấp giọng nói, nhớ kỹ, hũ cho cốt kia cũng không được lãng phí. Chủ nhân yên tâm, tôi nhất định sẽ thiêu rụi toàn bộ thi thể của bọn họ, hũ cho cốt của cậu chắc chắn sẽ tràn đầy cho người nhà họ Hàn, Giang Hồ Hải bổ sung, giao cho tôi, đảm bảo khiến cậu hài lòng. Chủ nhân, Giang Hồ Hải dừng lại một thoáng rồi nói tiếp, diệt nhà họ Hàn không khó, dù sao thì hiện tại bọn họ chỉ còn một vài võ giả thấp kém, có điều. Lão tổ nhà họ Hàn, Hàn Huyền Tông hiện không biết đang bế quan ở đâu, thực lực của lão già kia mạnh hơn tôi rất nhiều. Nếu ngày sau lão ta xuất quan, biết được nhà họ Hàn bị diệt ắt sẽ trả thù, chủ nhân, cậu nên sớm có chuẩn bị. Đây là chuyện lớn, mấy năm trước, Hàn Huyền Tông đã mạnh hơn ông ta rất nhiều. Những năm này còn dốc lòng tu luyện, không biết hiện tại đã đạt đến trình độ nào rồi. Nhà họ Hàn có thể đi đến ngày hôm nay, ngoại trừ có võ giả thủ hộ, không thể không kể đến thực lực mạnh mẽ của Hàn Huyền Tông. Giang Hồ Hải không thể không nhắc nhở Trần Đức. Tôi chờ lão ta xuất hiện. Trần Đức vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, không ai đoán được trong lòng anh nghĩ gì, chỉ thấy anh vung tay ném thanh phong cho Giang Hồ Hải, kiếm của ông, trả lại cho ông. Cái này. Giang Hồ Hải vội khom lưng, thuộc hạ không dám. Chủ nhân, đây là thứ cậu lấy được bằng thực lực, nó vốn nên thuộc về cậu. Linh khí hạ phẩm mà thôi, trong tay ông sẽ càng hữu dụng hơn, Trần Đức sớm đã nhìn ra phẩm cấp của thanh kiếm này, tuy nhiên. Một món linh khí hạ phẩm không có quá nhiều tác dụng đối với anh. Sau đó, Giang Hồ Hải tiếp nhận thanh phong. Ông ta vô cùng cảm kích. Đối với ông ta, linh khí hạ phẩm đã là chí bảo. Không ngờ Trần Bát Hoang có thể đưa ông ta món bảo vật như vậy. Được rồi, những người này là người của tập đoàn bất động sản Thiên Dương đến từ thành phố Tần. Ông dẫn theo bọn họ đi tiêu diệt nhà họ Hàn. Những thứ mà tập đoàn Thiên Dương có thể tiếp nhận thì để bọn họ xử lý, hiểu không? Sau khi giải quyết xong chuyện bên này, ông đến thành phố Tần tìm tôi. Chủ nhân, cậu yên tâm. Giang Hồ Hải hiểu rõ, đám người này đến là để giám thị ông ta, đồng thời, một ít tài sản nhà họ Hàn cũng chính là thù lao bọn họ được nhận khi đi cùng Trần Bát Hoang. Nghĩ đến đây, ông ta thầm hâm mộ. Tuy nhiên, hiện tại nhà họ Hàn là do ông ta dẫn đầu đi diệt, hiển nhiên ông ta có thể chiếm không ít lợi lộc từ đó. Vì muốn thể hiện sự trung thành với Trần Đức, Giang Hồ Hải bèn lấy điện thoại ra, không đến 10 phút, dựa trên danh nghĩa của ông ta, một đám võ giả cấp bậc bán bộ đại sư đã được điều đến từ Không Đồng, bắt đầu tiến hành càn quét nhà họ Hàn. Còn Trần Đức thì đã lên máy bay tư nhân rời khỏi Giang Bắc. Sau khi tắm rửa, thay quần áo, anh liền đi ngủ, để phục vụ anh, tốc độ của máy bay đã được hạ xuống mức thấp nhất, thế nên lúc đến thành phố Tần đã hơn 9 giờ sáng. Thành phố Tần. Sáng sớm. Trương Thiên Dương đã có mặt ở sân bay chờ đợi, suốt cả đêm qua, ông ta không hề ngủ. Dù sao thì trận này chẳng khác nào đánh bạc, quyết định tương lai nhà họ Trương cùng với sống chết của chính ông ta. Khi biết được Trần Đức chỉ dùng vài phút để càn quét toàn bộ nhà họ Hàn, đồng thời cũng an toàn quay về điểm xuất phát, Trương Thiên Dương sợ ngây người, mãi một lúc lâu sau vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Ông ta quả thật không dám tin. Cho đến khi cấp dưới cho ông ta nhìn thấy thi thể người nhà họ Hàn chất như núi, Trương Thiên Dương mới tiếp nhận sự thật này. Cùng với đó, cảm giác cực vui sướng trào lên từ tận đáy lòng. Ông ta đã thành công rồi. Toàn bộ nhà họ Trương không chỉ chiếm được lợi ích lớn sau chuyện này, mà quan trọng hơn hết chính là từ nay về sau, ông ta và Trần Đức sẽ là người trên cùng một chiếc thuyền. Cũng có nghĩa là, Trần Đức chính là hậu thuẫn cực lớn của nhà họ Trương. Một người có thể dùng vài phút là có thể tiêu diệt nhà họ Hàn trở thành hậu thuẫn của nhà họ Trương, chỉ nghĩ đến đó thôi đã khiến Trương Thiên Dương vô cùng kích động. Sau khi bình tĩnh lại, trước hết, ông ta dẫn theo quan hổ đích thân đến sân bay nghênh đón, đồng thời còn chuẩn bị một bữa tiệc xa hoa để chào mừng anh. Cậu Trần,
máy bay hạ cánh, cửa cabin vừa mở ra, vóc sáng cao lớn của Trần Đức xuất hiện. Trương Thiên Dương tỏ vẻ cung kính và sùng bái tiếp đón, chúc mừng cậu Trần chiến thắng trở về. Đã khiến ông vất vả đi một chuyến rồi, Trần Đức cũng không bất ngờ khi thấy Trương Thiên Dương đích thân ra đón, lúc ở trên máy bay đã có người sớm thông báo với anh. Không vất vả, không vất vả, cậu Trần không chỉ là ân nhân cứu mạng của tôi, mà còn là ân nhân của cả nhà họ Trương, đón cậu vốn là chuyện nên làm, Trương Thiên Dương đứng bên cạnh Trần Đức, luôn có cảm giác trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh, khiến ông ta có hơi khiếp đảm, cậu Trần, tôi đã chuẩn bị tiệc ăn mừng đợi cậu về. Tiệc ăn mừng thì không cần đâu. Trần Đức cũng không thích mấy thứ lòe loẹt này, bèn dứt khoát từ chối. Sau trận chiến ở nhà họ Hàn, anh cảm thấy mình cần phải đột phá, nên quyết định về nhà tu luyện thật tốt. Trương Thiên Dương khựng lại một chút, không có và cũng không dám miễn cưỡng, được, cậu Trần, không phải trước đó cậu có nói muốn đấu giá một món đồ cổ sao? Tôi đã sắp xếp một buổi đấu giá rồi, cậu xem lúc nào có thời gian thì báo để tôi tổ chức. Ngày mai đi, Trần Đức nói. Được. Trương Thiên Dương đích thân sắp xếp người đưa tiễn Trần Đức, dõi theo bóng lưng anh, ông ta nói với Quan Hổ, ông đích thân đi Giang Bắc một chuyến, mấy tên đi ngày hôm qua đánh đấm cũng không tệ, thế nhưng chuyện kinh doanh thì mù tịt. Nhà họ Hàn bị diệt, giới kinh doanh Giang Bắc chắn chắn sẽ náo loạn một thời gian, ông nhân cơ hội này đi chia một miếng bánh ngọt, nhớ lấy, có thể lấy được bao nhiêu thì lấy, chớ miễn cưỡng. Phía Giang Bắc vẫn còn một vài công ty bản địa. Tôi hiểu, Quan Hổ không chút chần chừ, lập tức lên máy bay tư nhân đi đến Giang Bắc. Về đến nhà, việc đầu tiên Trần Đức làm chính là bắt đầu nấu thuốc, luyện chế phục nhan đan. Đồng thời, tranh thủ thời gian chờ thuốc chín, một lần nữa vận chuyển âm dương kinh, tiến vào trạng thái tu luyện. Ngưng khí, vận khí, đây là hai tiểu cảnh giới đầu tiên trong tu hành, hiện tại, Trần Đức đã đến cảnh giới vận khí đỉnh phong. Anh tự tin 100% có thể đột phá vận khí, đạt đến tiểu cảnh giới thứ ba hóa khí. Một khi bước vào hóa khí mới xem như chính thức nhập môn tu hành, bởi vì ba tiểu cảnh giới đầu tiên được gọi chung là giai đoạn thứ nhất, luyện khí kỳ. Có điều bởi vì là giai đoạn nhập môn nên tầng này được chia nhỏ. Nói tóm lại, một đại cảnh giới này tu hành xoay quanh linh khí trong cơ thể, từ ngưng kết cho đến vận dụng, sau đó là hóa khí xuất thể. Thỏa mãn ba điều kiện này mới xem như chính thức trở thành một người tu hành cấp nhập môn. Cảnh giới hóa khí có thể xem như luyện khí hậu kỳ. Trước mắt đã biết võ giả mạnh nhất Hoa Hạ chính là tông sư, mà vận khí đỉnh phong cũng tương đương với cấp bậc tông sư, vậy há chẳng phải đạt đến hóa khí là có thể trở thành vô địch rồi sao? Trần Đức thầm nhủ, không ngờ võ giả và người tu hành lại có chênh lệch lớn như vậy, anh rất muốn biết hiện tại ở Hoa Hạ có hay không người mạnh như anh. Hoặc là mạnh hơn so với anh. Vận chuyển âm dương kinh, linh khí toàn thân chảy xuôi, cảm giác cực kỳ thoải mái, dễ chịu trào dâng, lúc này, Trần Đức bắt đầu xung kích cảnh giới hóa khí. Sau đúng 9 tiếng, Trần Đức mới mở mắt ra. Khoảnh khắc vừa mở mắt, trong mắt anh lóe lên tia sáng. Tia sáng tán đi, thoạt nhìn, anh không có bất kỳ thay đổi nào, có điều. Lúc này, anh duỗi một ngón tay ra, điểm về phía trước. Một luồng khí trắng từ ngón trỏ của anh đột nhiên lao ra. Rầm. Cách đó không xa, tủ quần áo cao to thình lình xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Đây chính là hóa khí xuất thể ư. Trong mắt Trần Đức lóe lên tia mừng rỡ, có thể bắn linh khí trong cơ thể ra ngoài, so ra còn mạnh hơn người có súng ngắn nữa đấy. Nếu như lại gặp đám người Hàn Thái trước đó đã bắt cóc Tống Ngư Yên, anh có tự tin có thể giải quyết chúng một cách dễ dàng. Sẽ không giống như trước. Bị uy hiếp mà không thể làm gì được. Đương nhiên, Trần Đức hiểu rõ, ý nghĩa chân chính của cảnh giới hóa khí cũng không phải là hóa khí xuất thể, mà đó chỉ là một trong những điểm đặc thù của nó mà thôi. Cái quan trọng nhất, có ích cho người tu hành là một đặc điểm khác. Cơ thể bất hoại. Đúng vậy. Sau khi đến hóa khí, trừ phi Trần Đức tự nguyện cởi bỏ phòng ngự, nếu không thì binh đao tầm thường tuyệt đối sẽ không thương tổn được anh. Dù có cầm dao chém lên người anh cũng không để lại dù chỉ một vết đỏ. Đó chính là hóa khí, hoặc nói là điều đặc biệt của luyện khí kỳ đỉnh phong. Không chỉ thế, sau khi bước vào cảnh giới hóa khí, sức mạnh cơ thể cũng sẽ tăng lên một cấp bậc khác. Lúc này, lực tay của Trần Đức đã đạt đến 8.000 kg, so với 1.500 kg lúc trước phải nói là hơn 5 lần.
Không biết lão tổ nhà họ Hàn mạnh bao nhiêu, ánh mắt Trần Đức lóe lên tia hưng phấn, trái lại, anh rất mong chờ ông ta mau xuất hiện. Xèo. Nồi áp suất trên bếp ga đột nhiên lay động, Trần Đức vội đứng dậy, mở nó ra, đã trích xuất xong nguyên liệu chế tạo phục nhan đan, bước tiếp theo chính là đúc đan. Đối với Trần Đức, quá trình này cũng không khó, tuy nhiên, anh không sử dụng toàn bộ nguyên liệu để chế thành phục nhan đan, mà chỉ làm 18 viên. Những nguyên liệu còn lại đã được xử lý sơ qua, và đặt trong những cái lọ nhỏ. Cộc cộc cộc. Ngoài cửa, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, Trần Đức mở cửa, thấy có hai sĩ quan đứng bên ngoài. Một nam một nữ. Một trong số đó là Hình Tông Đài. Hôm nay, Hình Tông Đài không mặc thường phục, mà khoác trên mình quân trang, trên vai là phù hiệu sao năm cánh đại biểu cho chức thiếu tướng của ông ta. Cô gái đứng bên cạnh cũng mặc một thân quân trang, tư thế oai hùng, một gạch hai sao, là trung úy. Cấp bậc của hai người này khác biệt, nhưng màu sắc quân hàm lại không giống nhau, cái của nữ quân nhân kia có hơi đặc biệt. Một gạch kia không phải đường thẳng tắp, mà là một con rồng màu vàng lấp lánh. Xuất thân là binh vương, sao Trần Đức không biết biểu tượng này chứ? Nó không thuộc về ba chủng hải quân và lục quân, mà đại biểu cho bộ phận đặc biệt. Sự tồn tại của bọn họ là để chuyên môn điều tra một vài sự kiện mang tính chất bí ẩn, ly kỳ. Trịnh trọng như vậy à, có ý gì, Trần Đức kỳ quái hỏi. Hoàng gia, vị này chính là thiếu úy bộ phận đặc biệt của Hoa Hạ, Tưởng Sơ Linh, cô ấy muốn gặp cậu có việc, Hình Tông Đài nói. Ồ, vậy à, bộ phận đặc biệt điều tra đến chỗ tôi rồi à, Trần Đức nhướng mày, liếc mắt nhìn Tưởng Sơ Linh. Cô nàng này có vóc dáng không tệ, độ khoảng 20 mấy tuổi, vẻ ngoài xinh xắn, một thân quân trang có vẻ hơi rộng, nhưng vẫn không cách nào che lấp được dáng người nóng bỏng của cô ta. Trong lúc Trần Đức dò xét Tưởng Sơ Linh thì cô ta cũng đang đánh giá anh. Ấn tượng đầu tiên là vẻ ngoài tạm ổn, thoạt nhìn có hơi lười biếng, tùy tiện, không hề có một chút tinh thần của người đã từng là quân nhân. Có lẽ 3 năm lao tù đã thay đổi tính cách của anh ta. So với Trần Bát Hoang thanh danh hiển hách, đã nhiều lần lập chiến công trong tưởng tượng của cô ta thì phải nói là chênh lệch rất lớn. Tóm lại, người đối diện mang đến ấn tượng đầu tiên cho Tưởng Sơ Linh không quá tốt. Vào đi. Trần Đức đem mấy bộ quần áo trên ghế sofa ném sang một bên, ngồi thoải mái. Hình Tông Đài thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Trần Đức, Tưởng Sơ Linh không ngồi mà vẫn giữ tư thế nghiêm, sau đó lấy một phần tài liệu từ trong cặp công văn ra, đưa đến trước mặt Trần Đức, anh xem thứ này trước đi. Chập Đức cầm tập tài liệu kia lên, phía trên có đóng dấu quân sự chuyên dụng, ngoài ra còn có một vài tấm ảnh. Là ảnh chụp hiện trường anh giết người ở nhà họ Tống và Hàn Viên. Trần Bát Hoang, anh là một người lính, có lẽ anh hiểu rất rõ nguyên tắc của quân nhân, đó chính là bảo vệ một phương an bình, anh mới đến thành phố Tần có mấy tháng mà đã gây ra 2 vụ án thế này, không cảm thấy mất hết thể diện của quân nhân sao, Tưởng Sơ Linh quát hỏi, giọng cô ta lạnh như băng. Hình Tông Đài khẽ giật mình, mày cau lại, trước khi đến, ông đã từng căn dặn Tưởng Sơ Linh nói chuyện khách sáo một chút, nhưng không ngờ đối phương vẫn cứng nhắc như cũ. Trần Đức đặt tài liệu trên tay xuống ghế sofa, không chút để tâm nói, Trần Bát Hoang này làm người không cần một cô nhóc như cô dạy dỗ. Anh, Tưởng Sơ Linh nhíu mày, cô ta chỉ nhỏ hơn Trần Đức có 3 tuổi mà thôi, vậy mà lại bị gọi là cô nhóc, bèn không phục nói, Trần Bát Hoang, anh là võ giả, đúng. Cục cảnh sát Hoa Hạ không thể bắt anh, nhưng anh đừng quên, anh từng là quân nhân, những đồng đội đã hy sinh của anh cũng là quân nhân, nhiệm vụ của quân nhân chính là bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn một. Nếu cô muốn tiếp tục nói với tôi những chuyện này, vậy thì mời về cho, Trần Đức lười biếng ngả người ra ghế sofa, lên tiếng đánh gãy lời của Tưởng Sơ Linh, anh phát hiện cô nàng này rất thích rong dài, tìm tôi có chuyện gì thì nói thẳng ra, tôi không có thời gian nghe cô lải nhải. Quân nhân ư? Đúng, anh từng là một người lính. Bảo vệ Tổ quốc, gìn giữ một phương, liên tục chấp hành những nhiệm vụ gian khổ và nguy nan. Nhưng, đồng đội của anh, người phụ nữ của anh, họ đã chết như thế nào? Anh bảo vệ Tổ quốc, sao không ai giúp anh bảo vệ anh em cùng người yêu? Hơn 10 năm trôi qua, Trần Bát Hoang đã trải qua rất nhiều chuyện. Anh muốn làm gì, làm như thế nào, trong lòng đều sáng tỏ, không cần người khác phải chỉ dạy. Trung úy, cô chỉ cần biết, đời này, Trần Bát Hoang tôi làm việc chưa từng có lỗi với lương tâm là được, không cần phải giải thích với bất kỳ ai. Đôi môi đỏ mọng của Tưởng Sơ Linh khẽ nhếch,
á khẩu không biết nên đáp lại thế nào. Lần này cô ta đến đây là có nhiệm vụ, nếu cứ thế bị đuổi về thì làm sao báo cáo kết quả công tác đây? Tuy trong lòng không thoải mái, nhưng cô ta chỉ có thể thu hồi những lời phê phán với Trần Đức, Trần Bát Hoang, hai vụ án mà anh gây ra đã thành công khiến cho bộ phận đặc biệt và cục 9 chú ý. Cấp trên muốn tôi hỏi anh có bằng lòng gia nhập bộ phận đặc biệt, một lần nữa ra sức vì Hoa Hạ hay không? Nếu như không muốn, Tưởng Sơ Linh còn chưa nói hết câu, Trần Đức đã dứt khoát từ chối, thái độ vô cùng quyết đoán và lạnh lùng. Mười mấy năm qua, anh đã ra sức vì Hoa Hạ nhiều rồi, tự nhận không phụ lòng Tổ quốc, một khi trở thành nhân viên chính phủ, có một số việc sẽ bị bó tay bó chân, hiện tại, cái anh cần chính là tự do tuyệt đối. Anh không muốn nghe thử đãi ngộ à, hàng mày xinh đẹp của Tưởng Sơ Linh cao lại, ấn tượng của cô ta về Trần Bát Hoang ngày càng tệ. Anh ta dựa vào cái gì mà kiêu ngạo như vậy? Không muốn, Trần Đức lắc đầu, còn có chuyện gì khác nữa không, nếu không có thì. Cô có thể đi được rồi. Được, Tưởng Sơ Linh nói, cấp trên nói, nếu anh không muốn gia nhập chính phủ cũng được, thế nhưng, anh ra tay với người nhà họ Hàn tại Hàn Viên, không bao lâu sau bọn họ sẽ tìm đến cửa. Đến lúc đó, nếu không chịu nổi áp lực, anh có thể tìm tôi, chỉ cần gia nhập chính phủ, chúng tôi sẽ bảo vệ anh. Ồ, đột nhiên, Trần Đức mỉm cười. Cấp trên thì thế nào? Tốt nhất đừng nên chọc giận anh, nếu không, dù có là người lãnh đạo Hoa Hạ thì anh cũng sẽ không khách sáo. Không ngại nói cho cô biết, tối hôm qua, nhà họ Hàn đã bị tôi diệt tộc, Tôi đã ra tay ở Giang Bắc đấy. Chắc có lẽ tay của cấp trên cô không duỗi đến Giang Bắc được đâu nhỉ. Cái gì? Tưởng Sơ Linh ngẩn người, kế đó cô ta bật cười, ha ha. Trần Bát Hoang, anh thật đúng là khoác lác không biết ngượng, anh có biết họ Hàn ở Giang Bắc là thế nào không? Anh tưởng một gia tộc truyền thừa mấy đời, chiếm giữ Giang Bắc có thể dễ dàng bị diệt bởi khoác lác thôi à? Nhà họ Hàn là tồn tại như thế nào? Tuy Tưởng Sơ Linh không làm việc ở Giang Bắc, nhưng cô ta vẫn biết rất rõ về con quái vật khổng lồ kia. Một gia tộc thâm căn cố đế không phải nói diệt là có thể diệt, tuy rằng chính phủ Hoa Hạ đã từng rất nhiều lần muốn làm suy yếu thế lực của bọn họ, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, nên đến cuối cùng vẫn đành từ bỏ. Hiện tại, một tên nhóc mới 20 mấy tuổi như Trần Bát Hoang lại nói đã diệt nhà họ Hàn. Tưởng Sơ Linh phát giác cái tên này đúng là tự cao tự đại, chỉ đi lính có vài năm mà đã khoác lác như vậy sao? Cô ta cảm thấy rất buồn cười, đồng thời càng thêm thất vọng với vị binh vương này. Cô ta lấy danh thiếp từ trong cặp tài liệu ra, nói bằng giọng điệu có phần châm chọc, nếu khoác lác có thể diệt được nhà họ Hàn thì không biết bọn họ đã bị diệt bao nhiêu lần rồi, ha ha. Trần Bát Hoang, tôi cũng không có thời gian dài dòng với anh, tóm lại, đây là danh thiếp của tôi, nếu có một ngày nào đó bản thân khó bảo toàn thì hãy tìm tôi, phía chính phủ có thể bảo vệ anh, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là khi đó anh còn đủ tư cách để gia nhập chính phủ. Tưởng Sơ Linh đã hoàn toàn mất hứng thú với Trần Đức, một tên tự cao tự đại, ngông cuồng, khoác lác không đáng để cô ta lãng phí quá nhiều thời gian, bởi vì loại người này đều có một đặc điểm chung là chết sớm. Không tiến, Trần Đức phất phất tay, một cô nhóc tính tình trẻ con mà thôi, anh vốn không thèm chấp nhặt, bèn phất phất tay tiễn khách. Hoàng gia, ngại quá, đám người trẻ tuổi này không có kiến thức. Tôi cũng chỉ nhận lệnh từ cấp trên nên mới đưa cô ta đến đây, Hình Tông Đài đứng dậy, tỏ vẻ áy náy nói. Dù gì thì Tưởng Sơ Linh cũng là người do ông đưa đến, kết quả cô ta chẳng những nhắc tới chuyện cũ của Trần Đức, còn lên tiếng châm chọc, cả quá trình khiến Hình Tông Đài sợ phát run, lo lắng Trần Đức nổi giận. Nói gì đi nữa thì 2-3 năm trong ngục, gần như không ai dám nhắc đến quá khứ trước mặt người thanh niên này. Bởi lẽ một khi đề cập đến ắt phải gánh chịu một trận lôi đình. Cũng may, tính tình của Hoàng gia hiện tại đã tốt lên rất nhiều. Không sao, còn trẻ như vậy mà đã có thể vào được bộ phận đặc biệt, chắc hẳn cô ta có chỗ hơn người, cao ngạo một chút cũng là chuyện bình thường, Trần Đức tỏ vẻ không sao cả, bởi vốn dĩ anh cũng không để trong lòng. Nếu vậy, tôi đi trước, có chuyện gì thì cậu cứ liên hệ với tôi. Đồng chí, Hình Tông Đài sải bước đuổi theo ra ngoài, đi đến bên cạnh Tưởng Sơ Linh. Nếu như sau này cô còn tiếp xúc với Hoàng gia, hy vọng cô có thể khách sáo một chút. Cách làm của cô hôm nay không thỏa đáng cho lắm, khiến tôi cảm thấy rất khó chịu, có biết không? Xin lỗi, tôi thực sự không kiềm chế được, Tưởng Sơ Linh thở dài, cô ta cũng không muốn thế này,
nhiệm vụ cấp trên giao cho cô ta là phải cố gắng kéo Trần Bát Hoang về phía phe cánh hoa hạ. Một là vì trước đây anh đã từng đi lính, hai là vì anh chắc chắn là người tài giỏi nhất trong số những võ giả hiện tại. Cô ta vốn tưởng là như vậy, chỉ là sau khi gặp mặt, khoảng cách so với những gì cô ta tưởng tượng quá lớn. Cho nên không kiềm chế được muốn ra oai phủ đầu một chút. Không ngờ, thanh niên đó không những không giống quân nhân mà thậm chí còn thích khoác lác. Ông cũng thấy rồi đấy, không phải tôi quá đáng mà là tại anh ta quá khoác lác, Tưởng Sơ Linh nghiêm túc nói, ông không thấy lời anh ta nói quá nực cười sao? Tiêu diệt nhà họ Hàn, ha ha, Hình Tông Đài im lặng, nhất thời không đáp. Thấy ông không nói gì, Tưởng Sơ Linh sốt sắng nói, tôi thật không hiểu, người như vậy mà ông cũng gọi là hoang gia, thiếu tướng, tuy rằng quân hàm của ông cao hơn tôi. Nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở ông một chút, tránh xa loại người kiêu ngạo này đi, tiếp xúc nhiều sẽ xui xẻo đấy. Nói xong, Tưởng Sơ Linh bước lên chiếc xe quân sự trước mặt. Hình Tông Đài sửng sốt một lúc, ông không ngờ bản thân lại bị một cô bé dạy dỗ, cảm giác khá bất lực. E là người kiêu ngạo không phải là hoang gia, mà là cô đấy, Tưởng Sơ Linh. Hình Tông Đài đã không nói những lời này, sau nhiều năm lăn lộn, ông đã hiểu sâu sắc một đạo lý. Nếu không phải người khác yêu cầu thì đừng tùy tiện dạy dỗ hay nhắc nhở đối phương, nếu không thứ bạn nhận được sẽ không phải là lòng biết ơn mà là sự phản cảm. Rõ ràng, Tưởng Sơ Linh không hề hiểu đạo lý này. Hoang gia khoác lác sao? Hình Tông Đài lẩm bẩm một mình, sau đó cũng bước lên xe. Hoang gia có rất nhiều khuyết điểm, chuyện gì cũng có thể làm phải làm đến cùng, nhưng có một chuyện mà anh sẽ không bao giờ làm, đó chính là dùng mạng người nói láo, khoác lác. Mặc dù Hình Tông Đài cũng cảm thấy chuyện nhà họ Hàn bị tiêu diệt thật khó mà tin được. Nhưng, hoang gia nói là bị tiêu diệt rồi, vậy thì nhất định, chắc chắn 100% là bị tiêu diệt rồi. Trong xe, điện thoại di động quân đội của Tưởng Sơ Linh đột nhiên vang lên, khi nhìn thấy cái tên trên màn hình, cô ta liền chỉnh lại đồng phục, sau đó mới nghe điện thoại, tham mưu trưởng Cao. Sơ Linh, cô gặp được Trần Bát Hoang chưa? Nếu chưa gặp được thì quay về trước đã. Điều một vài người đến Giang Bắc. Giang Bắc? Tưởng Sơ Linh giật mình, đi Giang Bắc làm gì? Người bên kia do dự một lúc, nói, hôm qua lúc nửa đêm, Giang Bắc có một vụ án, nhà họ Hàn. Bị diệt vong trong một đêm. Gì cơ? Tay của Tưởng Sơ Linh run lên. Nhà họ Hàn? Thực sự bị diệt tộc rồi. Cô ta có thể không tin những gì Trần Bát Hoang nói, nhưng tham mưu trưởng tuyệt đối sẽ không lấy chuyện này ra nói đùa với cô ta. Tưởng Sơ Linh bất giác hỏi, thiên tai hay là? Thiên tai, Sơ Linh, cô nghĩ nhà họ Hàn có thể bị thiên tai xóa sổ chỉ trong một đêm sao? Đừng nói là chúng ta, cho dù lần này tuyên bố với mọi giới bên ngoài là vì thiên tai thì e là chẳng có ai tin cả. Chuyện này đã bị người khác đăng tải lên mạng, không bao lâu nữa chắc chắn sẽ bùng nổ. Thành phố Tần, trong văn phòng cục 9. Cao Sĩ Long, đã ngoài 50 tuổi, nhìn chằm chằm vào thông tin trên màn hình máy tính. Sắc mặt đanh lại. Chuyện này, quá lớn. Nó xảy ra quá đột ngột, quá bất ngờ. Đối với thông tin trên mạng, người của Cục An ninh mạng đã bắt đầu cắt liên lạc với các phương tiện truyền thông lớn từ việc im lặng, xóa bài viết và cố gắng hết sức để ngăn chặn sự việc lan rộng. Nhưng, bọn họ căn bản không thể đè tin tức xuống được. Các bài viết trên mạng đều liên quan đến sự diệt vong của nhà họ Hàn, chỉ số tìm kiếm, chỉ số duyệt web đều tăng theo cấp số nhân trên mỗi giây. Đè xuống không được, phải làm thế nào? Chỉ có thể không đè nữa. Nếu không, người ta sẽ nhận ra nhà nước đang âm thầm kiểm soát thông tin, chuyện này cũng sẽ mang lại một số ảnh hưởng tiêu cực. Trước mắt, cách duy nhất là tìm phương pháp điều tra càng sớm càng tốt, sau đó đưa ra một lời giải thích cho công chúng. Manh mối duy nhất lúc này là một chiếc hũ cho cốt. Thi thể của người nhà họ Hàn đều bị hóa thành tro rồi gói ghém trong đó. Nhớ kỹ, ngay khi đến Giang Bắc, hãy đi điều tra xem ai là người tạo ra chiếc hũ đó. Ngoài ra, điều tra những gì đã xảy ra với nhà họ Hàn trong khoảng thời gian này, tại sao lại bị diệt tộc và ai đã làm chuyện đó. Chuyện này thật sự quá lớn, liên quan đến quá nhiều, nhà họ Hàn không chỉ liên quan đến người thường mà còn liên quan đến võ giả, hơn nữa không chỉ đơn giản là thế lực võ giả, trong gia tộc này còn có rất nhiều thế lực võ giả đã đầu tư. Các quan chức không chỉ phải đưa ra lời giải thích cho những người bình thường, mà còn phải đưa ra một lời giải thích cho những võ giả này. Sơ Linh, cô sao vậy? Cao Sĩ Long cau mày,
đối phương đột nhiên im lặng một hồi, trực giác nói cho ông ta biết có chuyện gì đó không ổn. Phía trên xe quân sự, Tưởng Sơ Linh im lặng. Nhà họ Hàn bị tiêu diệt rồi. Mà còn là do người nào đó làm. Trong đầu cô ta bất giác nghĩ đến người đàn ông có ngoại hình khá ổn, vẻ mặt thờ ơ và hơi luộm thuộm. Lẽ nào anh ta không hề khoác lác, thực sự là anh ta? Không, không thể nào. Suy nghĩ này chỉ tồn tại trong chốc lát, sau đó lập tức bị Tưởng Sơ Linh gạt bỏ. Trùng hợp, nhất định chỉ là một sự trùng hợp. Sao có thể dùng sức mạnh của một người mà tiêu diệt nhà họ Hàn được? Bất luận là về mặt nào cũng cực kỳ không khoa học. Anh ta từng là một quân nhân. Chắc chắn có một mạng lưới tình báo nổi tiếng. Có lẽ anh ta chỉ nhận được tin tức trước mà thôi. Tưởng Sơ Linh nghĩ như vậy. Sơ Linh, cô còn nghe đó không? Đầu dây bên kia, giọng nói của Cao Sĩ Long lại vang lên, suy nghĩ của Tưởng Sơ Linh trở về hiện thực. Tham mưu trưởng, tôi đây, ông nói tiếp đi. Cô sao vậy? Cao Sĩ Long nghi ngờ hỏi. Không sao, tôi chỉ đang nghĩ rốt cuộc là ai mà lại có bản lĩnh lớn như vậy, có thể tiêu diệt nhà họ Hàn chỉ trong một đêm. Đúng thế, ai có bản lĩnh lớn như vậy? Nếu như lão già kia của nhà họ Hàn biết được tin tức thì không biết hậu quả sẽ như thế nào. Cao Sĩ Long cũng thở dài, được rồi, nói đến đây thôi, tôi còn có chuyện cần phải xử lý. Đề phòng một số kẻ có ý đồ lợi dụng chuyện này mà thêm dầu vào lửa, cô lập tức điều người đến Giang Bắc để hỗ trợ bọn họ hoàn thành điều tra ngay. Vâng, thưa tham mưu trưởng. Cuộc nói chuyện giữa hai người lọt vào tai hình tông đài không sót một chữ. Ông vô cùng cạn lời, sự thật bày ra trước mắt lại không tin, cứ nằng nặc muốn tự mình đi điều tra một phen, đây không là đang kiếm chuyện sao? Có điều, chuyện này thật sự khó mà tin được, hình tông đài cũng không có ý định nhắc nhở Tưởng Sơ Linh, chỉ ngồi một bên không nói lời nào. Như Cao Sĩ Long đã nói, chuyện nhà họ Hàn bị tiêu diệt quá lớn, nên dù chính phủ tự mình ra tay cũng không thể giấu được. Sau mấy tiếng lên men, cuối cùng cũng hoàn toàn lộ ra trước mặt dân chúng. Vài trang báo ở Giang Bắc đồng loạt đưa tin, đưa một số hình ảnh ở hiện trường kèm theo những câu chữ miêu tả sinh động để kiếm trác lượt xem, ăn theo dư luận. Thoáng chốc, trên Internet đều ồn ào nhốn nháo. Ai chẳng biết nhà họ Hàn ở Giang Bắc chứ? Nhà họ truyền cả mấy đời, vậy mà cứ thế. Biến mất. Rốt cuộc là ai mà có bản lĩnh lớn như vậy thế? Ngay cả nhà họ Hàn cũng có thể tiêu diệt. Ác ghê, nghe nói trong sảnh nhà họ Hàn đặt một hũ cho cốt to đùng đựng cho cốt của cả trang viên luôn. Đù, không phải chứ. Tối qua tôi đang đánh răng ở nhà thì vô tình thấy một người dẫn theo vài người khiêng hũ cho cốt đi trên đường Thiên Hào. Hừ, người anh em, cậu cứ phét đi, chỉ vài người mà đòi diệt nhà họ Hàn á. Trên mạng bàn tán sôi nổi. Vô số cư dân mạng đều cảm thấy hết sức chấn động, cùng đoán rốt cuộc thì nhà họ Hàn đã đắc tội với người nào và ai lại tàn nhẫn như vậy. Đương nhiên, trong số đó cũng có vài người bịa đặt kiếm chuyện, ngay cả vài trang báo vì muốn ké phêm mà nói sằng nói xiên cũng bị phía chính phủ lập tức can thiệp. Bọn họ đều bị khóa tài khoản do hôm nay bị bên official tố cáo. Chỉ cho phép nói sự thật, còn lời đồn thì cấm tuyệt đối. Tài khoản ban chính phủ đã đăng một bài tỏ vẻ sẽ đứng về phía sự thật, không cho phép bất cứ lời đồn nào xuất hiện. Các cơ quan chức năng sẽ cùng nhau giám sát những tin tức đó, để ngừa có người giáp tâm làm một số chuyện khác. Trên Internet đã sớm nổ tung trào. Trần Đức cũng không biết những điều đó, anh rất ít lên mạng, thậm chí còn không có cả một số phần mềm giao tiếp. Có điều, anh lại nhận được một cú điện thoại do Giang Hồ Hải gọi tới, chủ nhân, tôi đã tìm được người mà cậu bảo rồi. Cử người đưa bà ấy đến thành phố Tần ạ. Tạm thời không cần, nghĩ cách đưa bà ấy ra nước ngoài đi, đợi qua cơn sốt rồi đón về. Vâng. Tại nhà họ Tống, Tống Ngữ Yên nằm trên giường, mấy ngày qua cô ấy đã trải qua rất nhiều chuyện, cộng thêm nỗi sợ ngày hôm qua, cơ thể có hơi rã rời. Thế nên, hôm nay, cô ấy cũng không có đến công ty. Nằm trên cái giường to bự, bộ đồ ngủ màu trắng phác họa lên dáng người mềm mại thướt tha. Lúc này, ánh mắt cô ấy đang nhìn chằm chằm vào một loạt tin tức đang duyệt. Nhà họ Hàn đã thật sự bị tiêu diệt. Khỏi nói Tống Ngữ Yên cũng biết được là ai làm, lòng cô ấy có chút rối ren, hai hàng mày như lá liễu nhíu lại, trông lại toát lên một nét đẹp khác. Nhà họ Hàn bị diệt, chuyện này ầm ĩ như vậy, nếu sự thật bị lan ra thì Trần Bát Hoang sẽ thế nào? Có phải là sẽ gặp rắc rối? Còn người mẹ không chút ấn tượng của cô ấy nữa, không biết có còn sống không?
tên Trần Bát Hoang này làm việc cũng bộp chộp quá. Khi Trần Đức nói muốn tiêu diệt nhà họ Hàn, Tống Ngữ Yên chỉ tưởng là anh tức mới nói thế, nên cũng chẳng để trong lòng. Ai ngờ, sau một đêm lời nói ấy đã trở thành sự thật. Giờ tình cảm của cô ấy với Trần Đức đã trở nên cực kỳ phức tạp. Biết rõ những việc Trần Đức làm đều vì mình, nhưng cô ấy vẫn cứ cảm thấy tên đó làm mà chẳng biết nghĩ gì hết. Nhà họ Hàn bị tiêu diệt đấy, nhưng hậu quả sau đó thì sao? Ai chịu đây? Chỉ một Trần Đức, lẽ nào có thể ngăn cản được sự điều tra của nhà nước sao? Hơn nữa, nhà họ Hàn cũng không phải là dễ tiêu diệt như vậy. Diệt được trong nước, nhưng còn nước ngoài thì sao? Hay là những người chưa xuất hiện, ví dụ như cái người có trong tài liệu do bố để lại Hàn Huyền Tông lão tổ nhà họ Hàn? Phải biết rằng, đó chính là một người cực kỳ quan trọng. Tống Ngữ Yên giơ tay bóp trán, lo lắng muốn chết, cũng không biết rốt cuộc để Trần Bát Hoang ở lại bên cạnh mình là tốt hay xấu. Tinh, tinh, bỗng di động chợt đổ chuông, một tin nhắn xuất hiện trên màn hình. Đã tìm được mẹ em rồi, anh đã cử người đưa ra nước ngoài, sau cơn sốt sẽ đón bà ấy về sum họp với em. Người gửi tin là Trần Bát Hoang. Tống Ngữ Yên nhìn nội dung tin nhắn mà sửng sốt, sau đó trong mắt hiện lên vẻ biết ơn. Hừ, Trần Bát Hoang, đừng tưởng rằng làm chút chuyện ấy là có thể xóa bỏ sai lầm do hành động ngu ngốc đó của anh. Tống Ngữ Yên lẩm bẩm một câu, nhắm mắt lại, bắt đầu nghĩ xem sắp tới phải làm sao. Dần ra, cô ấy chợt ngủ mất lúc nào không hay, khóe miệng khẽ nhếch, trên gương mặt lạnh lùng lộ ra một nụ cười trong trẻo, xinh đẹp đã biến mất từ lâu. Này, Bát Hoang, cậu có thể giúp tôi một chuyện không? Diêm Thanh Nhã và Diêm Mộng bỗng dưng đến nhà Trần Đức. Người nói chuyện là Diêm Thanh Nhã, ánh mắt cô ta nhìn về phía Trần Đức lập lòe vẻ đưa tình. Mà con gái cô ta đứng cạnh lại lộ ra vẻ mặt khó chịu. Chị Diêm, có gì chị cứ nói đi, Trần Đức cười nói. Chẳng phải con gái tôi tốt nghiệp rồi sao, nên muốn đi tham gia một buổi hẹn với bạn, còn chọn ở nơi như Thiên Hương Kiều. Đã trễ thế này, tôi lo lắng con bé đi một mình, vì vậy mới muốn cậu đi cùng, được không, Diêm Thanh Nhã ngại ngùng nói. Trần Đức nhìn Diêm Mộng, hiển nhiên có vẻ cô ta cũng chẳng mấy vui vẻ gì. Nếu anh bận thì thôi, tôi có thể đi một mình, quả nhiên, Trần Đức còn chưa đáp, Diêm Mộng đã nháy mắt với anh, ý là mong anh đừng đồng ý. Có điều, Trần Đức lại như không nhìn thấy, mặt mày không chút để ý, vô tội nói, tôi không sao, đúng lúc đang rảnh, chị Diêm, chị yên tâm, cứ giao Tiểu Mộng cho tôi là được. Trần Đức có thể từ chối sao? Đương nhiên là không rồi. Dù sao, ở một mặt nào đó thì giờ Diêm Mộng hẳn đã được coi như con gái của anh. Anh nói gì cơ, Diêm Mộng trừng Trần Đức, ai là con gái anh chứ? Mẹ coi anh ta kìa. Khụ, ý anh là con gái của chị Diêm thì chăm sóc chút cũng là điều nên làm. Trần Đức ho khan một tiếng, xấu hổ ghê. Gò má Diêm Thanh Nhã ửng đỏ, ngại ngùng thầm liếc anh, Mộng Mộng, Bát Hoang cũng không phải cố ý. Được rồi. Con muốn đi Thiên Hương Kiều thì mẹ cũng không cản, nhưng con phải để Bát Hoang đi theo, nghe không? Vâng, Diêm Mộng buồn bực bất lực nói với Trần Đức, anh sửa soạn chút rồi 10 phút sau chờ tôi ở dưới lầu. Cô ta nói xong bèn xoay ngoài ra cửa, Diêm Thanh Nhã xin lỗi nói, con nhóc Tiểu Mộng kia cứng đầu vậy đấy. Nghe nói gần đây Thiên Hương Kiều hơi rối loạn, Bát Hoang, phiền cậu chăm sóc con bé nhé. Chị cứ yên tâm giao cho tôi đi. Chụt! Trần Đức vừa nói xong, Diêm Thanh Nhã bỗng kiếng mũi chân, khẽ hôn lên môi anh một cái, gương mặt đỏ ửng nói, thấy ghét, đây là thưởng cho cậu đó. Sau này khi ở trước mặt con gái tôi, cậu đừng có mà lỡ lời đó. Ban nãy chỉ là ngoài ý muốn thôi, Trần Đức nhún vai. Bát Hoang, tôi nghe nói có người theo đuổi Tiểu Mộng, cậu phải coi chừng kỹ dùm tôi, coi có thích hợp không? Được, vậy tôi đi về trước nhé. Trần Đức chộp lấy cánh tay Diêm Thanh Nhã, cô ta thuận thế ngã vào lòng anh, nũng nịu nói, sao? Nhóc xấu xa, muốn hử. Cho chị cái này, Trần Đức làm lơ câu mời lộ liễu của cô ta, trong tay lập tức xuất hiện một viên phục nhan đan, ăn nó, sẽ đẹp hơn đó. Cái gì vậy, Diêm Thanh Nhã cầm lấy phục nhan đan, đen thui, Nhưng lại rất thơm, thứ này có thể ăn hả? Đương nhiên, nó tên là phục nhan đan, bị thương ăn có thể khỏi. Không bị thương thì có thể khiến người ta đẹp hơn. Còn có tốt hơn cả collagen, acid hyaluronic, lan kim đang nổi trong ngành công nghiệp mỹ phẩm gấp mấy lần đó. Trần Đức tự tin nói,
quan trọng nhất là nó do tôi tự tay luyện ra. Cái gì? Diêm Thanh Nhã bật cười, nháy mắt nói, em trai bát hoang này, em đùa chị đấy hử? Lẽ nào thứ này là mấy cái loại như, sung sướng đan, kích thích đan? Không muốn thì trả tôi, Trần Đức đỡ chán, người phụ này suốt ngày nghĩ gì thế không biết. Anh giả vờ định lấy lại đan dược. Muốn, sao lại không muốn được, Diêm Thanh Nhã né đi nói, lần tới đến nhà tôi nhé, tôi ăn rồi chờ cậu. 10 phút sau, Trần Đức đúng hẹn đi xuống dưới lầu, gặp Diêm Mộng. Diêm Mộng đã đổi một bộ đồ khác, trang điểm xinh đẹp nhẹ nhàng. Tục ngữ có câu người đẹp vì lụa, vốn có vẻ ngoài cũng được, chỉ hơi trang điểm xíu, cộng thêm chiếc váy xinh xắn, kết hợp với đôi giày cao gót 5cm đã khiến cô ta trở nên xinh đẹp, trưởng thành. Diêm Mộng kế thừa dáng người hoàn mỹ của Diêm Thanh Nhã, chiếc váy dài có chút kín đáo, nhưng vẫn không che được cặp bưởi trước ngực, khe núi sâu hun hút, vòng eo thon thả. Tuy cặp đùi không ngon bằng Tống Ngư Yên, nhưng cũng đẹp hơn rất nhiều người, trắng trẻo mịn màng, khiến người ta không kiềm nổi muốn sở thử. Chắc hẳn em cũng được coi như hoa hậu giảng đường ở trong trường nhỉ, Trần Đức ghẹo, đây là lần đầu tiên thấy em mặc đẹp như vậy đó. Anh định mặc thế đến quán bar với tôi hả? Diêm Mộng nhìn bộ đồ đơn giản của Trần Đức, có chút cạn lời, đã bảo anh ta sửa soạn đi mà kết quả vẫn chẳng khác gì hết trơn. Có vấn đề gì sao? Trần Đức nói, đây là bộ đồ đắt nhất của tôi đó. Được rồi. Diêm Mộng bó tay, ghét bỏ nói, nhớ lấy, bạn của tôi đều khá là có tiền, lát nữa đừng có nói lung tung đó. Với lại, dù mẹ bảo anh đi theo tôi, nhưng anh cũng không được xen vào nhiều, biết chưa? Ok, ok, Trần Đức nhún vai, anh cũng không định xen vào nhiều. Mộng Mộng. Khi hai người đang nói chuyện với nhau thì một chiếc BMW chạy đến từ xa, rồi dừng lại trước mặt cả hai, ngại quá, tôi đến trễ rồi. Trên xe là một chàng trai mặc đồ hiệu, cũng xấp xỉ Diêm Mộng, khoảng 21 tuổi. Không sao, Thiếu Dương, em cũng vừa đến thôi, Diêm Mộng thấy hắn ta lập tức thu hồi vẻ mặt ghét bỏ với Trần Đức, ra vẻ dịu hiền nói. Anh này là, Mạc Thiếu Dương nhìn Trần Đức hỏi. Anh ta tên là Trần Bát Hoang, khách trọ nhà em. Mẹ em lo em xảy ra chuyện nên mới bảo anh ta đi theo lo cho em, Diêm Mộng giải thích. À, Mạc Thiếu Dương gật đầu. Cũng không chào hỏi Trần Đức, thậm chí còn không thèm nhìn anh cái nào nữa, mà chỉ nói với Diêm Mộc, lên xe đi, chắc hẳn bọn họ cũng đã đến Thiên Hương Kiều rồi. Được. Diêm Mộc thuận thế mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, Trần Đức im lặng không nói gì ngồi ở ghế sau. Với kinh nghiệm nhìn người của anh thì rõ ràng có thể nhận ra chàng trai này chính là người đang theo đuổi Diêm Mộc. Diêm Mộc cũng hơi thích hắn ta. Trên đường đi, hai người đều trò chuyện với nhau, nói từ Nam sang Bắc. Từ đông sang tây. Còn Trần Đức lại như một người vô hình, ngồi ở ghế sau ngắm cảnh ở ven đường. Chào người anh em, tôi tên là Mạc Thiếu Dương. Mạc Thiếu Dương bỗng mở miệng nói, ban nãy, Mộng Mộng có bảo anh là khách trọ của nhà mình. Trần Đức khẽ gật đầu. Thuê phòng, nghĩa là không có nhà ở thành phố Tần. Mạc Thiếu Dương có chút khinh bỉ, khẽ cười lạnh một tiếng, không hiểu sao mẹ Diêm Mộng lại bảo anh ta đi theo. Lẽ nào định gán ghép anh ta với Diêm Mộng? Mạc Thiếu Dương nghĩ vậy thì hơi không vui nói, không biết người anh em đang làm ở đâu. Trần Đức ngẫm nghĩ rồi đáp, nghề nghiệp à, đang làm vệ sĩ ở tập đoàn Dược Thiên Vũ. Vệ sĩ, Diêm Mộng cũng mới nghe nói về nghề nghiệp của Trần Đức, không khỏi cười nói, với dáng người ấy của anh làm vệ sĩ cũng được đó, còn là tập đoàn Dược Thiên Vũ nữa. Thiếu Dương, chẳng phải bố anh là cổ đông của tập đoàn đó à? Đúng là khéo thật. Vệ sĩ của tập đoàn đó chỉ cần từng đi lính là được. Xem ra, người anh em từng ở trong quân đội. Không đợi Trần Đức đáp, Mạc Thiếu Dương đã nói, giờ xuất ngũ chỉ có thể làm vệ sĩ, lái xe gì đó. Nhớ 3 năm trước, bố tôi cũng bảo tôi đi nhập ngũ, có điều tôi không đồng ý. Đi lính thì được gì chứ, đúng không? Sau khi xuất ngũ ra ngoài xã hội, đa số đều chẳng có một kỹ năng nào, chẳng khác gì ăn hại cả. Chắc thế. Trần Đức không tỏ ý kiến, chẳng có gì là hào hứng, không muốn nói nhiều, bèn chọn cách trả lời tẻ nhạt. Mạc Thiếu Dương nhìn dáng vẻ không chút để ý của Trần Đức trong gương chiếu hậu, không khỏi hơi tức giận. Một thằng vệ sĩ, đã thế còn là vệ sĩ trong tập đoàn bố mình mà dám nói chuyện với hắn ta bằng thái độ đó. Trong xe lập tức im lặng, chẳng bao lâu đã chạy đến Thiên Hương Kiều sầm uất. Ban ngày, nơi này không có một ai, nhưng khi đến tối thì xe cộ tấp nập, đèn đuốc sáng trưng.
hai bên bờ sông đều là quán bar. BMW chạy băng băng, một lát sau đã dừng lại trước một quán bar. Trần Đức nhìn biển hiệu được thiết kế cực kỳ khoa trương kia, hơi sửng sốt, đúng là khéo ghê, không ngờ nơi họ họp mặt lại là ở quán bar Thiên Tuyết. Vậy cũng tốt, chọn nơi này thì anh cũng dành chút, ít nhất sẽ không xảy ra chuyện. Thiếu Dương, Mộng Mộng, cuối cùng hai người cũng đến, mau vào đi. Mộng Mộng, mau đến đây. Thiếu Dương, sao giờ mới đến, chúng tôi chờ cậu một lúc lâu rồi đó, phải phạt 3 ly mới được. Vừa đến cửa quán bar đã có người chào hỏi Mạc Thiếu Dương và Diêm Mộng. Tổng cộng là 3 trai, 4 gái. Người nào cũng ăn mặc xinh đẹp, trai mặc hàng hiệu, gái ăn diện tỉ mỉ, nào là vòng tai, vòng cổ, lắc tay. Dưới ánh đèn, chỉ cần liếc mắt một cái thì đều là trai xinh gái đẹp. Xong, mấy cô gái kia vẫn hơi kém hơn Diêm Mộng một chút. Ồ, anh này là, một người chú ý tới Trần Đức, nhìn Diêm Mộng, Mạc Thiếu Dương hỏi. Bạn, Diêm Mộng cười gượng nói, là bạn tôi, tên là Trần Bát Hoang, đi theo tôi đến chơi. Được rồi, đừng giấu làm gì, Mạc Thiếu Dương ngắt lời Diêm Mộng, cười nói, anh ta là khách trọ của nhà Diêm Mộng, mẹ Mộng Mộng lo cô ấy ra ngoài chơi xảy ra chuyện. Dù gì cũng là vệ sĩ nên lần này tới bảo vệ Mộng Mộng. Ồ, mọi người giật mình, sao lại không thấy được vẻ khó chịu của Mạc Thiếu Dương đối với Trần Bát Hoang chứ? Ở đây ai cũng biết Mạc Thiếu Dương thích Diêm Mộng, đang theo đuổi cô ta. Tuy hai người vẫn chưa quen nhau thật, nhưng họ đều mặc định họ là người yêu. Buổi hẹn tối này cũng là do Mạc Thiếu Dương đề nghị, mục đích là để bày tỏ với Diêm Mộng. Hơn nữa, họ còn định hùa nhau chuốc say cô ta để đưa lên giường Mạc Thiếu Dương. Mặc dù mọi người đều biết Mạc Thiếu Dương chỉ chơi đùa mà thôi, nhưng vẫn bằng lòng giúp hắn ta. Đành thế thôi, ai bảo hắn ta có tiền cơ chứ? Hóa ra là vệ sĩ, anh vệ sĩ này, sự an toàn trong tối nay của chúng tôi đành nhờ hết vào anh vậy. Một chàng trai vuốt tóc ngược, mặc áo jean, lớn tiếng nói, cậu Mạc là con trai cổ đông của tập đoàn Dược Thiên Vũ đó, cũng không thể để cậu ấy xảy ra chuyện được. Đúng đó, ha ha. Đêm nay, sự an toàn của chúng tôi đành dựa vào anh vậy, anh vệ sĩ à? 3 trai, 4 gái anh một câu, tôi một câu chọc ghẹo, nhấn mạnh hai từ vệ sĩ. Diêm Mộng đứng cạnh vui sướng khi người gặp họa. Hừ, ai bảo anh đi theo tôi, giờ xấu hổ chưa? Được rồi, mọi người, đừng nói vậy, đã đến thì đều là bạn cả, chúng ta vào đi thôi. Mạc Thiếu Dương đắc ý liếc Trần Bát Hoang, khóe miệng khẽ nhếch nói, tôi đã sắp xếp người chờ ở trong rồi, vất vả lắm mới tốt nghiệp được, đêm nay phải chơi một trận cho đã. Được. Dưới sự dẫn dắt của Mạc Thiếu Dương, đoàn người lập tức đi vào quán bar. Trong đây luôn có âm nhạc. Vừa bước vào đã nghe thấy tiếng nhạc đinh tai nhức óc, kích thích hormone của cả trai lẫn gái. Giữa sàn nhảy là một đám trai gái điên cuồng lắc lư cơ thể như người điên, ngọn đèn nhấp nháy, nơi nơi đều là những cô gái ăn mặc hở hang, quyến rũ. Đàn ông thì chờ đợi con mồi, phụ nữ thì tìm kiếm sự kích thích. Cả quán bar giống như một bãi săn, ở trong này, có thể gặp được đủ loại người. Trong hoàn cảnh ồn ào ấy, nói chuyện đều phải hét lên. Đám Mạc Thiếu Dương vừa vào quán bar, lập tức đã có người bước đến đón, dẫn đường cho họ. Trần Đức im lặng đi ở cuối cùng. Theo cuộc trò chuyện của họ, anh đã biết được tên của từng người. Thanh niên tóc vuốt ngược tên Lục Tầm Dạ, hai người còn lại là Dương Hoan, Mạnh Đức Long. Còn 4 cô gái, trong đó 2 cô là bạn gái của họ, tên là Trình Kiều Kiều, Đỗ Y. 2 người còn lại là Nhan Tiểu Sa, Trần Ngọc Đình, là bạn cùng phòng kiêm bạn thân của Diêm Mộng. Anh Hoang. Bỗng, một bartender trong quầy thấy Trần Đức bèn bước đến. Anh Hoang, anh tìm bà chủ ạ. Tôi sẽ lập tức báo cho cô ấy. Không, đi với mấy người bạn đến chơi thôi, Trần Đức cười đáp, tạm thời đừng nói cho cô ấy. Vâng, vậy anh chơi đi, cần gì thì có thể kêu tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ bảo nhiều người để ý chỗ anh, bartender nói. Ừ, bartender chào hỏi Trần Đức xong bèn trở về vị trí của mình. Bởi vì quá nhiều người và ồn ào nên đám người Mạc Thiếu Dương cũng không có chú ý tới tình hình sau lưng. Dưới sự dẫn dắt của quản lý quán bar, đoàn người đã đi tới một bàn trống. Cậu Mạc, đây là ghế ngồi để riêng cho cậu. Nước và rượu đã sắp xếp xong, mời cậu và bạn bè cùng thưởng thức. Nếu cần gì cứ bảo tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ chờ ở bên cạnh, quản lý quán bar nói. Được rồi, anh cứ đi làm việc của mình đi, tự chúng tôi xử được.
bình thường Mạc Thiếu Dương đến những chỗ như này, chắc chắn sẽ kêu một số chị gái tiếp rượu đến. Có điều, hôm này đặc biệt nên không hợp để kêu gái. Nào nào, mọi người mau ngồi đi. Mạc Thiếu Dương mời mọc một nhóm nam nữ ngồi xuống, nhưng lại mặc kệ Trần Đức cũng không quan tâm, tùy tiện tìm một góc tương đối hẻo lánh ngồi xuống. Nơi này không tệ nhỉ, rất sang trọng, Mạnh Đức Long phấn khích nói. Đúng vậy, đây là quán bar có danh tiếng xa xỉ nhất ở Thiên Hương Kiều đấy. Đặt một bàn ở đây ít nhất cũng hơn 10.000 tệ, Lục Tầm Dạ nói. Wow, cậu chủ Mạc quả nhiên xa xỉ, Dương Hoan liếc mắt nhìn Trần Đức, nếu không phải nhờ cậu chủ Mạc thì e là có kẻ nghèo kiết xác cả đời cũng không có cơ hội đến nơi xa hoa như này. Cậu chủ Mạc vừa đẹp trai lại vừa giàu có, ai có thể làm bạn gái của cậu ấy, thật đúng là phúc tu tám đời. Cũng chỉ có Mộng Mộng của chúng ta mới có thể xứng với cậu chủ Mạc mà thôi. Tất nhiên rồi, Mộng Mộng của chúng ta xinh đẹp như vậy, những tên vệ sĩ tạp nham kia đúng là ảo tưởng, cóc thì sao có thể ăn thịt thiên Nga chứ? Mộng Mộng, ngưỡng mộ cô thật đất, hạnh phúc chết đi được, có thể nhận được sự xem trọng của cậu chủ Mạc. Ba nam bốn nữ vừa cảm thán vừa nịnh nọt Mạc Thiếu Dương, để Mạc Thiếu Dương và Diêm Mộng ngồi ở phía trước nhất, sóng vai với nhau. Còn tên nghèo kiết xác và con cóc mà bọn họ vừa nói, không ai khác chính là Trần Đức. Trần Đức hoàn toàn không có ý định gì khác với Diêm Mộng, vờ như không nghe thấy ngồi một bên góc. Trong không khí ồn ào của quán bar, chẳng mấy chốc đám người này đã tụ thành từng nhóm, nhóm thì chơi đoán số, nhóm thì uống rượu, còn có hai người đi nhảy nhót. Ở cùng với mấy người này, Trần Đức xem như đã hoàn toàn trở thành vệ sĩ, không ai thèm đếm xỉa đến anh, Mạc Thiếu Dương cố ý gạt anh sang một bên, hắn ta không lên tiếng thì tự nhiên cũng không có ai để ý đến anh cả. Chỉ có Diêm Mộng thỉnh thoảng lại liếc nhìn Trần Đức, trong lòng có chút không nỡ, nhưng lại cảm thấy anh đáng đời, ai bảo đi theo làm gì, thật là mất mặt chết đi được. Đi theo một tên ăn mày như vậy, thể diện của cô ta cũng mất sạch rồi. Thưa các quý ông, các quý bà, các anh chàng đẹp trai và các cô gái xinh đẹp. Đúng lúc này, một giọng nói thu hút đột vang lên giữa âm thanh bùng nổ của sàn nhảy, vừa dứt lời, âm nhạc bỗng nhiên dừng lại. Sau đó, giữa sự nghi ngờ của mọi người, giọng nói của người kia lại tiếp tục. Đêm nay, mọi người là những người may mắn nhất. Đêm nay, tất cả chi phí ở đây sẽ do cậu chủ Mạc, Mạc Thiếu Dương chi trả. Sau khi DJ vừa nói xong, cả quán bar đều trở nên im lặng. Sau đó, trong nháy mắt, lập tức vang lên những tiếng hò hét hoan hô. Châu bò thật! Cậu chủ Mạc là ai thế? Giàu quá đi mất. Ít nhất cũng phải tiền triệu nhỉ. Cả nam lẫn nữ, tất cả đều vô cùng hưng phấn, ánh mắt đảo khắp quán bar, tìm kiếm vị cậu chủ Mạc kia. Wow, cậu chủ Mạc đỉnh thật đấy. Cậu chủ Mạc bá đạo quá. Số tiền chi trả cho một đêm này, e là có người cả đời cũng không kiếm được. Trong khu vực VIP, mọi người đều đứng vây quanh Mạc Thiếu Dương, không ngừng thán phục. Diêm Mộng cũng nói, không hổ là cậu chủ Mạc, tôi đề nghị mọi người mời cậu chủ Mạc một ly. Được. Nào, cậu chủ Mạc, chúng tôi mời cậu một ly. Đều là bạn học, đừng khách sáo như vậy. Nói xong, Mạc Thiếu Dương vẫn giơ ly rượu lên, giống như một nhân vật cao cấp. Tao nhã uống một ly với mọi người, uống xong hắn ta lại bất giác liếc nhìn chế nhạo Trần Đức đang ngồi trong góc. Trần Đức hoàn toàn không thèm để ý đến hắn ta, lấy rượu trắng của mình ra, thỉnh thoảng nhấp hai ngụm. Được rồi, xin mọi người hãy im lặng. Trên sân khấu, DJ lại cất tiếng, tiếp theo mời kỹ sư ánh sáng tắt đèn 3 giây, 3 giây sau chiếu đèn tụ quang, chúng ta cùng làm quen với cậu chủ Mạc nhé. Giọng DJ vừa dứt, cả quán bar bỗng chìm vào bóng tối, chỉ còn lại vài chùm đèn màu không ngừng di chuyển, như thể đang tìm kiếm vị cậu chủ Mạc bí ẩn kia. Cậu chủ Mạc của chúng ta rốt cuộc là ai đây? Vậy thì, bây giờ, hãy cùng chào đón. 3, 2, 1. Xin mời, cậu chủ Mạc. Bùm. Một vài chùm ánh sáng màu đột nhiên xuất hiện, một loạt ánh sáng đầy màu sắc, theo lời của DJ lập tức chiếu vào người Mạc Thiếu Dương. Dưới ánh sáng rực rỡ đó, hắn ta giống như ngôi sao nổi tiếng, uyển chuyển đứng dậy vẫy tay chào. Wow, đẹp trai quá. Vừa đẹp trai vừa giàu có, lát nữa nhất định phải qua đó làm quen mới được. Lợi hại thật đấy, không biết là cậu chủ nhà nào. Mẹ nó, cậu chủ nhà nào đang ra vẻ ở đây thế, trong một góc quán bar, có 5 người đàn ông cường tráng đang ngồi, trong số đó có một người khá mập,
trên cánh tay toàn là hoa văn đang nhìn chằm chằm Mạc Thiếu Dương, ánh mắt phát sáng. Ai biết được, Hoa Ban Hổ, đây là địa bàn trọng điểm được Phì Tứ trông coi, mấy người chúng ta có thể đập phá được không? Một người đàn ông trông rất tháo vát có chút lo lắng hỏi. Có gì mà không được, mẹ nó, mục đích chính là muốn đập phá địa bàn của Phì Tứ, tên thuộc hạ kia của hắn tên gì nhỉ, Triệu Thâm. Dám đụng đến em trai của đại ca, chính là đang đánh vào mặt khu bắc thành phố Tần của chúng ta, không xem chúng ta ra gì, một người đàn ông khác lại lên tiếng, người này đầu chọc, vẻ mặt hung tợn, thù này nhất định phải báo, nếu không chúng ta làm sao ngẩng đầu lên được. Đầu chọc nói đúng, Hổ Ban Hoa vừa hút thuốc, vừa nói, chúng ta đã theo dõi suốt mấy ngày nay, hôm nay có ít nhân viên bảo vệ hơn, làm ầm một trận cũng không có vấn đề gì lớn. Hổ Ban Hoa đưa tay vỗ nhẹ vào mông nữ báo hoa, nói, lát nữa tìm cơ hội qua đó, hiểu không? Em biết rồi, anh Hổ, nhất định sẽ khiến anh hài lòng, nữ báo hoa yểu điệu nói. Nào, mọi người, hãy nâng ly rượu trong tay lên, cùng nhau mời cậu chủ Mạc một ly nhé, DJ nâng một ly rượu lên, dưới sự hướng dẫn của DJ, mọi người cùng nhau rót rượu, nâng ly về phía Mạc Thiếu Dương. Cảm ơn mọi người, Mạc Thiếu Dương nhấp một ngụm rượu vang. Dưới ánh đèn chiếu vào, hắn ta là nhân vật chính, trên mặt tràn đầy vẻ tự hào, hy vọng đêm nay mọi người có thể chơi hết mình, chơi vui vẻ. Được rồi, chúng ta cùng nhau nâng ly chúc mừng nào. DJ hét lớn, hàng trăm người đồng thời uống cạn rượu trong ly của mình. Hootman lại tiếp tục tăng cao do tác dụng của rượu, tiếng nhạc heavy metal bùng nổ lại vang lên, mọi người trong sàn lại bắt đầu nhảy nhót. Chỉ là...